Ngay tại ta nghĩ nhảy lúc xuống xe, đột nhiên một cái tay đem ta túm trở về, làm ta giật cả mình. Ta nhìn lại, phát hiện là Tần Phong, ta nói ngươi làm sao đi lên rồi. Mà lại một điểm thanh âm không có, kém chút không có đem ta dọa cho chết, chẳng qua bây giờ không phải tán gấu thời điểm, xe lập tức đã sắp qua đi, lại không xuống xe cứu lái xe, liền đến không kịp. Tần Phong y nguyên dắt lấy y phục của ta, không để ta xuống dưới, ta nói ngươi làm gì. Mau buông ta ra, Ta muốn cứu người." Tần Phong đột nhiên nhìn qua phía trước nói, "Không nên gấp gáp, lái xe phía trước cũng có." Lái xe phía trước cũng có là có ý gì? Chẳng lẽ còn có rất nhiều cái giống nhau như đúc lái xe hay sao? Hắn lời này để ta có chút không nghĩ ra, nhưng khi ta lấy lại tinh thần, xe đã lái qua. Dựa vào, ta một quyền đánh vào trên mui xe, phát ra oanh một tiếng, không biết có hay không đem phía dưới Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết giật mình, nhưng ta tâm tình bây giờ cực độ phiền muộn. Thế mà không có đem lái xe cấp cứu trở về, đều do Tần Phong một mực rắt lấy ta. Ngay tại lúc này, đột nhiên Tần Phong chỉ chỉ phía trước nói, "Nhìn, lại tới." Ta ngẩng đầu hướng Tần Phong chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện lái xe lại nằm ở thi cốt bên trên, miệng bên trong y nguyên gặm đầu người xương, hai bên khóe miệng chảy nước bọt, nhìn qua cùng cái kẻ ngu không sai biệt lắm. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là xe lại chạy về chỗ cũ sao? Không có khả năng xe là một mực hướng phía trước mở, hẳn là nơi này là tròn, xe một mực đang túi vòng. Cũng không phải là như ngươi nghĩ, Tần Phong đột nhiên sâu kín nói. Ta nhíu mày, ra hỏa này làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Ta làm sao luôn cảm giác hắn có chút thần, chuyện gì đều biết, tuyệt không đơn giản, hoàn toàn không giống người bình thường, đương nhiên, ta cũng cảm thấy Trương Tiểu Mạn sẽ không thích một người bình thường. Trước mặc kệ nhiều như vậy, đem lái xe cứu đi lên lại nói, lần này Tần Phong không tiếp tục kéo ta, nhưng là lái xe lại đột nhiên cùng như bị điên hô, chạy mau, chạy. Chạy a à, không muốn lại hướng phía trước. Lái xe đối ta gầm thét, người cùng như bị điên, hô xong sau hắn đột nhiên nhặt lên bên cạnh một cây sắc bén xương cốt, sau đó nhanh chóng cắm vào cổ họng mình. Máu tươi rất tán, chung quanh một mảnh bạch nhuộm thành màu đỏ, mùi máu tươi xông vào mũi, hương vị kia rất sặc, để ta cảm thấy có điểm buồn nôn cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì lái xe đột nhiên biến thành dạng này, ở trên người hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Chúng ta đột nhiên sửng sốt, không biết nói cái gì cho phải, lái xe chết rồi, ta đột nhiên có chút áy náy, không có thể đem hắn cứu trở về. Tần Phong lúc này đột nhiên an ủi, không cần áy náy, máu hương vị có điểm gì là lạ, hắn kỳ thật chết sớm. Ta lại sửng sốt một chút, không rõ Tần Phong nói ý gì, Tần Phong nhìn ta không rõ, lại đền bù nói, người sống máu không phải loại vị đạo này đây là người chết máu mùi tanh không có người so hắn đối máu hiểu rõ hơn ta nhíu mày lái xe nguyên lai like đã sớm chết kia vừa rồi hắn là chuyện gì xảy ra quỷ sao vẫn là thi biến nhưng nhìn qua không hề giống còn có liên tục nhìn thấy hai người tài xế là chuyện gì xảy ra tần phong lắc đầu không nói gì ta không rõ hắn là không biết còn không chịu nói ta luôn cảm thấy hắn giống như biết một chút cái gì liền mã lâm cũng còn không thấy liền gặp nhiều như vậy chuyện quỷ gì, còn chết lái xe, con đường sau đó làm như thế nào đi. Ta hỏi Tần Phong người biết lái xe không? Hắn lắc đầu, nói hắn bình thường ngồi xe đều rất ít, đừng nói lái xe. Lần này liền phiền phức, ta cũng không biết lái xe, hiện tại xe là không người điều khiển trạng thái, ta cũng không biết nó vì cái gì còn có thể tự mình động, dù sao không thể tùy ý nó một mực ở vào không người điều khiển trạng thái, bằng không, khẳng định đạt được sự tình ta gõ gõ trần xe, sau đó hỏi thăm mặt hai nữ có biết lái xe hay không. Lâm Tuyết trả lời nói sẽ không, nhưng Trương Tiểu Mạn lại cười một tiếng, nói nàng sẽ, nàng hội, nàng cái này tiếng cười, cười đến ta cùng Tần Phong đồng loạt giật cả mình. cái này nha đầu chết tiệt kia, có phải là thật hay không biết lái xe? ta hỏi nàng ở độ tuổi này hẳn là liền bằng lái đều không có a. À. Trương Tiểu Mạn ai nha một tiếng, nói chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? 10 tuổi thời điểm Trương Hổ liền dạy nàng lái xe, trong nhà mấy chiếc xe nàng đều mở đến chán dính, chỉ là không có bằng lái, cũng không dám lên đường phố, nhưng cái này kỹ thuật lái xe, nàng nhưng không có chút nào kém. Ta cùng Tần Phong hai mặt nhìn nhau, cái này nữ lái xe, thật có thể tin tưởng sao? Đúng vào lúc này, đột nhiên Trương Tiểu Mạn kinh hô một tiếng, Lâm Tuyết, Lâm Tuyết ngươi làm sao rồi? Các ngươi mau xuống đây nhìn xem. Ta cùng Tần Phong nghe xong, hai người vội vàng lại lộn xuống, phát hiện Lâm Tuyết té xỉu ở trên xe, Trương Tiểu Mạn ôm thật chặt nàng. Ta hỏi Trương Tiểu Mạn vừa rồi chuyện gì xảy ra, Lâm Tuyết làm sao té xỉu rồi. Trương Tiểu Mạn nói nàng cũng không biết, vừa rồi đột nhiên Lâm Tuyết liền té xỉu bất tỉnh nhân sự. Ta vội vàng bấm một cái Lâm Tuyết người bên trong, nàng chẳng những không tỉnh lại nữa, ngược lại miệng sùi bọt mép, hai mắt một mực lật lên trên, đem ba người chúng ta người đều dọa đến quá sức. Chẳng qua lâm tuyết sau khi ói xong liền tỉnh lại, chúng ta còn tưởng rằng có thể buông lỏng một hơi, không nghĩ tới lâm tuyết sau khi tỉnh lại cùng lái xe đồng dạng, hai mắt mơ mơ màng màng, hai bên khóe miệng chảy nước bọt, hỏi nàng cũng không nói chuyện, quang ngốc cười a à a. À. Xong, lâm tuyết ngốc, ta đầu ông một tiếng, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng giống như cùng lái xe đồng dạng, người ngốc, nhưng ta trong lúc nhất thời tìm không thấy nguyên nhân. Lâm tuyết ngay từ đầu chỉ là cười ngây ngô, về sau liền cùng phát như bị điên không ngừng ra bên ngoài chạy giống như nghĩ nhảy xe may mắn ta kịp thời ôm lấy nàng không phải thật làm cho nàng cho nhảy đi xuống không được tiếp tục như vậy không được phải làm cho xe nhanh lên mở không thể tại chậm rãi không phải cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đến ta gọi tần phong đem trương tiểu mạn đưa đến ghế lái để nàng lái xe ta ở đây nhìn xem lâm tuyết tần phong nhẹ gật đầu sau đó mang theo trương tiểu mạn lật đến trần xe qua một hồi lâu về sau, ta mới gõ gõ toa xe, hỏi hai người bọn họ an toàn đến không có. Bên kia cũng truyền tới ba tiếng gõ vang, nói hết thảy thuận lợi, ta lúc này mới an tâm nhẹ nhàng thở ra. Lại một lát sau, đột nhiên xe liền đột nhiên ra tốc, kém chút không có đem ta cùng lâm tuyết ngã chết, sau đó liền nghe được trương tiểu mạn hưng phấn tiếng kêu to, thu danh sơn ngược lên người hiếm, thường có lái xe tương đối cao thấp, bây giờ làn xe vẫn tại, không gặp năm đó lão tài xế. Ta sau khi nghe dở khóc dở cười, gọi nàng cho lão tử kiềm chế một chút, ba cái nhân mạng trên tay nàng, nếu không phải Lâm Tuyết Lâm thời xảy ra chuyện, ta tình nguyện để xe mình đi lên phía trước cũng không để nàng mở ra. Trương Tiểu Mạn hô một tiếng có ngay, sau đó lại chợt một chút ra tốc, bởi vì cửa xe không có đóng, kém chút đem ta cùng Lâm Tuyết liền xông ra ngoài. Ta nói người chuyện gì xảy ra, làm sao còn càng nói càng nhanh đâu. Trương Tiểu Mạn liên thanh nói xin lỗi. Còn suy nghĩ cái này xe chân ga thế nào cùng nàng nhà không giống. Ta biến sắc, tốt người cái nữ lái xe sẽ không phải là đem phanh lại làm chân ga đi. Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy kít một tiếng, Trương Tiểu Mạn một cái mãnh phanh lại, ta liền ôm lấy Lâm Tuyết hướng về phía trước nghiêng, hai người đầu đồng thời đụng vào trên xe. Dựa vào, nữ lái xe quả nhiên không đáng tin cậy, còn không bằng ta mở ra, mặc dù ta trước kia chỉ mở qua trong thôn máy kéo nhưng hẳn là cũng có thể mở phải so với nàng tốt. Lâm tuyết trên đầu đụng một cái bao, đột nhiên liền tan nát cõi lòng khóc lên, cùng đứa bé nồng dạng, ta vội vàng dỗ dành nàng, nhưng cũng không có ngừng lại nàng cái này nước mắt, thật sự là kỳ quái, nàng cùng lái xe trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, một hồi ngốc, một hồi bị điên. Ta một bên dỗ dành lâm tuyết, vừa mắng, nữ lái xe, nơi này không thể dừng xe, tranh thủ thời gian thúc đẩy. Không liên quan chuyện ta, Phía trước có người không chịu nhường đường. Trương Tiểu Mạn la lớn: "Có người, nơi này sẽ không phải là thứ gì vật cổ quái a, nhưng vô luận như thế nào cũng phải xuống xe nhìn xem." Ta nắm Lâm Tuyết xuống xe, sau đó cẩn thận quan sát đến bốn phía, phát hiện ven đường hài cốt càng ngày càng nhiều, trước đó còn có động vật, hiện tại tất cả đều là xương người, nhìn xem có chút dọa người, Lâm Tuyết trông thấy chẳng những không sợ, ngược lại miệng mở rộng bổ nhào qua, may mắn cho ta kịp thời kéo lại. Đoán chừng nàng cũng cùng lái xe đồng dạng, muốn ăn người xương. Ta lôi kéo Lâm Tuyết đi vào đầu xe vị trí, phát hiện phía trước quả nhiên đứng hai người, ta vội vàng dùng đèn pin chiếu vào trên mặt của bọn hắn, hai người này một nam một nữ, nữ mặc một bộ áo bông phục, cột hai đầu bím tóc, chân mang một đôi hoa giày, đại khái chừng 15 tuổi. Nam khuôn mặt anh tuấn, làn da trắng tinh, nhìn xem có chút nương nương khang, hắn trên tay cầm lấy một cái bạch phiến tử, có điểm giống cổ đại công tử Ca Nhi nhưng không có nửa điểm khí phách, nhìn xem có điểm là lạ, lạ, tuổi của hắn nhìn qua cũng không lớn, hẳn là cùng ta không sai biệt lắm. Khả năng đèn pin chỉ có điểm chướng mắt, nam nhân dùng cây quạt che một cái hai mắt, tránh đi đèn pin tia sáng, lần này ý thức phản ứng đã nói lên, hai người này có tám thành là người, nếu như là yêu ma quỷ quái, bọn hắn là sẽ không tránh, nhưng cũng không bài trừ gặp được hí tinh. Hai vị lão thiết, nơi này ra sao chỗ các ngươi nhưng biết. Hai vị lại vì sao nguyên do ngăn trở chúng ta xe đường đi?" Ta thu tay về đèn pin hỏi. Lúc này Trương Tiểu Mạn cũng cùng Tần Phong xuống xe, hai người bọn họ cũng kỳ quái nơi này vì sao lại có hai người, nơi này như thế âm trầm khủng bố, trừ bọn hắn sẽ không có người xuất hiện. Nam tử phiến mấy lần cây quạt, nói cái này con đường tiếp theo không thể lại đi, bằng không chỉ có thể tiến, không thể ra. Ta nói là cái gì? Ta nhớ được trời nói chuyện qua nơi này giống như không thể dừng xe, người dừng lại xe, lập tức liền sẽ có rất nhiều kỳ quái đổ vật tới, lại không thể hướng về phía trước, còn không thể dừng xe, kia muốn thế nào. Bên cạnh nữ tử nói, nhà nàng thiếu ra để ngươi ngừng liền ngừng, thế nào nó nhảm nhiều như vậy. Nếu như ta muốn chết, liền tiếp tục mở đi, lười nhác quản ta. Ta nói ai nha, người cái này hoa cô nương tính tình còn rất sông, địa phương quỷ quái này đoán chừng liền thừa chúng ta mấy cái, chúng ta hẳn là sống chung hòa bình. Nữ tử nói ai muốn cùng ngươi sống chung hòa bình, nếu không phải thiếu gia thiện tâm muốn cứu các ngươi, ta mới mặc kệ. Tiểu Hoa, nói ít vài ba câu." Nam tử đem cây quạt thu hồi lại, gõ đánh một cái nữ tử đầu. Cái này gọi tiểu Hoa nữ tử thè lưỡi, sau đó đối ta làm một cái mặt quỷ, không nói thêm gì nữa. "Vị huynh đệ kia, các ngươi chẳng lẽ cũng là tới cứu Mã Lâm sao?" Nam tử hỏi. Ta nhẹ gật đầu, nói là, sau đó hỏi lại hắn Chẳng lẽ ngươi cũng là? Nam tử cũng giống như ta, nhẹ gật đầu, chưa từng nghĩ địa phương quỷ quái này còn gặp gỡ đối thủ cạnh tranh. Chẳng qua nam tử nhìn chúng ta một cái mấy người nhíu mày, nói vạn nhất nếu là chúng ta thành công cứu ra Mã Lâm, kia nàng về ai nha. Ta minh bạch hắn ý tứ, bởi vì Mã Lâm nói qua ai cứu ra nàng liền gả cho ai, nhưng chúng ta bên này có ta cùng Tần Phong hai nam nhân. Ta cười khổ một cái, nói chúng ta đây là bị người nhờ vả cũng không tính muốn mã lâm. Bị người nhờ vả, thổ ai, chẳng lẽ là mã ra người? Nam tử tiếp tục hỏi. Ta lắc đầu, nói không thể lộ ra, cái này sự tình phải giữ bí mật. Nam tử cười một tiếng, liền không đang hỏi, sau đó nhìn về phía đần độn lâm tuyết. Nơi này người bình thường là không thể tới, thể chất không chịu nổi sẽ điên mất. Nam tử giống như biết một chút cái gì, nhìn xem lâm tuyết nói. Người bình thường không thể tới kia trương tiểu mạn làm sao không có việc gì còn có tần phong làm sao duy chỉ có lái xe cùng lâm tuyết xảy ra chuyện chuyện này rốt cuộc là như thế nào nơi đây lại là nơi nào người bình thường không thể tới kia trương tiểu mạn làm sao không có việc gì còn có tần phong làm sao duy chỉ có lái xe cùng lâm tuyết xảy ra chuyện chuyện này rốt cuộc là như thế nào nơi đây lại là nơi nào nam tử nói nơi này không phải là âm phủ cũng không phải dương gian đừng nói hắn liền Diêm Vương đều không nhất định có thể biết đây là đâu, nhưng nơi này tuyệt đối không phải chỗ bình thường, chẳng những có âm khí, thi khí, sát khí, không may, người bình thường nhiều nhất có thể chống đỡ một hồi, thời gian lâu dài người sẽ phát điên. Trách không được, nguyên lai like Lâm Tuyết cùng lái xe là bởi vì dạng này mới điên mất, nhưng ta kỳ quái là, vì cái gì Tần Phong cùng Trương Tiểu Mạn không có chuyện, ta có đạo hành không tính người bình thường, nhưng bọn hắn hẳn là cũng sẽ cùng Lâm Tuyết đồng dạng đi. Được rồi, hiện tại cũng lười suy nghĩ những cái này, mấu chốt là làm sao đem Lâm Tuyết chữa khỏi, hiện tại trong lúc nhất thời cũng không có khả năng trở về, nhưng nếu để cho Lâm Tuyết dạng này điên điên khùng khùng xuống dưới, không biết phía sau sẽ chuyện gì phát sinh, làm không tốt không để ý nàng liền cùng lái xe đồng dạng, đối chết chính mình. Ta hỏi nam tử có hay không giải cứu chi pháp? Nam tử nhìn thoáng qua Lâm Tuyết, sau đó meo suy nghĩ cười nói, tự nhiên có, xinh đẹp như vậy nữ hài, sao có thể để nàng làm người điên? nói xong hướng tiểu hoa duỗi duỗi tay giống như muốn hỏi nàng cầm thứ gì tiểu hoa từ trong bọc lấy ra một cái túi thơm đưa cho hắn nam tử đem túi thơm treo ở lâm tuyết trên cổ nói chỉ cần một hồi lâm tuyết liền sẽ mình tốt nàng không lấy xuống thần chí cũng sẽ không lại xảy ra vấn đề thần kỳ như vậy ta ngửi một cái phát hiện cái này túi thơm chẳng những không thơm ngược lại có cỗ rất đặc biệt mùi khác nhưng cụ thể là vị gì ta nhất thời nhớ không ra thì sao Ta vội vàng hỏi nam tử đây là cái gì túi thơm? Có tác dụng gì? Nam tử trả lời để ta có chút chấn kinh, kém chút không có đem lâm tuyết trên của túi thơm lập tức ném đi. Nam tử nói, loại này túi thơm gọi buồn bực hương, nó thành phần là cương thi thịt cùng người chết thịt tạo thành, cho nên mùi thơm tự nhiên có chút đặc biệt. Ba người chúng ta nghe xong, hai mặt nhìn nhau, cương thi thịt cùng người chết thịt làm thành túi thơm, cũng quá dọa người đi. Trương Tiểu Mạn cùng Tần Phong nghe, sắc mặt đều trở nên không dễ nhìn. Nam tử gọi chúng ta chấn định, đừng hốt hoảng, hắn giải thích nói, loại này túi thơm nghe mặc dù có chút dọa người, thậm chí có chút buồn nôn, nhưng nó công hiệu là phi thường thần kỳ, chẳng những có thể lấy trừ tà, thậm chí có thể làm thuốc tê, đây đều là có thuyết pháp, lý lúc chân bản thảo cương mục bên trong liền từng có này ghi chép, cương thi người chết thịt kham vi thuốc, bốc cháy lên khiến người nghe hôn mê một loại thuốc tê hương. Về phần trừ tà, cũng có thuyết pháp, cương thi thịt cùng người chết thịt sen lẫn trong cùng nhau túi thơm đã có cương thi sát khí, lại có người chết âm khí, cho nên mang tại người trên thân, tà mị đồ vật liền sẽ đem người xem như đồng loại. Nam tử vừa mới nói xong, lâm tuyết lại đột nhiên toàn thân run lập cập, sau đó giống như đại mộng mới tỉnh đồng dạng xem chúng ta, hỏi chúng ta vừa rồi chuyện gì xảy ra. Chính nàng làm sao rồi? Vừa rồi ta còn có một tia lo nghĩ, hiện tại ta đối cái này túi thơm là trăm phần trăm tín nhiệm, mặc dù nói chế tác vật liệu buồn nôn một điểm, nhưng có tác dụng A. Chẳng qua ta không dám nói cho Lâm Tuyết, không phải khẳng định sẽ hù dọa nàng. Lâm Tuyết tỉnh về sau, ta đem sự tình vừa rồi đều nói cho nàng, duy chỉ có buồn bực hương cái này sự tình không có cụ thể nói, chỉ là nói đơn giản là một cái có thể bảo trụ nàng túi thơm. Tạ ơn vị này lão thiết, người gọi tên gì, ta đối nam tử ôm quyền cảm tạ, nếu như không có hắn, Lâm Tuyết cái này sự tình thật đúng là không tốt giải quyết nam tử lung lay cây quạt, nói mình gọi hoàng hâm, bên cạnh hắn vị nữ tử kia gọi tiểu hoa, bọn hắn đến mục đích đúng là nghĩ cách cứu viện ra mã lâm, sau đó cưới nàng làm vợ. Hóa ra là cái tìm lão bà, trong lòng ta cười khổ một cái, tiểu tử này chứ có chút nương nương khang bên ngoài, dáng dấp cũng không tệ, xem thấu lấy cùng tiểu hoa gọi hắn thiếu ra, đoán chừng ra thế cũng không tệ, làm sao liền liều mạng tới này muốn cưới mã lâm đâu. Hắc hắc, huynh đệ, muốn thật lấy được, không chừng ngươi sẽ hối hận, nữ nhân kia cũng không phải ai cũng có thể gánh vác được. Hoàng Hâm ghi danh chữ về sau, chúng ta cũng đương nhiên tự giới thiệu một phen, Hoàng Hâm hỏi ta cũng là âm hành người. Ta nhẹ gật đầu, sau đó nói mình là Mao Sơn Quỷ đạo truyền nhân, hiện tại mở cái âm hành tiểu điếm. Ta vừa dứt lời, đột nhiên Hoàng Hâm liền một chân hướng ta đá tới, may mắn ta phản ứng nhanh, giơ lên hai tay ngăn cản, nhưng hắn cước này lực phi thường lợi hại ta bị đá đến nỗi ngay cả lui vài chục bước, Tần Phong cũng không biết lúc nào xuất hiện tại ta đằng sau, hắn dùng một cái tay chống đỡ phía sau lưng của ta mới ngừng lại được. Mao sơn người, thế mà không có đào mộc kiếm, quỷ đạo về sau, thân thủ cùng đạo thuật giống như đều bình thường, ai, xuống dốc chính là xuống dốc, cuối cùng là khó khôi phục ngày xưa phong thái. Hoàng hâm phiến mấy lần cây quạt, lắc đầu thở dài một bộ cực kỳ đáng tiếc bộ dáng, ta mặc dù có chút không phục, nhưng cũng không tiện phát tác nhị thuốc đào một kiếm đoạn mất về sau, ta cũng không tiếp tục mua, người này thân thủ tại trên ta, tăng thêm đánh lén, ta rơi xuống hạ phong cũng không thể nói gì hơn, nhưng luận đạo thuật, ta lại không có cùng hắn giao thủ qua, làm sao liền hạ quyết định luận ta kém hắn. Hoàng hâm không tiếp tục để ý ta, ngược lại nhìn về phía tần phong, cây quạt trong tay của hắn lập tức ngừng, sau đó mày nhíu lại thành bát tự, qua một hồi lâu hắn mới thầm nói, ta liền nói bằng ngươi một cái làm sao có thể dám đi vào nơi này, nguyên lai like có cao nhân. Hoàng Hâm quỷ nở nụ cười, sau đó đem cây quạt hướng trong tay một đập, nhưng Tần Phong lại đột nhiên đưa tay ra ngăn cản nói, "Ta không muốn cùng ngươi đánh, xin đừng ra tay." Hoàng Hâm sững sờ, hắn giống như có chút không rõ vì cái gì Tần Phong biết hắn muốn xuất thủ, bởi vì hắn mới vừa rồi là hoàn toàn không có ra tay dấu hiệu, duy nhất biến hóa chính là trong tay cây quạt, nhưng những động tác này chỉ có Hoàng Hâm người quen biết, ví dụ như Tiểu Hoa, Tần Phong lại là làm sao thấy được? cao nhân, tại hạ bội phục." Hoàng Hâm đem cây quạt cầm trong tay thở dài nói. Tần Phong khoát tay áo, nói mình không phải cái gì cao nhân, chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3. Đúng vào lúc này, đột nhiên Trương Tiểu Mạn thét lên một tiếng, đem chúng ta mấy cái giật nảy mình, ta vội vàng hỏi nàng làm sao rồi. Trương Tiểu Mạn chỉ chỉ đằng sau ta, nói xe không gặp. Ta liền vội vàng chuyển người đi, lập tức đầu ông một tiếng, xe đâu? Vì cái gì xe vô duyên vô cớ biến mất, nếu như bị người lái đi, chúng ta nhiều như vậy người ở đây không có khả năng phát hiện không được, nơi này đến cùng có bao nhiêu tà môn. Xe thế mà biến mất không còn tăm hơi. Hoàng Hâm lại gọi chúng ta không cần khẩn trương, nơi này là như vậy, hắn bắn tới linh xa cũng giống vậy biến mất. Ta nói xe không có, chờ xuống làm sao ra ngoài? Nếu như không có linh xa, nơi này khẳng định là ra không được. Hoàng Hâm cũng là không chút hoang mang. Hắn nói đến đâu thì hay đến đó, sợ chết không làm lính, đến cứ an tâm, chờ xuống ra ngoài tự nhiên sẽ nghĩ đến biện pháp. Ta lau mồ hôi lạnh, cái này đều người nào, đều cái này mấu chốt, còn một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Đúng vào lúc này, đột nhiên đằng sau lại tới một cỗ linh xa, trông thấy chúng ta ngăn tại trên đường đi của hắn, vội vàng án lấy loa, chúng ta bốn người tranh thủ thời gian tránh đi, nhưng Hoàng Hâm vẫn là cùng nguyên lai đồng dạng, đứng ở nơi đó quạt cây quạt một mặt lạnh nhạt mỉm cười. Cái này người, thật không muốn mệnh. Hoàng hâm đối mặt với lại một cỗ linh xa đến, y nguyên mặt không đổi sắc, đứng tại xe giữa đường khuôn mặt tươi cười đón lấy, cái này người, là thật không sợ chết. May mắn lần này cũng giống như chúng ta, xe đi vào hoàng hâm trước mặt liền dừng lại, nhưng lái xe thế mà là cái lão thái bà. Lão thái bà này tóc bạc trắng, còng lấy cái cùng tảng đá một loại lớn lưng, nàng sau khi xuống xe, nhìn một cái phía trước, sau đó hướng trong xe hô, "Nhị tử, xuống xe, phía trước không thể lại đi, sẽ chết người." Lão thái bà này thế mà cũng biết phía trước có nguy hiểm, phía trước đến cùng có cái gì nguy hiểm? Vì cái gì ta cảm giác không ra, ta sẽ không phải là nơi này đạo hành thấp nhất âm nhân đi. Sớm biết ta liền không đến, thật là mất mặt. Lão thái bà hô xong lời nói về sau, liền từ xe nhảy nhảy nhót nhót xuống tới cái đại khái 30 tuổi nam nhân, chẳng qua nhìn hắn thần hình cùng động tác là cái kẻ ngu không thể nghi ngờ chẳng lẽ đây cũng là cái chúng chiêu người bình thường mẹ mẹ nơi này thật đáng sợ a à, thật nhiều xương xương là heo heo chết sao nam nhân đần độn nói ngữ khí như là cái ba tuổi tiểu hài lão thái bà từ ái đáp đứa nhỏ ngốc cái này không phải heo thi cốt đây là người chết a à, người chết người chết chơi vui sao nam nhân tò mò hỏi lão thái bà lắc đầu giống như đã lười nhác trả lời căn dặn nam nhân thật tốt đi theo nàng không muốn lại hỏi han còn có tuyệt đối đừng chạy loạn ta nhíu mày không đúng nam nhân này không phải chúng chiêu hắn vốn chính là cái kẻ ngu bởi vì hắn cùng lâm tuyết cùng lái xe khác biệt không có ăn nói linh tinh chưa từng có kích thích hành vi cùng động tác mẹ oa wow, người nhìn nơi này có nhiều như vậy đại tỷ tỷ cùng đại ca ca cùng chúng ta chơi thật sự là chỗ tốt mẹ người mau nhìn tỷ tỷ kia bánh bao thật lớn a à, nhìn ta đều đói Nam nhân chỉ vào trương tiểu mạn trước ngực nói, dọa đến trương tiểu mạn vội vàng che mình, sau đó trợn nhìn đồ đần liếc mắt, chết đồ đần, nhìn cái gì vậy, người mới bánh bao, cả nhà ngươi đều là bánh bao. Trương tiểu mạn dạng này một mắng, đồ đần đột nhiên dọa đến hoa hoa khóc giống lên, nói tỷ tỷ này rất hung, bảo bảo không vui. Lão thái bà thấy thế, thế mà lập tức trở nên mặt mày giữ tợn lên, đối trương tiểu mạn hung giữ mắng, xuống nha đầu, lại dám hung nhi tử ta, phiến miệng. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên một trận âm phong tại chúng ta trên mặt phất qua, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, Trương Tiểu Mạn giống như bị mạnh mẽ quạt một bà tai, trên mặt còn có năm cái chỉnh chỉnh tề tề dấu ngón tay. Lại phiến, lão thái bà lại hung giữ hô một câu. Ngươi dám, đúng vào lúc này, đột nhiên ta cùng Tần Phong đồng thời hô to một tiếng, Tần Phong như là một con mãnh thú đồng dạng hướng lão thái bà chạy đi, mà ta thì xoay người một cái vây quanh Trương Tiểu Mạn khía cạnh, sau đó dùng tay đỡ lấy, Đem tiếp xuống một bàn tay ngăn trở, nhưng ta tay lại như là bị ngàn cân thạch đồng dạng ngăn chặn, đau mắt của ta nước mắt đều kém chút chảy ra. Kỳ thật tại thứ nhất bàn tay hạ xuống xong ta liền phát hiện, đánh Trương tiểu mạn hẳn là lão thái bà nuôi tiểu quỷ, thế là vội vàng tới bảo vệ nàng, tại cái này mấy giây bên trong, ta nhanh chóng cho mình mở âm nhãn. Quả nhiên, một người mặc bạch y phục nữ nhân một cái tay đặt ở trên cánh tay của ta, sắc mặt của nàng cùng quần áo đồng dạng trắng trên cánh tay tất cả đều là phù chú, 10 cái móng ngón tay sau ngón tay còn rất dài, bén nhọn như dao nhỏ, nếu như không cẩn thận rơi vào trương tiểu mạn trên mặt, kia thật là hậu quả khó mà lường được. Lan đi, áo trắng nữ quỷ đối ta mạnh mẽ mắng. Lan, lão tử đều không bỏ được đánh nữ nhân, có thể để ngươi một mực rút. Ta cắn nát tay trái ngón tay, bên phải trên bàn tay vẽ lên ngũ lôi chú, sau đó một trường đánh về phía áo trắng nữ quỷ. Áo trắng nữ quỷ khả năng không biết ta cái này ngũ lôi trưởng uy lực, thế mà không tránh không né, giờ trưởng cùng ta chống lại. Coi chúng ta hai trưởng tương đối thời điểm, đột nhiên liền từ trong lòng bàn tay của ta toát ra năm đạo tiếng sấm, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, nữ quỷ toàn bộ cánh tay bị đánh phải nhão nhuệt, cùng bên đường bị người dẫm dưa hấu đồng dạng. Áo trắng nữ quỷ rốt cuộc biết sợ, cuống quyết chạy trốn, hưu một tiếng biến thành một tia sáng trắng bay trở về lão thái bà trong tay áo mao sơn ngũ lôi chú hôm nay lại may mắn nhìn thấy thật không uổng công chuyến này lâm nguyên ta thu hồi đối ngươi vừa rồi đánh giá quả nhiên nát thuyền có ba cân đinh lạc đà gầy so mã đại cái này mao sơn quỷ đạo đạo thuật coi như tư chất lại bình thường người học được cũng y nguyên đầy đủ cường hoành hoàng hâm dùng cây quạt trên tay hưng phấn đấm vào ta nhíu mày đối với hắn lộ ra một cái ánh mắt khinh bỉ tiểu tử này đến cùng là đang khen ta vẫn là tại dẫm ta cùng lúc đó Tần Phong một quyền đánh phía lão thái bà, quyền kia tốc độ nhanh đến ta gần như thấy không rõ, nhưng lão thái bà lại tùy tiện liền tránh khỏi, sau đó một chân đá hướng Tần Phong ngực. Tần Phong không có trốn tránh, chỉ là thân thể uốn lên, oanh một tiếng trầm đục về sau, Tần Phong không có nhận mảy may tổn thương, ngược lại lão thái bà lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững bước chân. Lão thái bà vừa tỉnh táo lại, đột nhiên liền có một cái nồi đất lớn nắm đấm nương theo lấy một trận kình phong xuất hiện tại trước mắt của nàng lão thái bà đã trốn không thoát, chỉ có thể dọa đến ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, nhưng nắm đấm không sai biệt lắm chạm đến nàng mũi thời điểm, đột nhiên liền ngừng lại. Ta không đánh lão nhân, nhưng nếu như ngươi tái phạm nàng, ta định để mẹ con các ngươi hai biến thành đống kia bạch cốt. Tần Phong thu hồi nắm đấm, đối lão thái bà lạnh lùng nói. Lão thái bà nuốt một ngụm nước bọt, không còn dám lỗ máng, lúc đầu nghĩ giáo huấn một chút trương tiểu mạn, không nghĩ tới ngược lại bị hai chúng ta chỉnh ngoan ngoãn. Chẳng qua lão thái bà giống như vẫn có chút không phục, ánh mắt bên trong mang theo u oán, nàng trừng mắt nước Trương Tiểu Mạn nói, nhà đầu, tính ngươi mạng lớn, thân thể có hai cái cao nhân che chở, không phải hôm nay ra ta đều cho ngươi lột xuống. Trương Tiểu Mạn cái này tính tình, đâu chịu ăn thiệt thòi, bị đánh một bàn tay hỏa khí càng lớn, hướng phía lão thái bà liền đến một câu, lão nương coi như không có ra, cũng so ngươi cái này một thân nhân vỏ cây đẹp mắt, mụ già đáng chết, đáng đời sinh cái kẻ ngu. Lão thái bà nghe xong hỏa khí cũng tới đến, nhưng nàng vừa định nói chuyện, đột nhiên liền bộc một tiếng, ta đều không thấy rõ, nàng liền bị Tần Phong đánh một bàn tay, nhưng cái này bàn tay rõ ràng không nặng, nghe thanh âm liền có thể biết, Tần Phong hẳn là chỉ là muốn cho nàng cái giáo huấn. Ta nói, không đánh lão nhân, nhưng ngươi không nên ép ta. Tần Phong hai mắt như đao, cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm lão thái bà. Lão thái bà này giống như có chút sợ Tần Phong, động động mồm mép không dám nói lời nào nhưng nhìn trương tiểu mạn ánh mắt vẫn có chút u hoán tốt tốt quỷ bà cái này sự tình liền đi qua đi lại làm thiếp tất cả mọi người tổn thương hòa khí mặc dù nói tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh nhưng vẫn là tốt nhất sống chung hòa bình không cần thiết đại thương vũ khí hoàng hâm vội vàng chạy đến hòa giải quỷ bà chuyển qua mắt đi nhìn thoáng qua hoàng hâm nói ngươi là ai nha làm sao lại nhận biết nàng sau đó quỷ bà lại sách một tiếng nói nhìn hoàng hâm khá quen nhưng lại nghĩ không ra là ai. Lúc này tiểu hoa ở một bên cướp lời nói, người đương nhiên nhìn quen mắt, thiếu gia của chúng ta hắn là tiểu hoa lời nói còn không có lối ra, liền bị hoàng hâm dùng cây quạt ngăn chặn miệng, ngăn cản nàng nói tiếp suy nghĩ là cái gì nha tiểu cô nương. Quỷ ba nhìn tiểu hoa không có nói tiếp, lại không cam tâm tiếp tục hỏi, nhưng hoàng hâm y nguyên không để tiểu hoa nói chuyện. Quỷ ba, ta là ai không trọng yếu hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Mã Lâm, người không phải đến cho người cái này nhi tử ngốc tìm vợ sao. Hoàng Hâm khẽ cười nói. Quỷ bà nhẹ gật đầu, biết Hoàng Hâm cố ý giấu giếm thân phận, nàng coi như muốn tiếp tục nghe ngóng xuống dưới cũng không có một chút tác dụng nào. Quỷ bà không còn dám hướng phía trước đi, mà là lôi kéo đổ đần hướng bên phải phương hướng đi, trước khi đi quay đầu oán hận chừng trương tiểu mãn liếc mắt, sau đó người liền biến mất tại trong đêm đen. Mụ già đáng chết, chảnh cái gì chứ, hừ. Trương Tiểu Mạn cũng không cam chịu yếu thế, vỉnh lên miệng nhỏ chửi mắng một câu, Lâm Tuyết cũng vội vàng tới sở lấy mặt của nàng, đau lòng hỏi Trương Tiểu Mạn có sao không, mặt còn đau không. Ta thì hỏi Hoàng Hâm lấy quỷ bà là lai lịch gì, thế mà hung ác như thế, may mắn Trương Tiểu Mạn bên người có chúng ta ở đây, nếu không thật đúng là phải bị thua thiệt. Hoàng Hâm nói, quỷ bà cũng là âm hành bên trong người, lấy nuôi quỷ vì nghiệp, về sau tổn hại âm đức vẫn luôn không có mang thai, đến không sai biệt lắm tiếp cận lúc tuổi già mới già mới có con, chẳng qua sinh nhi tử lại là cái kẻ ngu, chồng nàng về sau liền tức chết. Hai tử là trên người mẫu thân đến rơi xuống một miếng thịt, liền xem như đồ đần, quỷ bà cũng cực kỳ yêu thương hắn, thậm chí đến yêu chiều tình trạng, bình thường chỉ cần có người chừng con trai của nàng liếc mắt, nàng đều sẽ giận tím mặt, chớ đừng nói chi là công nhiên gọi nàng nhi tử đồ đần. Quỷ bà mặc dù tính tình không tốt, nhưng dù sao cũng là âm hành tiền bối, mọi người cũng không muốn đắc tội nàng, thậm chí rất ít cùng với nàng lui tới, nhưng quỷ bà cái tên này, âm hành bên trong vẫn là có khấu đầu, nàng nuôi quỷ thuật cũng tới được đỉnh phong tình trạng, chỉ có điều con trai của nàng là cái kẻ ngu, lại cưới không được vợ, nàng cái này cửa nuôi quỷ bí thuật sợ là muốn thất truyền, đoán chừng mã lâm là hy vọng của nàng. Nói đến đây, Hoàng Hâm đột nhiên phá lên cười, miệng bên trong còn nói có ý tứ. Có ý tứ, chuyến này thật sự là không uổng công chuyến này a à? ta trợn trắng mắt, nói thầm nói có ý gì, địa phương quỷ quái này âm trầm trầm, vừa kinh khủng lại tà môn, còn tận gặp được một chút kỳ kỳ quái quái người, nếu không phải trời một điều kiện quá mê người, đánh chết ta cũng không tới. Đây mới là vừa mới bắt đầu, Mã Lâm sự tình đã hành động toàn cái âm hành, lấy mỹ mạo của nàng cùng Mã ra địa vị, đoán chừng còn có một đám người chèn phá đầu tới đoạt Mã Lâm, cái này cạnh tranh quá kịch liệt, ta đột nhiên cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có. Hoàng Hâm gọi hai lần cây quạt, sau đó nói chúng ta cũng đi thôi, muốn tìm Mã Lâm đoán chừng còn phải tiêu tốn một chút thời gian, nơi này không biết lớn bao nhiêu, muốn tìm đến Mã Lâm không dễ dàng, mà lại nếu như Mã gia hậu nhân cũng sẽ bị vây ở chỗ này, vậy chúng ta cũng vô cùng có khả năng ra không được, hoặc là những thứ kia quá mãnh, chúng ta lại bởi vậy mệnh tang nơi đây. Ta nhìn cùng hàng thái này còn thật hợp được đến, mà lại một đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, liền hỏi thăm một chút mọi người ý kiến, sau đó tất cả mọi người đồng ý cùng Hoàng Hâm cùng lên đường, thế là chúng ta liền quyết định một đường đồng hành. Hoàng Hâm đột nhiên lấy ra một cái kỳ quái la bàn, nhìn một chút la bàn kim đồng hồ về sau, hắn chỉ chỉ vừa rồi quỷ bà đi phương hướng nói, cái này quỷ bà thật không đơn giản, nàng đi phương hướng là chính xác, chúng ta đi theo nàng đằng sau đi. Vì sao nha, ta cũng không muốn gặp lại lão thái bà kia. Trương Tiểu Mạn bĩu môi, mặt mũi tràn đầy không vui vẻ giống như không quá vui lòng cùng lão thái bà đi cùng một cái phương hướng, khó như vậy miễn sẽ gặp phải. Hoàng Hâm cười cười, tỏ ra là đã hiểu, nhưng hắn không phải đi theo quỷ bà đi, mà là cùng la bàn đi. Cái này la bàn gọi âm dương lưỡng cực, nó có dài ngắn hai cây kim đồng hồ, dáng dấp một cây chỉ vào cực dương phương hướng, ngắn một cây chỉ vào cực âm phương hướng, mà vừa rồi quỷ bà đi phương hướng chính là cực dương, kia xác định vững chắc không sai, coi như không tìm được Mã Lâm kia cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm tính mạng. Quản bọn họ đâu, thiếu ra chúng ta đi thôi, bọn hắn yêu có đi hay không? Tiểu Hoa ở một bên thầm nói. Ai, lời nói cũng không thể nói như vậy, kết giao nhiều bằng hữu mở rộng đường nha, đã có duyên phận tiến tới cùng nhau, vậy liền không bằng trên đường đi nhiều mấy cái chiều ứng, sao lại không làm đâu? Ai nha, thiếu ra, Tiểu Hoa bắt đầu làm nũng nói, nhưng Hoàng Hâm vẫn không có để ý tới nàng. Trương Tiểu Mạn nhìn dạng này rằng con nữa cũng không phải biện pháp, thế là đành phải miễn cưỡng đồng ý, Tiểu Hoa giống như có chút ăn dấm, mạnh mẽ đập mạnh hai lần chân, một mực bĩu môi không nói lời nào. Chúng ta một nhóm sáu người thu dọn một chút tâm tình, hướng phía vừa rồi quỷ bà đi phương hướng tiếp tục đi tới. Trên đường ta hỏi Hoàng Hâm, các ngươi là làm sao biết phía trước có nguy hiểm, đến cùng có cái gì nguy hiểm. Hoàng Hâm lắc đầu, nói hắn cũng không biết, là trực giác, một cái liên quan tới âm nhân trực giác. Hoàng Hâm từ nhỏ đã cùng yêu ma quỷ quái liên hệ, đối với loại trực giác này, hắn từ trước đến nay là rất có tự tin, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là cái mao đầu tiểu tử, khả năng quỷ bà liền có thể nói ra cái như thế về sau. Đúng vào lúc này, đột nhiên Tần Phong tiếp câu, phía trước có Ác Linh. Cái gì? Ác Linh, ta vội vàng hỏi Tần Phong nói câu nói kia là có ý gì. Liền bên cạnh Hoàng Hâm cũng có chút kinh ngạc lập tức đối Tần Phong hiếu kỳ. Tần Phong lập tức lộ ra một mặt vẻ mặt mờ mịt, gãi đầu một cái hỏi hắn vừa rồi nói cái gì rồi. Hắn nói mình giống như không nói gì, chúng ta nghe sai đi. Ta cùng Hoàng Hâm hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải, là chúng ta lỗ tai có mau bệnh vẫn là Tần Phong có thỉnh thoảng tính mất trí nhớ. Vừa rồi hắn rõ ràng nói có ác linh, làm sao mấy giây không đến liền quên đi. Hoàng Hâm còn hỏi ta Tần Phong có phải là đầu bị đụng qua, Ta cười khổ nhún vai, biểu thị không rõ ràng, kỳ thật ta cũng là hai ngày này vừa mới biết hắn, mặc dù đã cùng hắn làm hồi lâu đồng học. Chúng ta đi đại khái sau 20 phút, rốt cục nhìn thấy một đầu sạn đạo, nhưng cái này sạn đạo phía trên phủ kín đầu người xương, nếu như muốn từ cái này sạn đạo phía trên đi qua, liền phải chân đạp đầu người xương đi qua, ta một cái lớn nam gia môn đều không nhất định nhận được, cái này ba tiểu cô nương có thể nhận được sao? Đúng vào lúc này đột nhiên tiểu hoa một đường chạy chậm đi qua sau đó dẫm lên đầu người xương từng bước một đi đến sạn đạo đối diện đem mấy người chúng ta đều kinh ngạc đến ngây người hoàng hâm lại sớm đã thành thói quen hắn cười ha hả nói tiểu hoa từ nhỏ lá gan liền mập mà lại nàng gặp người chết cũng không ít những vật này còn dọa không ngã nàng thiếu ra mau tới đây hết thảy an toàn tiểu hoa hướng hoàng hâm rêu rao bắt đầu ra hiệu hắn đi qua biết rồi đừng ồn ào lỗ tai đều điếc hoàng hâm cười mắng một câu sau đó đang nghĩ đi qua thời điểm tần phong đột nhiên kéo hắn lại hoàng hâm ngừng lại trên mặt tràn đầy sự khó hiểu cùng tò mò liền vội hỏi tần phong làm sao rồi tần phong chỉ vào tiểu hoa sau lưng nói nhìn tiểu cô nương kia phía sau có đồ vật chúng ta định trừ xem xét thật đúng là tiểu hoa sau lưng thế mà đứng một cái cùng nàng giống nhau như đúc người chuyện này rốt cuộc là như thế nào tiểu hoa phát hiện chúng ta ánh mắt kỳ quái lập tức liền phản ứng lại, nàng không có trực tiếp quay đầu, mà là chân sau hướng về sau quét tới, vừa rồi đứng nàng phía sau người kia lập tức biến mất, chẳng lẽ là hư ảnh. Tiểu Hoa không có đụng tới người, lúc này mới cảnh giác quay đầu lại đi, nhưng mà phía sau cái gì đồ chơi đều không có, nàng trợn nhìn chúng ta liếc mắt, biểu lộ có chút oán trách, giống như đang mắng chúng ta mù nhìn cái gì đó. Hoàng Hâm lập tức đối nàng vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng nhanh trở về, Tiểu Hoa mặc dù có chút mơ hồ, nhưng nàng vẫn là rất nghe hoàng hâm lời nói vội vàng lại một đường chạy chậm chạy trở về sau khi trở về hoàng hâm dùng ngón tay cái đặt tại tiểu hoa trên đầu sau đó hai ngón dọc theo mặt một mực ấn xuống làm cả chương tay che che ở trên mặt thời điểm hoàng hâm đột nhiên vỗ đem tiểu hoa đập đến lui về sau ba bước ai u đau 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 thiếu da ngươi làm gì tiểu hoa bụng mặt đau đến kém chút lời nói đều nói không nên lời hoàng hâm lẩm bẩm một câu kỳ quái Tiểu Hoa không có bất kỳ cái gì dị thường, vừa rồi cái kia đến cùng là thứ đồ gì? Ta cũng có cùng Hoàng Hâm giống nhau như đúc nghi hoặc, vừa rồi cái kia hẳn không phải là quỷ, chẳng lẽ cùng lần trước đồng dạng, có cái gì kỳ quái đồ vật bắt trước tiểu Hoa mặt. Hoàng Hâm nói, hắn vừa rồi kiểm tra qua, Tiểu Hoa tam hồn lục phách chỉnh tề, trên thân không có âm khí, không có lệ khí, người hết thảy bình thường, nếu như vừa rồi cái kia là quỷ nàng chỉ cần tới gần tiểu hoa, khẳng định sẽ để cho tiểu hoa trên thân nhiễm phải âm khí. Đúng vào lúc này, đột nhiên sạn đạo bên trên xương sọ người bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động, thậm chí có một đám người xương đầu cùng bóng đồng dạng ùng ục ùng ục hướng chúng ta lăn đi qua, giống như có đồ vật ở phía dưới muốn chui ra ngoài đồng dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ đầu người xương phía dưới chôn lấy đồ vật, vật kia đến cùng là cái gì? Ra tới, tần phong hô lớn, sau đó đem Trương Tiểu Mạn bảo hộ ở sau lưng, ta thì một tay lấy Lâm Tuyết kéo vào trong ngực, sau đó đem quay lại đây xương sọ người đá trở về. Mười giây qua đi, quả thật từ đầu người đống cốt bên trong chui ra ngoài một vật, không đúng, là người, là chân chân thật thật người, người kia chính là đồ đần. Đồ đần, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn chôn ở đầu người đống cốt bên trong, đây cũng quá kỳ quái đi. Quỷ bà đi đâu rồi? Trên người bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? quỷ bà tại đồ đần trong ngực, hoàng hâm đột nhiên cao mày, cắn hàm răng nói ra câu nói này. Chúng ta định chử xem xét, quả nhiên tại đồ đần trong ngực có một viên đẫm máu đầu người, viên kia đầu người chính là quỷ bà. Quỷ bà đầu người tóc bạc tùy ý tán lạc, hai con mắt đều không có nhắm lại, trên mặt đã không có một điểm huyết sắc, đầu lâu phía dưới còn tại chảy xuống máu, nhìn qua có chút dọa người, cùng bên cạnh những cái này bạch cốt xâm xâm xương đầu so sánh, ít nhất phải khủng bố gấp 10. Đồ Đần trong ngực ôm lấy quỷ bà đầu người không rên một tiếng, ánh mắt u oán nhìn xem Tần Phong, biểu lộ giống như muốn ăn Tần Phong đồng dạng. Ta có chút kỳ quái, vẻ mặt này cùng ánh mắt tuyệt đối không phải một cái đồ đần có thể biểu hiện ra ngoài, quỷ bà đến cùng chết như thế nào? Đồ Đần lại đến cùng làm sao rồi? Trên người bọn hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mọi người chúng ta nhìn xem Đồ Đần đều không biết làm sao, nhưng Đồ Đần lại từ đầu người xương bên trên đi ra, từng bước một bước về phía Tần Phong. Thối đồ đần, người muốn làm gì? Trương Tiểu Mạn trông thấy đồ đần khí thế hùng hổ đi đến Tần Phong trước mặt, không khỏi có chút lo lắng. Đồ đần không nói gì, mà là đột nhiên gân xanh trên trán bộc phát lên, cả khuôn mặt liền cùng một đoàn bột mì đồng dạng giữ tợn vặn vẹo lên, hắn không nói hai lời liền vươn một cái tay bóp hướng Tần Phong cổ, miệng bên trong còn la hét lấy, người giết mẹ ta, ta muốn ngươi đền mạng, ta muốn ngươi đền mạng. Chúng ta thấy thế vội vàng nghĩ kéo ra đồ đần, nhưng tần phong lại phất phất tay ra hiệu chúng ta đừng nhúc nhích mà hắn đối mặt đồ đần bóp cái cổ không có chút nào động tác chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ cũ đồ đần lại một chút cũng bấm không nổi hắn ta không giết ngươi mẫu thân tần phong thản nhiên nói ác ma ác ma đồ đần lúc này lại đột nhiên đối tần phong sợ hãi lên ánh mắt của hắn cùng biểu lộ đều tràn ngập sợ hãi hắn từng bước một lui lại lại bị quay lại đây xương sọ người cho trượt chân ta muốn đi đem hắn nâng đỡ nhưng lại bị hắn đẩy ra hắn ôm thật chặt quỷ bà đầu người khẩn trương hướng lui về phía sau hắn xem chúng ta thân thể đều đang run rẩy đồ đần đến cùng chuyện gì xảy ra quỷ bà lại là chết như thế nào lại nói nàng thân thể đâu hoàng hâm hỏi đúng a à, chỉ thấy được quỷ bà đầu người thân thể của nàng đi đâu rồi kinh hoàng hâm một nhắc nhở chúng ta mới nhớ tới thân thể mụ mụ thân thể thân thể bị ác ma ăn đồ đần đột nhiên chỉ vào tần phong nói nói tần phong ăn quỷ bà thân thể tần phong bất đắc dĩ cười khổ không biết nói cái gì cho phải hắn vẫn luôn cùng chúng ta cùng một chỗ làm sao có thời giờ đi giết quỷ bà sau đó đem thân thể của nàng ăn hết đây quả thực là lời nói vô căn cứ đồ đần quả nhiên chính là đồ đần cũng sẽ chỉ nói hưu nói vượn hư chúng ta đừng quản cái này đồ đần đi nhanh lên đi ta nhìn hai mẹ con bọn họ cũng không giống người tốt chết đáng đời Tiểu Hoa giống như có chút không kiên nhẫn, vội vàng thúc giục chúng ta đi đường, không muốn lại để ý tới kẻ ngu này. Ta nói không để ý tới hắn không được, nếu như đem một mình hắn bỏ ở nơi này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn một cái đổ đần, là không có bất kỳ cái gì tự vệ cùng sinh tồn năng lực. Tiểu Hoa trợn trắng mắt, nói ngươi cho là mình là quan thế âm, còn muốn phổ độ chúng sinh, nơi này là địa phương nào trong lòng không có điểm số sao. Mang theo cái kẻ ngu ai trên đường chăm sóc được. Ngay tại chúng ta tranh chấp không nghỉ thời điểm, đột nhiên tại đầu người đống cốt phía dưới vươn một con niêm hồ hồ thịt chảo. Thịt chảo lại dài lại mảnh, hắn nhanh chóng quấn quanh ở đồ đần trên cổ, sau đó chợt một chút kéo về phía sau, ta một cái hổ đói vổ mồi, muốn tóm lấy đồ đần, nhưng quá chậm, chỉ bắt lấy đồ đần trên chân một con giày. Cứ như vậy, đồ đần bị trơ mắt kéo về đầu người đống cốt bên trong, ngay từ đầu hắn còn y y nha nha kêu gọi hai tiếng, nhưng kéo vào về phía sau người liền không có tiếng, cũng không biết sống hay chết, những người khác nhìn xem không có một cái dám hướng về phía trước, cũng không thể trách bọn hắn, vừa rồi Trương Tiểu Mạn chuyện này tăng thêm này quỷ dị hoàn cảnh cùng nguy hiểm không biết, ai cũng không nguyện ý mạo hiểm đi cứu một cái bèo nước gặp nhau đổ đần, đặc biệt là Tiểu Hoa, Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết trên mặt chỉ ít còn có đồng tình. Nàng liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, đoán chừng trừ hoàng hâm, cũng không ai có thể làm cho động nàng. Thực sự không có cách nào, ta cắn răng, đành phải tự mình một người tiến lên, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, bất kể nói thế nào, cái này đồ đần là vô tội. Ta mới tiến lên một bước, Lâm Tuyết liền giữ chặt ta, nàng lắc đầu nói, đừng, đừng đi, nguy hiểm. Ta nở nụ cười, gọi nàng không cần lo lắng, lấy bản lãnh của ta, coi như không cứu lại được đồ đần, cũng có thể toàn thân trở ra, sau khi nói xong liền tránh thoát Lâm Tuyết tay, bước nhanh chạy về phía sạn đảo. Đi đến đầu người xương phía trên thời điểm, đã thấy không rõ đồ đần, hẳn là bị chôn ở phía dưới, ta vội vàng dọc theo vết tích một đường đào, đừng đề cập có bao nhiêu buồn nôn, nhưng đào đến cùng thời điểm ta mới phát hiện đồ đần không gặp, chỉ còn lại quỷ bà đầu lâu ở đây. Đi đâu rồi, người đâu, ta một bên gào thét một bên kêu to, không ngừng lay lấy sạn đạo bên trên xương sọ người, nhưng làm sao cũng không tìm tới đồ đần, liền xem như bị ăn làm sao cũng phải còn mấy cục xương A. À. Đây quả thực thật giống như bốc hơi đồng dạng. Lâm Nguyên, thế nào rồi? Người đâu? Hoàng hâm ở bên kia hỏi. Ta lắc đầu, nói đồ đần không gặp, chỉ để lại quỷ bà đầu lâu. Nhìn xem quỷ bà đầu lâu, ta đột nhiên nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ cái này sạn đạo bên trên xương sọ người chính là như vậy đến. Đúng vào lúc này, đột nhiên quỷ bà đầu lâu bên trên thịt chậm rãi rớt xuống, sau đó hóa thành một bãi hắc thủy, tóc liền theo lửa đồng dạng, phát ra gai mũi khó người mùi khói, không đầy một lát toàn bộ đầu lâu liền biến thành đầu người xương, cho xuống cùng những người này xương đầu sen lẫn trong cùng một chỗ, vậy ta liền không phân rõ. Mới nửa giờ không đến, quỷ bà đầu liền bị bổ xuống, thân thể không biết tung tích, đồ đần cho thịt chảo kéo sau khi đi, cũng cùng bốc hơi, người không biết đi nơi nào, nơi này quá tả môn, ta vội vàng đối lâm tuyết bọn hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu mau chóng rời đi nơi này. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau về sau, mình bạch ta ý tứ, một đám người tranh thủ thời gian chạy vội tới, lâm tuyết bởi vì quá sợ hãi, Ta liền ôm lấy nàng đi qua, Trương Tiểu Mạn còn tốt, ngay từ đầu có chút khẩn trương, càng về sau liền hiếu kỳ nghiên cứu lên những người này xương đầu, nói cũng không có gì sợ hãi. Chúng ta an toàn đi qua sạn đạo về sau, ta mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, Tần Phong nhìn một cái một tầng lại một tầng xương sọ người, đột nhiên thở dài, sắc mặt có chút nặng nề. Trương Tiểu Mạn hỏi hắn làm sao rồi, hắn lắc đầu nói không có việc gì, gọi chúng ta tiếp tục đi đường đi phía trước còn không chừng có cái gì vật ly kỳ cổ quái. Chúng ta không tiếp tục tiếp tục chấp nhất quỷ bà hai mẹ con, tiếp lấy đi lên phía trước, qua sạn đạo về sau, lại trông thấy tràn đầy thi cốt đường nhỏ, một đầu tiếp một đầu, lẫn nhau giao nhau. Những cái này đường nhỏ tất cả đều sơn đen mà đen, đèn pin căn bản chiếu không đi vào, vừa chiếu tia sáng giống như bị nuốt vào đi đồng dạng, hoàn toàn không có chút nào tác dụng, quỷ dị nhất chính là đường nhỏ bên trong truyền ra ô ô tiếng kêu, không biết là phong thanh vẫn là có cái gì đang gào gọi, nghe được chúng ta toàn thân đều nổi ra gà. Trương Tiểu Mạn hỏi chúng ta đi đâu đầu, nhiều như vậy đường, nhưng so sánh ngã tư đường còn khó hơn chọn. Lúc này Tần Phong nói, đi đâu đầu đều như thế, mỗi một đầu đều là tử lộ. Trương Tiểu Mạn a à một tiếng, nhìn trước mắt đường nhỏ người có chút rụt rè, cũng không biết Tần Phong nói lời đúng hay không. Lâm Tuyết thì chăm chú dắt lấy ta tay, trong lòng bàn tay của nàng tất cả đều là mồ hôi, biểu lộ có chút sợ hãi. Tiểu Hoa thì xem thường, nói sợ hãi trước tiên có thể trở về, nơi này vốn là nguy hiểm, sau khi chết khả năng lật sinh, đem tử lộ đi thấu, liền có thể còn sống sót, nói xong nàng liền tùy tiện chọn một con đường đi vào. Hoàng Hâm thu cây quạt, cười mắng một câu xú nhà đầu, sau đó cũng đi vào theo, chúng ta bốn người do dự mười mấy giây, cũng đi vào theo, không đến đều đến, có đường liền đi đi thôi. Đầu này nhỏ hai bên đường rất đen, hắc ám liền cùng lấp kín tường đồng dạng đem hai bên trúc lên, sau đó phủ kín thi cốt, ta tùy tiện nhặt lên bên cạnh một bộ thi cốt ném vào trong bóng tối, cô kia thi cốt lập tức liền biến thành màu trắng bột phấn, sau đó tản mát tại không trung, xem ra bức tường kia hắc ám tường không thể vượt qua, bằng không, sẽ thịt nát xương tan. Đúng vào lúc này, đột nhiên tại chúng ta phía trước xuất hiện một người, người kia vậy mà là tiểu hoa, đúng, trước đó tiểu hoa qua sạn đạo thời điểm, phía sau lưng nàng liền xuất hiện một cái cùng nàng giống nhau như đúc người, hiện tại lại xuất hiện. Tiểu hoa có chút kinh ngạc, bận bịu sờ sờ mặt mình, sau đó mắng một câu đệt, cái kia tiểu hoa thế mà cũng mắng một câu đệt. Tiểu hoa lập tức giận tím mặt lên, nói là phương nào yêu ma quỷ quái, lại dám bắt trước hoa nãi nãi, tiểu hoa sau khi nói xong, đối diện cái kia tiểu hoa cũng đi theo mắng một câu giống nhau như đúc. Tiểu hoa rốt cục nhịn không được, muốn động thủ đi đánh đối diện tiểu hoa, nhưng tần phong lại một tay lấy nàng giữ chặt, không để nàng đi, tiểu hoa xoay người một cái đạp hướng tần phong ngực, hắn mới không đắc ý buông tay lui về phía sau mấy bước. Lan đi, đừng làm trở ngại cô nãi nãi. Tiểu hoa đối Tần Phong giận dữ hết. Mặc dù ta không biết Tần Phong vì cái gì ngăn cản nàng, nhưng nàng cái này bạo tính tình, thấy ta thẳng lắc đầu. Tần Phong đột nhiên chỉ chỉ tiểu hoa hai cái chân, cũng không nói chuyện, nhưng chúng ta nhìn sang thời điểm, lại giật mình kêu lên, bởi vì tiểu hoa hai chân thế mà biến thành hơi mờ sắc, nhìn qua có chút quỷ dị. Lần này tiểu hoa là thật sợ, thân thể đánh cái run, bờ môi trở nên trắng bệch, nàng lập tức quay đầu hung hăng trừng mắt liếc đối diện tiểu hoa, sau đó mắng, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ, ngươi đến cùng là thứ đồ gì, lão nương chân đâu. Đối diện tiểu hoa không trả lời, vẫn là đi theo tiểu hoa nói giống nhau như đúc, tiểu hoa càng thêm giận, nàng giống lớn một tiếng, đem chân còn cho ta. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên hoàng hâm ngay tại trên cổ của nàng hung hăng đến một chút, tiểu hoa quay đầu nhìn hoàng hâm liếc mắt, vì cái gì hỏi một nửa liền hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Mặc dù ta không biết vì cái gì, nhưng là tiểu hoa khẽ động giật, thân thể liền sẽ biến mất, nếu như ta không có đoán sai, thân thể của nàng sẽ dần dần bị đối diện tiểu hoa tước đoạt cùng chiếm lĩnh, thật sao? Tần phong lão huynh, hoàng hâm ôm lấy té xỉu tiểu hoa hỏi. Tần phong nhẹ gật đầu, vẫn không có nói chuyện, mắt gắt gao nhìn chầm chầm đối diện tiểu hoa. Xem ra đối diện tiểu hoa không phải người, ta vừa định hành động, Tần Phong đột nhiên ngăn cản ta, nói hoàng phù đối nàng vô dụng, bát quái kính đồng tiền cũng không được, máu chó đen máu gà càng là không tốt. Ta ngẩn người, sau đó hỏi kia rốt cuộc cái gì đồ chơi khả năng đối phó được nàng. Cái này lại đến cùng là cái gì quỷ đông tây? Tần Phong không nói lời nào, lại biến thành câm điếc không dên một tiếng. Ta cũng lười để ý đến hắn, một tấm hoàng phù rời khỏi tay, cùng mũi tên đồng dạng bay về phía đối diện tiểu hoa, có thể để ta không tưởng được chính là hoàng phù thế mà từ trong thân thể của nàng xuyên qua, sau đó rơi trên mặt đất. Thổ, lửa, mộc, kim, thủy, nàng không có đồng dạng chiếm, không tại trong ngũ hành, các người ngôn ngữ trong nghề gọi vô quỷ, bên ngoài người xưng là ác linh. Tần Phong rốt cục mở miệng. Vô quỷ, ác linh, hoàng hâm miệng bên trong không ngừng nói thầm, sau đó giống như nhớ ra cái gì đó giống như, nàng ôm lấy tiểu hoa ngồi xổm xuống. Sau đó dùng ngón tay của nàng trên mặt đất viết một cái quỷ chữ, đối diện tiểu hoa cũng học ngồi xổm trên mặt đất viết một cái quỷ chữ, viết xong về sau, hoàng hâm nhìn quá sợ hãi, đột nhiên ôm lấy tiểu hoa liền chạy ngược về, chúng ta thấy thế, cũng không biết vì cái gì, vội vàng đuổi theo hoàng hâm bước chân. Chạy đại khái chừng 10 phút đồng hồ về sau, ta lập tức cảm giác đến không thích hợp, đến thời điểm dùng đi, nếu như dựa theo chạy tốc độ, hiện tại chúng ta hẳn là trông thấy sạn đạo, nhưng là giống như chạy tới chạy lui đều là ở đây, chẳng lẽ là quỷ đà tương. Không đúng, nơi này căn bản không hề quỷ kia rốt cuộc là cái gì hoàng hâm giống như cũng phát hiện không hợp lý vội vàng ngừng lại nhìn thoáng qua đường hai đầu sắc mặt lập tức ngầm trầm xuống nói một câu không xong đường này khả năng không cách nào quay đầu chỉ có thể một đi thẳng về phía trước hoàng hâm vừa mới dứt lời đột nhiên toàn bộ thi cốt đều nổi lên không trung sau đó chậm rãi tạo thành một chữ chết ta đánh mấy đạo hoàng phù đi lên những cái kia thi cốt không có bất kỳ biến hóa nào, giống như căn bản liền không sợ hoàng phù. Trừ hiện tại đầy trời chữ chết, liền trên đất cũng xuất hiện lít nha lít nhít chữ chết, đem trương tiểu mạn cùng lâm tuyết dọa đến thét lên một tiếng, các nàng ngây thơ dùng chân đi lau, nhưng kia chữ chết càng lau càng rõ ràng, càng lau càng lớn, hơn nữa còn nghe được có xì xào bàn tán tiếng cười, ta khắp nơi tìm kiếm, chính là tìm không lên tiếng nơi phát ra. Lúc này ta hỏi Hoàng Hâm, vừa rồi hắn đến cùng đã làm gì, vì cái gì đột nhiên lại trở về chạy. Hoàng Hâm giải thích nói, hắn vừa rồi cho đối diện tiểu hoa tính một quẻ, cái này quỷ chữ A, bút họa vì chín, ngũ hành thuộc mộc, nhưng nàng viết cái kia quỷ, giống nhau là chín bút, nhưng lại coi không ra thuộc cái gì, đây thật là vô quỷ, cũng chính là mọi người trong miệng nói tới ác linh. Ta hỏi vô quỷ là cái gì, ác linh lại là cái gì? Rất lợi hại phải không? Hoàng Hâm nói hắn cũng không biết, nhưng nghe qua đời ông nội những người kia nói qua vô quỷ. Nhân sinh trước, có tam hồn lục phách, người sau khi chết, sáu phách vong, ba hồn ra, biến thành quỷ hồn, đi hướng âm phủ, nhưng có một loại đồ vật, hắn không phải người, cũng không phải quỷ, hắn đã không có ba hồn, cũng không có sáu phách, liền cùng không tồn tại đồng dạng, loại này đồ vật gọi vô quỷ, người bình thường gọi ác linh. Cái này ác linh dĩ nhiên không phải tiểu thuyết cùng trong phim ảnh miêu tả ác linh, bọn chúng trong miệng ác linh kỳ thật cũng tương đương quỷ, cùng chúng ta nói ác linh căn bản liền không là một chuyện. Vì cái gì người bình thường gọi vô quỷ làm ác linh đâu? Bởi vì sáu phách sau khi chết, linh hồn liền xuất khiếu, nhưng là vô quỷ nó không có hồn a, cho nên liền thừa cái linh, bởi vì vô quỷ hung tàn vô cùng, đa số hại người tính mạng, cho nên tất cả mọi người xưng nó là ác linh, về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, trên đời cũng rất ít xuất hiện vô quỷ, mọi người cũng đem cái này đồ vật quên, đến bây giờ đã không có mấy cái biết cái gì là vô quỷ. Hoàng Hâm còn nói, người có người tướng, quỷ có quỷ tướng nhưng vô quỷ cũng không có tướng mạo, liền thực thể đều không có, bọn chúng thích ăn nhân loại sướng vui giận buồn cùng nó sợ hãi các cảm xúc, sẽ huyến hóa trưởng thành tướng mạo bắt trước thanh âm của người, gặp người giết người, gặp quỷ ăn quỷ, là một loại cực kỳ khủng bố đồ vật. Hoàng hâm gia gia đã từng nói, lúc tuổi còn trẻ thấy tận mắt vô quỷ đồ thôn, hơn một ngàn người làng chỉ còn lại mười mấy người, gia gia hắn lúc ấy cùng mấy cái đạo hành cao thâm người đứng ở bên cạnh bất lực, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất nghẹn ngào khóc giống, kia vô quỷ liền cùng không khí đồng dạng, cái gì pháp khí đạo hành đối với nó đều vô dụng. Về sau, từ bên ngoài đến một cái đạo sĩ các loại còn, mới đưa cái kia vô quỷ cho phòng ấn. Hoàng hâm ra ra đối hoàng hâm dặn đi dặn lại, nếu như về sau gặp gỡ vô quỷ, nhất định phải nhanh chân liền chạy, mặc kệ người đạo hành cao bao nhiêu, cái đồ chơi này cũng khó khăn đối phó. Ra ra hắn nói, tình nguyện đối đầu một ngàn con âm quỷ, cũng không nguyện ý đối phó một con vô quỷ, cho nên vừa rồi Hoàng Hâm minh bạch cái kia bắt trước bịp bợm còn con tử chính là vô quỷ, hắn tranh thủ thời gian nhanh chân liền chạy. Nghe Hoàng Hâm vừa nói như vậy, vô quỷ thật đúng là khó đối phó, mà lại có vẻ như không thể tiêu diệt, chỉ có thể phong ấn. Nó đến rồi, Tần Phong đột nhiên nhìn về phía vừa rồi đường đầu kia, quả thật không có mấy giây, tiểu hoa bộ dáng vô quỷ liền đi ra, nó xem chúng ta mặt không biểu tình, miệng vụng về nói, chết. Nàng sau khi nói xong, đột nhiên liền hoa một tiếng thân thể xé rách ra ruột cùng óc phun đầy đất huyết thủy cùng thịt tươi biến thành từng thanh từng thanh lưỡi dao hướng cổ đâm bay tới trên trời chữ chết thi cốt cũng cùng bông tuyết đồng dạng nhau nhau rơi xuống đánh tới hướng đầu của chúng ta mấy người chúng ta lập tức hoảng thành một đoàn trương tiểu mạn cùng lâm tuyết thì dọa đến kém chút không có khóc lên tần phong giống lớn một tiếng gọi chúng ta không muốn sợ hãi bằng không rất nhanh liền sẽ bị vô quỷ thôn vệ thậm chí thân thể bị tước đoạt Hoàng Hâm nghe Tần Phong lập tức chấn định lại, hắn cây quạt chợt phung lên, lập tức tất cả mọi thứ đều biến mất. Nguyên lai đây hết thảy đều là ảo giác. Lúc này ta mới nhìn đến Hoàng Hâm cây quạt bên trên tất cả đều là màu vàng phù chú, mặt khác thì là màu vàng đại kinh Phật văn. Hoàng Hâm thở ra một hơi dài, nói hắn liền cảm thấy kỳ quái, vô quỷ không có thực thể tướng mạo, làm sao có thể chế tạo đạt được những vật này? Rất rõ ràng là ảo giác, chỉ cần chúng ta không có có sướng vui giận buồn cùng sợ hãi nó hẳn là bắt chúng ta không có cách nào. Hoàng Hâm nói rất có đạo lý, cái này vô quỷ đoán chừng là âm vật bên trong lợi hại nhất, cũng là không có nhất dùng, nó không có thực thể, dùng thủ đoạn đều là hư hóa, đối với chúng ta sinh ra không là cái gì tính thực chất tổn thương. Đúng vào lúc này, đột nhiên Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết dưới lòng bàn chân vươn hai con đen xì hai tay, lôi kéo chân của các nàng liền hướng dưới nền đất kéo, các nàng dọa đến kinh hô lên, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, bờ môi cũng có chút phát xanh hỏng bét, không cần phải sợ. Hoàng hâm vội vàng nhắc nhở, nhưng là giống như đã muộn, Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết hai chân đột nhiên mình rời đi thân thể, sau đó điên cuồng chạy, Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết một cái mãnh quẳng, thân thể trùng điệp ném xuống đất, sau đó kinh ngạc nhìn lấy hai chân của mình chạy hướng nơi xa. Bọn hắn tất cả đều không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng ta giống như đại khái hiểu, bởi vì lúc trước cùng trời một tòa chiếc kia linh xa lái xe chính là như vậy, chuyện sợ hãi đầu liền rơi trên mặt đất, nhưng người không có việc gì, Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết giống như gần giống như hắn, chỉ là một cái là đầu, một cái là chân. Chân, chân của ta, a à. Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết kịp phản ứng về sau, mới hét lên, các nàng muốn đi truy, nhưng là không có chân, chỉ có thể bò, làm sao truy. Có ai có thể đuổi tới chân của mình sao? Đặc biệt là Lâm Tuyết đôi chân dài, một hồi liền chạy không thấy. Ta cũng không lo được nhiều như vậy, cùng Tần Phong co cẳng liền truy, Thế nhưng là chân thừa dịp chúng ta sửng suốt đoạn thời gian kia, đã sớm chạy mất tâm, ta cùng tần phong không dám chạy xa, sợ vứt xuống hai người bọn họ tại vậy sẽ có nguy hiểm, thế là lại quay đầu. Hai người bọn họ thấy chúng ta không có đem chân đuổi trở về, vẻ mặt cầu xin nói sao tiểu hoa còn không may, nàng chỉ ít chỉ là biến trong suốt mà thôi, cũng tốt hơn chân của mình chạy mất, nói nói hai người liền nghĩ rơi nước mắt. Ta hù dọa các nàng tuyệt đối đừng khóc, nếu như cảm xúc hóa vô quỷ lại muốn đối với các nàng xuống tay a di đà phật đúng vào lúc này một cái mập hòa thượng ôm lấy bốn chân đi ra hai vị nữ thí chủ chân này là các ngươi không mập hòa thượng cười hỏi vâng 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 tạ ơn đại sư trương tiểu mạn cùng lâm tuyết nhìn thấy chân của mình về sau cao hứng một cái nước mũi một cái nước mắt nhưng hai nàng sau đó lại sửng sốt chân này muốn làm sao lắp đặt trở về chân là mình chạy các nàng nhưng không biết làm sao đem chân cho theo trở về Mập hòa thượng giống như nhìn ra các nàng buồn rầu, vội vàng an ủi, nữ thí chủ, không nên kinh hoàng, ta tới giúp các ngươi theo trở về. Mập hòa thượng sau khi nói xong, mồm mép nhanh chóng động lên, giống như tại nhắc tới kinh văn, không đầy một lát kia bốn chân thế mà tự động chạy về, sau đó nạp lại về trương tiểu mạn cùng lâm tuyết trong thân thể. Hai người nhìn chính mình chân, đột nhiên cao hứng không biết làm sao, sau đó điên cuồng sở lấy, cảnh tượng này nhìn xem có chút quái dị, để người có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Cái này sự tình xong về sau, ta đột nhiên ai một tiếng, nói ngươi một cái hòa thượng chạy tới nơi này làm gì. Không phải nói hòa thượng không thể lấy nàng dâu sao, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cưới mã lâm. Ta nói chuyện mập hòa thượng liền kích động, nói hắn đương nhiên nghĩ a à, nếu như có thể cưới mã lâm, hắn lập tức liền hoàn tục, còn làm cái gì hòa thượng. Mấy người chúng ta lập tức giờ khóc giờ cười, cái này nếu để cho Phật tổ biết, không được tức chết, cái này cũng chưa tính, mập hòa thượng còn bồi thêm một câu, nói khác hòa thượng nữ thần là quan âm bồ tát, nhưng nữ thần của hắn là mã lâm. chúng ta nghe sau càng là cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả, vội vàng chắp tay trước ngực nói câu sai lầm, sai lầm. mập hòa thượng lại xem thường, nói phật là để ở trong lòng, cùng có hay không lão bà không quan hệ, chỉ cần trong lòng ngươi có phật, ngươi coi như nhiều ba ngàn phiền não tia, coi như ngươi rơi vào trong hồng trần, cũng vẫn là đệ tử phật môn ta nói người đừng đến bộ này, xem xét chính là cái không đứng đắn rượu thịt hòa thượng, vẫn là tranh thủ thời gian cùng chúng ta nói một chút là thế nào đem trương tiểu mạn các nàng hai chân kiếm về a. À. Mập hòa thượng nói, hắn cũng bị vây ở đầu này trên đường nhỏ, rơi vào đường cùng, hắn đành phải đi trở về, nhưng là đi hồi lâu cũng không thấy có cuối cùng, ngược lại là nhìn thấy bốn chân chạm mặt tới. Mập hòa thượng mới đầu cũng có chút kinh ngạc, nhưng về sau tưởng tượng, cái này sự tình khẳng định có cổ quái, thế là hắn lấy xuống trên cổ mình Phật Châu, sau đó đem Phật Châu bọc tại trên chân, kia bốn cái chân liền lập tức không chạy. Mập hòa thượng thừa cơ ôm lấy chân, liền chạy ngược về, thẳng đến gặp phải chúng ta. Mập hòa thượng sau khi nói xong, còn niệm câu A-di-đà Phật, nói cùng chúng ta hữu duyên, quả thực là muốn mặt dày mày dạn cùng chúng ta đồng hành, nói có thể chiếu ứng lẫn nhau, may mắn tiểu hoa không có tỉnh, không phải đoán chừng không có sắc mặt tốt cho hắn nhìn, chẳng qua cái này mập hòa thượng lòng thoải mái thân thể béo mập, luôn cười hì hì, cùng cái Phật di lạc đồng dạng, nhìn qua tính tình cũng vô cùng tốt, đoán chừng tiểu hoa cũng mắng không tiến hắn. Ai, hòa thượng, người có không có cách nào đối phó vô quỷ? Hoàng hâm hỏi, hắn còn trước khi nói ra ra nói qua hòa thượng có thể đem vô quỷ phong ấn, không biết cái này mập hòa thượng có bản lãnh này hay không? Mập hòa thượng nghe được vô quỷ về sau, sững sờ một chút, hắn nói mình cũng chỉ là nghe sư phó nói qua có cái này đồ chơi, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng không biết Phật Pháp đối vô quỷ có hữu dụng hay không. Ta nói người cứ việc thử một chút đi, không phải chúng ta đều phải vây ở chỗ này cả một đời ra không được, chớ nói chi là cứu Mã Lâm. Nói chuyện đến Mã Lâm hắn lại kích động, nói cái này không được, thật vất vả mới có cưới nữ thần cơ hội, sao có thể bị vây ở cái này nho nhỏ trên đường đâu. Sau khi nói xong hắn muốn chúng ta lần nữa đem vô quỷ dẫn ra, hắn liều lên tính mạng cũng phải giải quyết vô quỷ. Hoàng Hâm nói cái này đơn giản, sau đó hắn liền dùng sức đem Tiểu Hoa cho bóp tỉnh. Tiểu Hoa sau khi tỉnh lại, đập mấy lần mình mê man đầu, sau đó hỏi Hoàng Hâm đến cùng chuyện gì xảy ra. Hoàng Hâm nói, chân của ngươi không có, bị vô quỷ trộm đi. Tiểu Hoa lúc này mới nhớ lại, vội vàng nhìn thoáng qua mình trong suốt hai chân, sau khi xem xong nàng lập tức liền phát ra rít lên một tiếng, ánh mắt cùng biểu lộ đều tràn ngập sợ hãi. Thiếu, thiếu ra, chân của ta đâu, làm sao, làm sao biến thành trong suốt trạng rồi. Nàng càng nói càng sợ hãi, càng nói càng khẩn trương, sau đó liền từ hoàng hâm trong ngực tránh thoát, xoay người xuống đất la hét muốn tìm chân của mình. Đúng vào lúc này, đột nhiên một cái đầu người từ phía trên trần nhà rơi xuống, tiểu hoa vô ý thức dùng tay vừa tiếp xúc với, đem đầu người cho tiếp được, tại tiếp được nháy mắt, đầu người đột nhiên há to miệng, nghĩ lật lọng cắn lấy tiểu hoa trên tay. Nhưng tiểu hoa phản ứng cực nhanh, ta đều chưa kịp phản ứng nàng liền đem đầu người ném ra, nhưng thuận thế ném ra không đơn thuần là đầu người, còn có tiểu hoa hai tay, may mắn tay theo hầu không giống, sẽ không chạy, liền như thế dọc tại lộ diện bên trên bay nhảy, chẳng qua đã đủ để đem tiểu hoa dọa đến kinh hồn bạt vía, nàng rụt rụt đầu, người liền cùng tượng băng đồng dạng động lại, không biết nói cái gì cho phải nhưng biểu lộ lại tràn đầy sự khó hiểu cùng sợ hãi. Hòa thượng, liền thừa dịp hiện tại, hoàng hâm vội vàng hô. Mập hòa thượng nhẹ gật đầu, sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, hắn chắp tay trước ngực, mồm mép nhanh chóng động lên, cuống họng phát ra nói nhỏ thanh âm, ta nhìn thấy từng cái kinh văn biến thành chữ vàng chú ấn hướng phía đầu người bay đi, trong chốc lát đầu người liền bị chú ấn kinh văn vây vào giữa. Không đúng, người kia đầu không phải nó, nó ở phía trên. Tần Phong chỉ chỉ đường nhỏ trên không. Tần Phong vừa mới dứt lời, quả nhiên viên kia đầu liền bạo ra, biến thành màu trắng cho cốt phiêu đến khắp nơi đều là. Chúng ta kịp phản ứng về sau, tất cả đều nhìn về phía trên không, nhưng phía trên này trừ những cái kia thi cốt tạo thành chữ chết, căn bản cái gì đều nhìn không thấy, chẳng qua vô quỷ vốn chính là không có thực thể, nhìn không thấy rất bình thường. Lúc này Hoàng Hâm đột nhiên đem cây quả cắm ở bên hông, sau đó hai ngón giao nhau, ngón trỏ cùng ngón giữa đan sen, lại đưa ra, chỉ vào trên không những hài cốt này quá to, thiên địa ung dung, tà ma tương xung trúc dung hỏa thần, vội vã như ý lệch, phần thiên. Hắn tiếng nói vừa dứt về sau, đột nhiên phịch một tiếng, trên không trung tất cả thi cốt lập tức đốt lên, một bộ tiếp lấy một bộ, đại hỏa huyễn hóa thành một đầu hỏa xà, đem tất cả thi cốt đều thôn phệ. Hoàng gia phần thiên chú, người là, mập hòa thượng đột nhiên hét lên, nhưng hoàng hâm lại ngắt lời hắn, Gọi hắn đừng quản nhiều như vậy Trước giải quyết vô quỷ lại nói Thi cốt bị đốt cháy hầu như không còn về sau Trên không chỉ lưu lại một gương mặt Gương mặt kia không có hình dạng Như là hỗn độn Nhưng chúng ta lại có thể cảm nhận được Kia cỗ thật sâu ác oán Thậm chí để ta có chút buồn nôn Chết, chết, tấm kia giống như mặt không phải mặt Đồ vật phát ra một tiếng đứt quãng khàn giọng gọi Mập hòa thượng không để ý đến Mà là tiếp tục đọc lấy kinh Đại khái một phút đồng hồ sau trên cổ hắn phật châu đột nhiên đứt gãy ra sau đó phát ra từng đạo kim quang hướng đen nhánh trên không bay đi ngay sau đó bọn chúng đem gương mặt kia vây lại mập hòa thượng đứng lên bàn tay hướng lên đột nhiên một cái bàn tay màu vàng óng ấn hướng lên trên bắt tới gương mặt kia muốn chạy trốn nhưng lại bị phật châu chăm chú vây lại không thể động đậy nó gầm thét một tiếng phật châu mới cùng bom đồng dạng viên viên bạo ra phật châu cùng pháo giống như ở chung quanh nổ tung về sau lập tức lại hình thành khắc kinh văn màu vàng óng, lần nữa đem gương mặt kia cho bao bọc phây quanh, lúc này mập hòa thượng màu vàng móng vuốt đã phóng lên tận trời, đem gương mặt kia cho nắm trong tay, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, liền cùng thả cái giám đồng dạng, tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt biến mất, gương mặt kia không gặp, Phật Châu cùng Phật Chú cũng cùng nhau biến mất, trên trời có chút cho bụi từ phía trên đến rơi xuống, dọa đến chúng ta tranh thủ thời gian hai mắt nhắm nghiền. Ta còn tưởng rằng cái này mập hòa thượng chỉ là cái đậu bỉ, không nghĩ tới thực lực cư nhiên như thế cường hoành quả nhiên có thể đi vào nơi này đều không phải hời hợt hạng người ta hỏi mập hòa thượng kia vô quỷ thế nào rồi là đánh chạy vẫn là phong ấn rồi mập hòa thượng vừa mở miệng đột nhiên liền một hơi máu đặc phun tới làm ta giật cả mình vội vàng giúp hắn vỗ phía sau lưng chẳng qua chậm một hồi hắn đã tốt lắm rồi sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều nhìn qua cũng không lo ngại phong ấn mập hòa thượng mở miệng câu nói đầu tiên là cái này chúng ta nghe về sau, trong lòng tảng đá mới rơi xuống, tiểu hoa hai chân cũng trở về, cao hứng nàng trên mặt đất nhảy loạn, xem ra cái này vô quỷ thật sự chính là bị phong ấn. Mập hòa thượng lúc này đứng lên, sau đó hai tay vung lên, lập tức hai bên thi cốt đều biến mất không thấy gì nữa, chung quanh đường cũng rộng lớn rất nhiều, mà lại có vụn vặt lẻ tẻ mấy cây cỏ nhỏ, nhiều một tia sinh khí. Các vị thí chủ, đi thôi, cái này từ lộ hẳn là thông. Mập hòa thượng hai mươi chắp tay trước ngực, còn niệm câu A Di Đà Phật. Có thể đi khẳng định đi a, à, địa phương quỷ quái này, Ai nguyện ý lưu, Tiểu Hoa sung phong chạy ở đằng trước, chúng ta một đám người theo sát sau đó, lúc đầu đều là đối thủ cạnh tranh, bọn hắn là muốn cứu ra Mã Lâm làm lão bà, ta muốn cứu ra Mã Lâm không để nàng làm người khác lão bà, không nghĩ tới vậy mà cùng bọn hắn kết thành minh hữu, đây quả thật là để ta có chút không tưởng được. Đường này không hề dài, một hồi liền đi ra ngoài, ta mắng một câu nương vừa rồi đoán chừng đều là ảo giác chúng ta đi nửa ngày đều không đi ra ngoài chậm trễ không biết bao nhiêu công phu còn có thể tại cùng một nơi mù đi dạo đi ra đường nhỏ về sau chúng ta trông thấy một mảng lớn rừng rậm rừng rậm này bên ngoài ngổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều thi thể ta sờ hai lần cổ xác thực đã đều chết hết chẳng qua còn có nhiệt độ cơ thể đoán chừng vừa mới chết không lâu nhìn cái này thi thể trên đất đoán chừng âm hành lần này xác thực đến không ít người ta số một chút có chừng hơn 20 cỗ, bọn hắn trang phục cùng cách ăn mặc đều không giống nhau, không biết có phải hay không là cùng một nhóm người, xem ra rừng rậm này gặp nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận một chút. Hoàng Hâm đột nhiên đối trong đó một cỗ thi thể cung hạ thân thể, sau đó tại cỗ thi thể kia trên thân lấy ra một cái tấm bảng gỗ, cái này tấm bảng gỗ trên đó viết minh đường hai chữ. Ta có chút kỳ quái, cái này minh đường đến cùng là thứ đồ gì? Hỏi Hoàng Hâm mới biết được Nguyên lai like cái này Minh Đường là chuyên môn giúp người lo liệu minh hôn âm hành cửa hàng. Minh hôn chính là người chết cùng người sống kết hôn, đặc biệt là nữ, nếu như mệnh cách thuần âm, không có lấy chồng liền chết là không thể đi đầu thai, muốn cho nàng lo liệu minh hôn, tìm người sống lão công. Đương nhiên, lo liệu minh hôn người chết vì nam tính cũng không ít, có đôi khi phụ mẫu sợ nhi tử không có vợ xuống dưới bị người quen cười, cũng sẽ cho nhi tử tại dương gian tìm lão bà. Cho nên a, à, cái này Minh Đường Sinh ý còn rất tốt kiếm, đồng thời có nam có nữ, truyền nhân đệ tử đông đảo, tại âm hành bên trong cũng coi như ăn mở. Chẳng qua ta liền có chút buồn bực, những người này đoán chừng từng cái đều có cái ma quỷ lão bà, có thậm chí còn không chỉ một, cái này trả lại đến tìm Mã Lâm làm lão bà, không sợ các nàng ăn dấm sao? Hiện tại ngược lại tốt, người chết rồi, có thể trực tiếp xuống dưới coi là thật lão công nhưng suy nghĩ kỹ một chút cái này tựa như là một kiện công việc béo bở, nếu như chết rồi, kia xuống dưới âm phủ không hoàn toàn là vợ của hắn. Làm không tốt chết sau tại âm phủ so hoàng đế còn đã nghiền. Lúc này Lâm Tuyết dùng tay tại khóe miệng của ta sát một chút, còn hỏi ta đang suy nghĩ cái gì, thế mà liền nước bọt đều chảy ra. Ta sau khi tính hồn lại vội vàng nói không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chút tương đối ăn ngon đồ vật. Chúng ta không có đang chú ý những thi thể này, mà là tiếp tục đi lên phía trước, hy vọng có thể mau chóng xuyên qua vùng rừng rậm này, bởi vì ban đêm đen như mực rừng rậm kinh khủng nhất, những cái kia cây nhìn qua liền giống như quỷ mị, gió thổi qua thời điểm bọn chúng liền dương nhanh múa vuốt cuồng múa lên, nhìn qua có chút dọa người, đặc biệt là đột nhiên liền dọa người nhảy một cái. Kinh người nhất chính là người vĩnh viễn cũng không biết cây lưng sau cất giấu cái gì kinh khủng đồ vật. Đi đại khái sau mười mấy phút, đột nhiên chúng ta liền nghe được không muốn, sư huynh không muốn tiếng kêu gào. Bằng vào ta nhiều năm nhìn nước nào đó phim kinh nghiệm, đằng trước khả năng có không có hảo ý nam nhân đang khi dễ nhược nữ tử, chẳng qua sau đó ta liền bỏ đi nhược nữ tử ý nghĩ này, có thể đi vào nơi này, có thể nhiều yếu. Ngay từ đầu nữ tử chỉ là nhỏ giọng la lên, về sau chúng ta thế mà nghe được quần áo xé rách âm thanh, nữ tử a à một tiếng về sau, liền đổi thành hô cứu mạng. Mấy người chúng ta vốn không dự định xen vào chuyện bao đồng, nơi này vốn là tà môn, chớ nói chi là đen như mực đại xâm lâm, nhưng nữ tử kia tiếng kêu để chúng ta có chút lòng đầy căm phẫn, mấy người chúng ta vội vàng giơ tay lên đèn pin hướng thanh âm phát ra địa phương chiếu đi. Lập tức liền soi sáng cách đó không xa có một cái nam nhân đem một cái nữ hài đặt tại trên cây, nữ hài quần áo trên người đã bị xé thành còn thừa không có mấy, rất nhiều địa phương không nên lộ đều lộ ra. Mập hòa thượng niệm một câu A-di-đà Phật về sau, lại niệm một tiếng không dám, sau đó hắn đóng chặt lại mắt, không sai, ta mới đầu là nghĩ như vậy, nhưng hắn nhưng lại mở ra một con, sau đó không đứng ở trên người nữ tử quét lấy, sợ bỏ lỡ thứ gì. Hòa thượng này, ha ha, ta nhổ vào. Nữ hài phát hiện chúng ta về sau, giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng hướng chúng ta hô hào cứu mạng, mà ta thì một mực dùng đèn pin thật chặt chiếu vào nam nhân trên mắt, để hắn một mực mở mắt không ra, hắn đành phải dùng tay che chắn, sau đó mắng một câu nương. Hắn nhìn chúng ta nhiều người, cũng không dám phách lối, chỉ là cảnh cáo chúng ta không muốn xen vào việc của người khác. Ta nói ngươi làm loại này hoạt động, còn muốn chúng ta đừng quản, người thế nào không lên thiên hòa mặt trời vai sóng vai đâu. Nam nhân nói đây là sư muội hắn, chúng ta quản được sao? Ta cười lạnh một tiếng, sau đó trêu chọc nói, lão huynh, ngươi cũng biết đây là sư muội của ngươi, không phải lão bà ngươi, còn không buông ra ngươi kia bẩn thiểu tay. Vẫn là muốn chúng ta động thủ dậy ngươi làm thế nào một cái thân sĩ sao? Nữ hải nghe thôi, vội vàng giấy ruộ lấy đẩy ra nam nhân, nhưng nam nhân kia thật là không phải là một món đồ, biết đại thế đã mất, con vịt đã đun sôi liền phải bay, thế mà tại nữ hải tránh thoát trước dùng tay tại kia đại đại kẹo đường bên trên mạnh mẽ bóp một cái. Nữ hải a à một tiếng, sắc mặt đều biến, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể nhanh chóng thoát đi nam nhân bên người. Nữ tử đi đến chúng ta bên này về sau, nam nhân thế mà còn không chịu bỏ qua, dùng uy hiếp ngữ khi đối cô bé kia nói hứa tình, người bây giờ cùng ta còn kịp, không phải sau khi trở về có người quả ngon để ăn. Nữ hài cắn răng, vậy mà có chút khó khăn, ta nhìn tâm đều cách ứng, đối loại này đồ lưu manh còn mang do dự. Hắn không khi dễ người khi dễ ai. Trương Tiểu Mạn thực sự nhịn không được, mắng, mau mau cút, thứ đầu gì, cũng không nhìn một chút người cái này tướng mạo, cùng đống phân đồng dạng, ai muốn cùng ngươi, mình dạng gì trong lòng không có điểm số sao. Ai nha, đàn bà thúi, liên quan gì đến ngươi, muốn ngươi cái này người nhiều chuyện lắm nghiệp. Nam nhân cũng không cam chịu yếu thế mắng trở về. Lúc này Tần Phong ánh mắt đột nhiên như ưng mắt một loại trừng mắt về phía nam nhân, biểu tình kia liền cùng đói bị điên lão hổ đồng dạng, đem nam nhân giật nảy mình, nhưng hắn thế mà còn là không phục, nuốt một ngụm nước bọt về sau, nói làm sao? Nghĩ hù dọa hắn a. À. Tần Phong đột nhiên nở nụ cười gần, ta chỉ thấy bên cạnh một mảnh lá cây rơi xuống trên mặt đất nam nhân kia liền bay đến giữa không trung ta còn trông thấy hắn một viên răng cửa dọc theo ta đèn pin tia sáng bay ra sau đó người liền trùng điệp đụng vào trên cây lá cây liền cùng bông tuyết đồng dạng xoát xoát rơi vào nam nhân trên thân nam nhân phun ra một ngụm máu tươi về sau liền một mặt tái nhợt đứng lên sau đó thất tha thất thiểu bối rối bỏ chạy một câu cũng không dám nói thêm nữa trừ ta mập hòa thượng cùng hoàng hâm cũng nhìn ngốc bọn hắn hỏi ta tần phong là lúc nào ra tay Ta lắc đầu nói ta làm sao biết, ta cũng không phải thần tiên, tốc độ này ngươi không chậm lại gấp 20 lần có thể thấy rõ sao. Lúc này Hoàng Hâm đem ta kéo sang một bên, hỏi ta Tần Phong lai lịch gì. Ta còn nói không biết, chỉ biết hắn là bạn học ta, gọi Tần Phong, bình thường kết giao không sâu, hắn đến cùng là cái gì bối cảnh ta cũng không tốt nói, sau đó lại hỏi Hoàng Hâm thế nào rồi. Thần thần bí bí, cảm giác cùng như làm tặc phải. Hoàng Hâm trợn mắt nhìn ta một cái. Gọi ta đừng giả bộ ngốc, ta nói làm ra vẻ ngốc, ta thật không biết ngươi muốn làm gì." Hoàng Hâm đột nhiên tại bên tai ta nói một câu dùng mình, cái này Tần Phong a, à, hoặc là người cao nhân đắc đạo, nhưng hắn tuổi đời này, Hoàng Hâm nhìn xem không giống, hoặc là tiểu tử này cũng không phải là người. Thân thể ta giật cả mình, không phải người ý gì. Hoàng Hâm đem cây quạt thu hồi lại nện hai lần ta đầu, gọi ta chính mình suy nghĩ, ta dựa vào, lời nói này một nửa lưu một nửa đều là ác ma. Nam nhân chạy về sau, cái này gọi Hứa Tình liền ngồi xổm trên mặt đất khóc suốt mướt lên, Tiểu Hoa nhếch miệng, nói có cái gì tốt khóc, loại nam nhân này, về sau nhìn thấy trực tiếp để hắn biến thành nữ nhân là được. Trương Tiểu Mạn cùng Lâm viết nháy mắt đối Tiểu Hoa giơ ngón tay cái lên, Hoa tỷ thật đúng là người ngoan thoại không nhiều. Chúng ta hống thêm vài phút đồng hồ, Hứa Tình mới đình chỉ tiếng khóc, chúng ta hỏi nàng đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nàng cũng không thể cũng là vì cưới Mã Lâm mà đến đây đi. Hứa Tình xoa xoa nước mắt, đối chúng ta nói ra đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, nàng chính là Minh Đường người, Hứa Tình sau khi tốt nghiệp đại học, một mực không tìm được việc làm, về sau tại người quen giới thiệu, liền hỗn khởi âm hành, còn gia nhập Minh Đường, bình thường liền cùng người chết kết kết hôn cái gì, ngay từ đầu còn thật có chút sợ, nhưng về sau dần dần lá gan liền lớn, cũng không thấy phải có cái gì, mà lại kiếm tiền lại nhẹ nhõm lại nhanh. Cái này xem như một phần công việc béo bở, tăng thêm hứa tình dạng mỹ mạo chính, rất nhiều khách nhân đều coi trọng nàng. Nhập hành chưa tới nửa năm, nàng chẳng những kiếm được đầy bồn đầy bát, còn tại Minh Đường có một chỗ cắm rùi. Nhưng Minh Đường đường chủ có một đứa con trai, tên gọi Trương Hàng, cái này người chính là tên hỗn đản. Minh Đường gần như tất cả nữ hài đều bị qua độc thủ của hắn. Có chút thậm chí tại Minh hôn đêm đó, hắn liền bò vào người chết quan tài, sau đó... rước bỏ cái khác không nói đây đối với người chết là cực kỳ không tôn trọng, huống chi cái này hỗn đản còn tại quan tài khi dễ nữ hài, nhưng bất đắc dĩ, nghĩ không vứt bỏ minh hôn cái này công việc béo bở, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, minh đường gần như đã độc quyền tất cả minh hôn thị trường, người đi những địa phương khác là ăn không được như thế khối lớn thịt mỡ, mà lại nó là ba cái đồng tiền ấn âm hành cửa hàng, sinh ý muốn so cái khác cửa hàng tốt hơn gấp trăm lần. Một câu, chỉ cần trương hàng coi trọng ngươi, hoặc là lăn, hoặc là cùng hắn ngủ, Dường Cùng quan tài tùy ngươi chọn, chỉ có điều rất nhiều nữ hài đều lựa chọn phục tùng, chỉ có Hứa Tình lựa chọn phản kháng. Hứa Tình lần lượt cự tuyệt Trương Hàng, có đôi khi hắn chân tay lóng ngóng cũng sẽ đem hắn đẩy ra, hắn cũng không sợ Trương Hàng uy hiếp, bởi vì lấy nàng bây giờ tại Minh Đường thực lực, trên cơ bản sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đá đi, như thế Minh Đường tổn thất cũng sẽ rất lớn. Nhưng Trương Hàng cái kia dễ dàng như vậy bỏ qua, có một lần Hứa Tình minh hôn thời điểm, hắn đã từng ý đổ bò vào quan tài, may mắn hứa tình cơ linh, chờ khi hắn đi vào, hứa tình lập tức liền xoay người leo ra quan tài, sau đó đem Trương Hàng vây ở trong quan tài bên cạnh. Sau đó Trương Hàng thẹn quá hóa giận, thế mà nghĩ đối hứa tình dùng cứng rắn, tại hứa tình trên đường trở về đem hắn ngăn ở trong ngõ nhỏ, còn mắng hứa tình thối phá nương, cùng người chết ngủ có ý gì, còn không bằng cùng hắn ngủ, cam đoan cảm giác đuổi theo trời giống như. Hắn lời mới vừa vừa nói xong, liền bị hứa tình phun một mặt nước ớt nóng, dạng này hứa tình mới thành công bỏ trốn ma chảo của hắn. Chẳng qua để hứa tình ngoài ý muốn chính là, ngày thứ hai trương hàng thế mà nói xin lỗi nàng, mà lại về sau thật đúng là không tiếp tục phạm qua nàng, nhưng không nghĩ tới, hắn vẫn là hết hy vọng không thay đổi, vẫn luôn đang tìm cơ hội. Lần này mã lâm quỷ gián truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ về sau, trương hàng Coca-Cola nở hoa, mỗi ngày làm nằm mơ ban ngày muốn cưới mã gia đại tiểu thư, còn mời hứa tình cùng một chỗ hỗ trợ. Lúc đầu hứa tình là không muốn tới, bất đắc dĩ Trương Hàng liền cùng một con ruồi đồng dạng, mỗi ngày quấn lấy nàng ở bên tai ong 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 gọi, hứa tình nhìn rất nhiều sư huynh đệ đều đến, sẽ không có vấn đề, liền đáp ứng. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, tiến đến rừng rậm này, Trương Hàng liền lộ ra hắn diện mục thật sự, những sư huynh đệ kia càng không phải là người, chẳng những không có cứu hứa tình, còn hỗ trợ ở bên ngoài nhìn gió, Trương Hàng cười nói, mình lên trước, sau đó liền nhường cho bọn họ, may mắn hứa tình gặp chúng ta, bằng không hậu quả khó mà lường được. Nghe xong hứa tình cố sự, ta hỏi nàng bên ngoài có mấy cái nhìn gió. Hứa tình nói có 5 cái, ta nói vậy ngươi không cần khóc, kia 5 cái đoán chừng toàn không có, bên ngoài có 20 mấy bộ thi thể, vừa rồi Hoàng Hâm nhìn, có minh đường tấm bảng gỗ, những người kia có báo ứng, chính là kỳ quái đến cùng là ai đem bọn hắn giết, xem ra rừng rậm này không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận một chút. Trông thấy hứa tình như thế đáng thương, chúng ta cũng chỉ đành cùng một chỗ mang lên nàng, nàng một giọng nói tạ ơn, vẫn đi theo phía sau chúng ta. Lại đi đại khái 5-6 phút, đột nhiên liền thấy một người, người kia trên thân cái gì cũng không có, trụi lùi, hơn nữa còn ôm lấy cây tại làm lấy kỳ quái động tác, đem ở đây bốn vị nữ sĩ đều dọa đến hét lên. Ta dựa vào, cái này nên không phải là trong truyền thuyết cây cỏ A. À. Chúng ta định chử xem xét, người kia không phải là Trương Hàng sao. Hắn đang làm gì? Không có nữ nhân, tùy tiện tìm cái cây giải quyết. Có bị bệnh không? Những nữ nhân khác tất cả đều đang mắng Trương Hàng bệnh tâm thần, hoàn toàn không rõ hắn đang làm gì, hẳn là vừa rồi Tần Phong bắt hắn cho đánh ngốc rồi. Lúc này Mập Hòa thượng niệm một câu A Di Đà Phật, nói cái này Trương Hàng có gì đó quái lạ, có thể là sinh ra ảo giác, đem cây làm nữ nhân, cho nên mới làm ra như thế cổ quái sự tình tới. Tần Phong nhàn nhạt, nhạt nói một câu, "Ác Linh." "Ác Linh?" lại là vô quỷ, chẳng lẽ nơi này là vô quỷ căn cứ địa? Trước đó ta cùng trời vừa đi cái chỗ kia cũng thế, đoán chừng khi đó muốn chúng ta mệnh chính là vô quỷ. Ta nói chứng minh như thế nào là vô quỷ làm quái, nhìn có không có cách nào đưa nó dẫn ra, trước đó tại rừng rậm bên ngoài những người kia, đoán chừng cũng là nó giết. Trương Tiểu Mạn gọi Hoàng Hâm dùng hết biện pháp, cũng chính là dọa một cái tiểu hoa, nhìn có thể hay không đem vô quỷ dẫn ra ngoài, sau đó phát ra một tiếng cười ta. Hoàng Hâm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, mới vừa rồi là tình huống đặc biệt, tiểu hoa kỳ thật lá gan so hắn còn lớn hơn, tình huống bình thường nghĩ dọa nàng, không có cửa đâu. Lại nói, mỗi cái vô quỷ đều không giống, có chút thích sướng vui giận buồn, thích sợ hãi, nhưng có chút lại ăn vào vô vị, mỗi cái vô quỷ yêu thích khác biệt, đồ ăn khác biệt, thực lực cũng có cao thấp. Lâm Tuyết nhìn xem trương hàng những hành vi kia, mặt đều đỏ một trận lại một trận, nói nếu như không có cách nào liền đi đi thôi, quang ở lại nhìn cái này quái buồn nôn. Cũng thế, tiểu tử này là một cái cây, không biết lúc nào khả năng xong việc, còn trách bền bỉ, chẳng qua xong việc sau ta đoán đồ chơi kia phải lột một tầng ra, khó mà nói thật đúng là cùng tiểu hoa giảng như thế, về sau phế sảng khoái nữ nhân. Đúng vào lúc này, Trương Hàng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó người liền ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng co quắp, trong miệng phun bọt mép, trên cây tất cả đều là hắn lấy ra đồ vật, nhưng những vật kia không phải là các người nghĩ những cái kia, mà là máu. Tất cả đều là đỏ tươi máu. Nữ hài tử có lẽ không hiểu, nhưng chúng ta nam nhân minh bạch, đây là tại tiêu hao sinh mệnh A, thận đều muốn cho lột không. Hoàng hâm đang nghĩ ngồi xổm xuống đối với hắn thi cứu, nhưng không có một chút thời gian trương hàng liền ở ra rắm trước khi chết mắt mở so trứng gà còn lớn hơn, hai mắt nhìn qua vừa rồi gốc cây kia, biểu lộ có chút khó tin. Tiểu tử này, cũng coi như chết chưa hết tội, ở bên ngoài hoành hành bá đạo, làm ác vô số, không nghĩ tới ở đây cho gặp báo ứng, liên tiếp minh đường đến những cái kia cũng cùng chết, hiện tại cũng chỉ còn lại có hứa tình một người, đoán chừng tâm tư của nàng cũng sẽ không lại muốn tìm cái gì mã lâm, chỉ muốn về nhà, chẳng qua nàng một người đoán chừng cũng không thể quay về, chỉ có thể kiên trì cùng đi với chúng ta, đội ngũ lại không hiểu thấu lớn mạnh một người. Trương Hàng sau khi chết, ta còn tưởng rằng sẽ có cái gì vật ly kỳ cổ quái ra tới, bởi vì cũng nên đến phiên chúng ta nhưng cái gì cũng không có, cũng không gặp phát sinh chuyện kỳ quái gì, liền hoàng hâm cũng nhíu mày. Nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta đành phải tiếp lấy đi lên phía trước, hy vọng có thể mau chóng đi ra rừng rậm này. Lại đi đại khái mười mấy phút, chúng ta rốt cục nhìn thấy rừng rậm lối ra, một đám người cao hứng không được, vội vàng tăng tốc bước chân hướng phía lối ra phóng đi. Có thể để chúng ta cảm thấy kỳ quái là, kia lối ra rõ ràng cách chúng ta không xa, nhưng lại làm sao đều đi không đến mập hòa thượng lắc đầu nói không đi hắn đi ra một thân mồ hôi người đều sắp hư thoát sau khi nói xong thế mà móc ra ít rượu bình hướng miệng bên trong rót hai ngục tiếp lấy lại không biết từ nơi nào móc ra một khối hong khô thịt nạc dùng sức nhai lấy hắn nói đây là thịt thỏ đền bù một chút năng lượng mới có khí lực đi đường ta đi hóa ra ra hỏa này thật đúng là rượu thịt hòa thượng muốn cưới lão bà thì thôi thế mà còn nhậu nhẹt phật tổ biết ngươi như thế ra sao mập hòa thượng niệm một câu a di đà phật rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, Phật tổ đại đại sẽ không trách tội hắn. Ta cũng lười để ý đến hắn, dứt khoát cùng Hoàng Hâm thảo luận một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ lại gặp được quỷ đả tường rồi. Không thể nào, vẫn là câu nói kia, nơi này lại không có quỷ, không biết vô quỷ có tính không. Hoàng Hâm lắc đầu, nói hẳn không phải là quỷ đả tường, có lẽ là hải thị thận lâu cũng khó nói. Hải thị thận lâu ta nghe nói qua, phát thêm sinh trong sa mạc, bị nhốt trong sa mạc người có đôi khi liền sẽ trông thấy trước mặt mình có nước hoặc là một cái hồ nước, nhưng thẳng đến hắn đuổi tới chết khi đó, cũng không có uống đến nước, bởi vì ở trước mặt hắn chính là hải thị thận lâu, căn bản không tồn tại trước mắt của hắn. Chẳng qua ta phủ định hoàng hâm ý nghĩ, hải thị thận lâu là một loại bởi vì khúc xả ánh sáng cùng phản xạ toàn phần mà hình thành hiện tượng tự nhiên, cái này đen như mực rừng rậm, nơi nào đến ánh sáng. Cái này không nói nhảm sao, ta tình nguyện tin tưởng rừng rậm này là có quỷ tại làm quái. Đúng vào lúc này, đột nhiên trong rừng rậm lên xương trắng, đem tầm mắt của chúng ta hàng rất thấp, chúng ta vội vàng dựa vào nhau, để phòng lạc đường, vô duyên vô cớ nổi sương mù, việc này tất có kỳ quặc. Mặc dù chúng ta nhìn thấy rừng rậm lối ra, nhưng lại ra không được, hiện tại còn bị xương trắng cho vây khốn, chỉ có thể một đám người làm thành một vòng tròn, sau đó ngồi trên mặt đất, nhìn có thể hay không nghĩ đến biện pháp tốt hơn lại rời đi. Nhưng chúng ta vừa đi dưới, đột nhiên Lâm Tuyết liền rụt rụt đầu, "Ta hỏi làm sao rồi?" "Sợ hãi sao?" Lâm Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, nói cũng không phải sợ hãi vấn đề, nàng hỏi chúng ta có cảm giác hay không đến phía sau có người. Nàng nói chưa dứt lời, nói chuyện liền ta cũng có loại cảm giác này, mà lại mọi người sắc mặt đều trở nên không dễ nhìn, giống như giống như ta. Ta vội vàng quay đầu đi nhìn phía sau, phát hiện cũng không có người, chẳng qua bởi vì xương ngủ nguyên nhân. Ta chỉ có thể nhìn rõ 10 mét trong vòng đồ vật, đèn pin cũng chiếu không đi ra. Tiểu Hoa là người nóng tính, nói cùng nó ngồi chờ chết, không bằng mọi người cùng nhau lao ra, quản nó là cái gì yêu ma quỷ quái, thấy một cái giết một cái chính là. Hoàng Hâm lập tức liền bỏ đi nàng ý nghĩ này, hắn nói nơi này sở dĩ có nhiều như vậy người chết cùng thi cốt, tuyệt không phải là bởi vì có bao nhiêu yêu ma quỷ quái, hắn tin tưởng khẳng định có không ít cao nhân đi vào. Dọa người chính là chỗ này đồ chơi so yêu ma quỷ quái còn khủng bố, bọn chúng căn bản chẳng phải là cái gì, đây mới thực sự là khiến người dùng mình sự tình, cho nên, nhất định phải nghĩ lại mà làm sao, nhất định không thể phập phồng không yên. Nơi này cũng chỉ có hoàng hâm thuyết phục tiểu hoa, hắn sau khi nói xong tiểu hoa còn vỗ tay nói thiếu ra thật tuyệt, nặng như vậy lấy tỉnh tháo, thật sự là quá làm cho người có cảm giác an toàn. Ta nghe lên một thân nổi da gà, đây chính là trong truyền thuyết phen cuồng đi. Ta hỏi mập hòa thượng hiện tại tình huống này nên làm cái gì, để hắn cho nâng nâng ý kiến. Mập hòa thượng chắp tay trước ngực, niệm một câu A-di-đà Phật, nói hết thảy tùy duyên. Dựa vào, thật đúng là một vị Phật tính đồng đội. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tần phong biến sắc, hô một câu, có người. Có người, người ở đâu? Chúng ta tất cả đều quay đầu lại đi, ở sau lưng khắp nơi tìm kiếm lấy, nhưng nửa cái bóng người đều không có nhìn thấy, chẳng lẽ người trốn ở trong sương mù? Nhưng hắn ẩn nấp muốn làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ đối với chúng ta bất lợi sao? Quả nhiên, ta đột nhiên liền thấy mấy thân ảnh xuyên qua tại trong sương mù, nhưng chỉ chớp mắt liền không gặp. Có người giấu ở trong sương mù, cẩn thận, ta nhắc nhở. Ta vừa dứt lời, đột nhiên một đám kỳ quái nam nhân liền từ trong sương mù vọt ra, bọn hắn người xuyên cổ đại khôi giáp quân phục, cầm đao thương côn bổng nhóm vũ khí, không nói hai lời liền hướng chúng ta bổ tới chúng ta vội vàng tản ra, sau đó cùng đám người này chém giết, hoàng hâm cùng tiểu hoa hai ba cái liền vặn ngã mấy cái, mập hòa thượng cũng rất cho lực, đều nói thiên hạ võ công suốt thiếu lâm, hắn cái này đệ tử Phật môn đánh nhau vẫn là không giả, một trường một cái, kém chút đem bọn hắn đầu đều chụp được đến, chẳng qua dựa theo lệ cũ, hắn vẫn là chắp tay trước ngực niệm câu A-di-đà Phật, sai lầm, sai lầm. Tần Phong bảo hộ lấy trương tiểu mạn bọn hắn, sau đó co lại đến một bên, ta thì một cái quét rác chân đem hai người cho trượt chân trên mặt đất, sau đó một chân đem bọn hắn đá mở. Kia đại khái có hai mươi mấy người, mà cùng vũ khí cũng giống như cổ đại, nhưng đánh lên, cũng chỉ có nhân số nhiều ưu thế, chẳng qua chúng ta bên này từng cái đều có thể đánh, tiểu hoa một cái liền đủ bọn hắn sặc, năm sáu người đều ngăn không được nàng, một chân liền đem người kia trường thương đá gãy, cái này công phu quyền cước, khẳng định là từ nhỏ liền luyện lên, không phải không có bản lãnh này. Không đầy một lát, Chúng ta liền đem cái này hai mươi mấy người toàn bộ biểu diễn ngoài phố chợ trên mặt đất, Tiểu Hoa phủi tay, nói còn không có đã nghiền, lại đến. Đúng vào lúc này, đột nhiên ta nghe được cách đó không xa truyền đến uống rên lên một tiếng, những người kia thế mà tất cả đều đứng lên, sau đó tiếp tục cầm vũ khí cùng người không việc gì đồng dạng, lại một lần nữa hướng chúng ta đánh tới. Mấy người chúng ta đều sửng sốt, đây là người sao? Vừa rồi kia một trận đánh đập người bình thường khẳng định không có đem giờ là đứng không dậy nổi, bọn hắn thế mà giống như không có việc gì đồng dạng. chẳng lẽ những cái này không phải người? nhìn xem còn thật có chút giống. nếu như là cổ đại người, đến bây giờ đoán chừng thi thể đều hóa, làm sao có thể vẫn là người? nhưng ta lại không phát hiện được có cái gì dị thường. đã không có âm khí, cũng không có thi khí, người coi như là hòa tử nhân cũng phải có thi khí a. nơi này thật là tà môn. những người kia lại một lần nữa xông lên về sau thực lực cũng không có thay đổi gì chỉ là cùng nguyên lai đồng dạng gặp chúng ta đánh đập sau lại bị quật ngã lần này chúng ta xuống tay càng nặng nhưng một tiếng vang trầm truyền đến về sau những người kia lại đứng lên nhìn qua y nguyên không có việc gì mỗ mỗ cái cầu chuyện này rốt cuộc là như thế nào những người này lại rốt cuộc là ai hoàng hâm nhíu mày sau đó đùa nghịch một chút cây quạt nói không thích hợp rất không thích hợp ta hỏi cái kia không thích hợp rồi Hoàng Hâm nói những cái này đều không phải người sống, bởi vì bọn hắn giống như sẽ không thở. Kinh Hoàng Hâm một nhắc nhở, ta lúc này mới phát hiện, bọn hắn giống như thật sẽ không thở, chẳng lẽ bọn hắn là người chết? Cũng không giống. Đúng vào lúc này, Tần Phong đột nhiên chạy tới, dùng đầu gối đè vào một cái nam nhân trên bụng. Kia nam nhân ngay lập tức nằm xuống, Tần Phong đột nhiên đem hắn vừa mới dơ lên, sau đó mạnh mẽ đem hắn xé thành hai nửa chúng ta tất cả đều lộ ra trợn mắt líu lưỡi biểu lộ đến cùng cái gì lực lượng cường hãn mới có thể đem một đại nam nhân tươi sống xé thành hai nửa tần phong là quái vật sao không đúng chúng ta rất nhanh liền phát hiện càng thêm quái sự tình nam nhân kia chết rất không thích hợp hắn thế mà không có lưu một giọt máu vốn nên máu tươi văng khắp nơi tình cảnh lại nói không ra bình tĩnh quỷ bí nam nhân chết rồi nhưng không có máu tươi cũng không có kêu rên cùng thét lên càng thêm không có đau khổ kêu to Người giấy, Hoàng Nghĩa Hoàng hâm giống như bị đùa nghịch đồng dạng, mạnh mẽ đá một chân bên cạnh cây cối, sau đó cũng học Tần Phong như thế, đem bên trong một người xé thành hai nửa, về sau hắn mới càng thêm khẳng định mình ý nghĩ, thật đúng là người giấy. Ta học bọn hắn như thế, lại sẽ một người xé thành hai nửa, lúc này ta nghe được tê một tiếng, giống như trang giấy xé rách cảm giác, xé mở người kia rất đơn giản, giống như cũng không cần phí bao nhiêu lực khí xé mở sau ta nhìn thấy trong bụng của hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì nội tạng cùng khí quan, chỉ có mấy cây nhỏ bé cây trúc chống đỡ. Audio điện tử võ tấn bền. Thật đúng là người giấy, chẳng lẽ vừa rồi nghe được kia tiếng kêu đau đớn là có người đang thao túng người giấy. Người kia tại sao phải giết chúng ta, sẽ không phải là bởi vì chúng ta là đối thủ cạnh tranh nguyên nhân a? Dạng này liền phải giết người diệt khẩu, cần phải sao? đến cùng là người phương nào tâm nhãn như thế ác độc. Vừa nhắc tới người giấy, ta liền nhớ lại lương thư đình, muội tử kia nhưng đã làm nhiều lần chuyện xấu, lần trước muốn giáo huấn nàng, lại bị nàng dùng kế đùa nghịch, không biết những cái này người giấy cùng với nàng có quan hệ hay không, hẳn là nàng cũng tới nơi này. Tiểu hoa nhìn chúng ta xé thành rất thoải mái, cũng học chúng ta như thế, nàng ra tay vô cùng ác độc, không có hai lần mười mấy người liền bị nàng xé thành vỡ thành mảnh nhỏ, đảo mắt cũng chỉ còn lại có mấy cái người giấy mà thôi. Khống chế người giấy phía sau màn hắc thủ biết chúng ta phát hiện chân tướng về sau, muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất, khu xử còn lại mấy cái kia người giấy co cẳng liền chạy. Nhưng tiểu hoa đâu chịu bỏ qua, lập tức liền đuổi tới, xử lý phần lớn về sau, chỉ còn lại hai cái chạy trốn, tiểu hoa hô một câu đừng chạy về sau, liền cùng ngựa hoang mất cương đồng giảng, đi theo người giấy đằng sau phi nước đại, may mắn những này là người giấy, nếu là người sống, đoán chừng đã sợ đến tẻ ra quần. Tiểu Hoa, trở về, giặc cùng đường chứa đuổi. Hoàng Hâm vội vàng ngăn cản nói, nhưng Tiểu Hoa đã nghe không được, chớp mắt liền biến mất tại chúng ta trong tầm mắt. Hoàng Hâm ai một tiếng, sợ nàng xảy ra chuyện, thế là lập tức liền đi theo qua, chúng ta một đám người lo lắng hai người bọn hắn tách rời, thế là cũng vội vàng đuổi theo. Chẳng qua bây giờ sương mù chính nồng, tầm nhìn rất thấp, chúng ta cuối cùng vẫn là cùng Hoàng Hâm cùng Tiểu Hoa thất lạc, ta hô hai cuống họng, không có người trả lời, rừng rậm này cay bao lớn, hiện tại lại nhìn không thấy, nói không chừng bọn hắn hướng phương hướng ngược chạy, cái này một khi thất lạc, thật đúng là khó tìm, phải đợi đến sương mù tán. Hừ, thối lâm nguyên, lại là ngươi, làm sao đến chỗ nào đều có thể gặp ngươi cái này sao trổi. Đột nhiên tại cách đó không xa truyền đến thanh âm một nữ nhân, thanh âm này rất quen thuộc, ta một chút liền nghe được, chính là Lương Thư Đình, quả nhiên, cái này xú nha đầu cũng tới, những cái kia người giấy lại càng không cần phải nói khẳng định là kiệt tác của nàng chẳng qua nàng đến nơi này làm gì nàng cũng muốn cưới mã lâm làm vợ hoa bách hợp mở sao lại là ngươi đến cùng muốn thế nào nữ nhân này tâm thật là hung ác nàng vừa rồi quả thật khống chế người giấy nghĩ lấy mạng chúng ta chẳng ra sao cả ta chỉ là dựa theo thiếu gia phân phó đến đem thông qua khu rừng rậm này người dọn dẹp sạch sẽ miễn cho có người quấy dày hắn lương thư đình nói thiếu gia, lại một cái thiếu gia, tiến khu rừng rậm này đều là phú nhị đại sao. Mà lại cái này phú nhị đại còn có chút hung ác, thế mà muốn đem tất cả đối thủ cạnh tranh đều giết chết. Rừng rậm bên ngoài những người kia là ngươi giết sao, ta phẫn nộ mà hỏi, nếu thật là dạng này, kia nữ nhân này sao ta tưởng tượng bên trong còn nham hiểm hơn nhiều, trước kia ta cho là nàng chỉ là một cái gạt người kẻ già đời, không nghĩ tới thế mà thật động thủ giết người. Lương Thư Đình hừ lạnh một câu, nói liên quan ta cái rắm, còn gọi ta cút nhanh lên, nếu như lại đi lên phía trước liền đối ta không khách khí. Ta ai u một câu, nói người người giấy đều cho chúng ta xé nát, còn đối ta không khách khí, có gan liền phóng ngựa đến đây đi. Lương thư đình người giấy mặc dù quái dị, nhưng thực lực thật không ra thế nào giọt, mà lại lại sợ nước vừa giận, bị người nhìn thấu cơ bản đều có thể tùy tiện giải quyết. Ta khiêu khích xong, lương thư đình liền không nói lời nói, cũng không biết đang làm gì, khả năng đang suy nghĩ làm sao đối phó chúng ta. Ta dọc theo nàng phát ra phương hướng của thanh âm đi ra, muốn đem nàng bắt tới, sau đó lại hung hăng giáo huấn nàng dừng lại, lần trước để nàng trốn thoát, lần này nàng cũng không có vận tốt như vậy. Ta dẫn đầu đi đến một cây đại thụ đằng sau, sau đó dùng đèn pin lắc mấy lần, phát hiện một cái bóng người màu trắng ngồi xổm ở cây dưới chân, nàng đưa lưng về phía ta, không biết tại chơi đùa lấy cái gì. Trong lòng ta vui mừng lần này còn không cho lão tử bắt được ngươi. Ta đối người phía sau làm một cái cái ra dấu im lặng, ra hiệu bọn hắn chớ quấy dày, sau đó ba bước cũng làm hai bước đi đến lương thư đình lưng về sau, muốn cùng bắt gà con đồng dạng đưa nàng cho nhấc lên. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên ngồi sổ người kia xoay đầu lại, cùng lúc đó, ta nghe thấy tần phong hô một câu, đừng nhìn nàng cái ót. Nhưng hết thảy đều trễ, trên mặt đất ngồi sổ người kia, đầu đã quay lại, mà lại để người dùng mình chính là nàng quay tới về sau, vẫn là một cái ót, chàng diện kia cực độ quỷ dị, đem ta dỏa khẽ run rẩy há mồm liền hô một câu, yêu nghiệt phương nào. Người đang tìm ta sao? Nói cũng kỳ quái, người này hai bên đều là cái ót, thế mà còn có thể nói chuyện, thanh âm của nàng rất quái lạ, cùng máy ghi âm hộp băng đồng dạng, dừng lại dừng lại, phim ma phối âm cũng không có nàng thanh âm khủng bố như vậy. Ta nuốt một ngụm nước bọt, hỏi ngươi mặt đâu, làm sao hai bên đều là cái ót. Nó cười cười, hỏi ta thích xem cái gì mặt. Ta không trả lời, đối nó quát to một tiếng, đến cùng là yêu nghiệt phương nào, tranh thủ thời gian hiện ra nguyên hình, không phải cũng đừng trách ta không khách khí. Vốn cho rằng cái này người là Lương Thư Đình, nhưng không nghĩ tới là cái kỳ quái đồ chơi, nó xoay người trong nháy mắt, quả thực đem ta dọa cho phát sợ. Sau khi nói xong, ta đột nhiên cảm giác có chút không đúng, nhìn thấy khủng bố như vậy đồ chơi, đằng sau làm sao không có một người phát ra âm thanh. Ta vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau lưng thế mà không có bất kỳ ai, một trận gió lạnh thổi qua, đem ta phía sau lưng thổi ra một trận mồ hôi lạnh, người đâu? Đi đâu rồi? Bọn hắn đi không có khả năng không gọi ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này ta mới nhớ tới Tần Phong nói câu kia đừng nhìn nàng cái ót, ta đột nhiên ý thức được cái gì, nghĩ vội vàng nhanh chân liền chạy, nhưng quay người lại liền có một tấm lạnh buốt mặt bu lại, gần như cùng mặt ta dán mặt khoảng cách chênh lệch không cao hơn 3 cm. Ta sửng sốt một chút, bởi vì gương mặt này là lâm tuyết. Thích không, gương mặt này không phải ngươi một mực mong nhớ ngày đêm sau. Nó đột nhiên giữ chặt ta tay, sau đó chậm rãi bỏ vào trên người nàng, một đường đi xuống, ta cảm giác rất mềm rất dễ chịu, nhưng là... Cách quần áo ta cũng có thể cảm giác được ra, nó không có nhiệt độ cơ thể. Nó không phải lâm tuyết, bởi vì mặt của nó cách ta gần như thế, ta lại không cảm giác được hô hấp của nó. Ta một tay lấy nó đẩy ra, sau đó giận dữ hết, người đến cùng là ai, đừng có lại cùng ta chơi nhiều kiểu. Sau khi nói xong, ta thủ thế phù chú một mạch mà thành, sau đó cấp tốc sử suốt ngũ lôi trưởng, nghĩ một trường trực tiếp đập vào trên mặt của nàng. Nhưng khi ta tay khoảng cách mặt của nàng không đến 3cm thời điểm, ta lại lập tức ngừng lại, bởi vì mặt của nó lại biến, biến thành trương tiểu mạn. Thế nào, không thích, vậy cái này trương đâu? Nó hì hì cười hai tiếng, sau đó lộ ra cùng trương tiểu mạn đồng dạng nghịch ngợm nụ cười. Ta thu hồi ngũ lôi trưởng, không đành lòng tại hạ tay, nhưng nó lại đem ta tay gắt gao cho níu lại, sau đó chậm rãi, chậm rãi đem ta để tay đến trên cổ, sau đó một đường hướng phía dưới, ta rất muốn đem tay rút ra, cũng biết nó căn bản cũng không phải là trương tiểu mạn, nhưng nhịp tim của ta rất nhanh, đều nhanh nhảy cổ họng, cuống họng rất khô, cảm giác đã đang bốc hỏa, ta tay giống như không phải chính ta đồng dạng, mặc cho nó bài bố. Có lẽ đây chính là tâm cùng thân thể sản sinh chia rẽ hậu quả, cũng chính là tục ngữ nói, ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể lại rất thành thật. Chờ ta lấy lại tinh thần, ta tay đã tại thân thể của nó du lịch một ngày, sau đó nó dùng đến trương tiểu mạn mặt, cắn môi một cái, nắm tay bỏ vào bộ ngực của ta. Ta nghĩ đẩy ra nó, nhưng thân thể nhưng không có làm ra động tác như vậy, ta có chút hoài nghi, đầu óc của ta cùng thân thể phân ra, không phải thân thể vì cái gì không tiếp thu được chỉ lệnh. Rất nhanh, nó liền làm ra cử động kinh người, nó ngồi xổm xuống, đem ta phía dưới khóa kéo hưu một tiếng cho kéo ra, ta huyết áp lập tức bão táp, tâm bịch bịch cuồng loạn, chính ta đều có thể nghe được tiếng tim mình đập, ta nhìn qua trương tiểu mạn mặt, có loại nói không nên lời chờ mong, nhưng trong lòng lại rất thống khổ, cũng rất dẫy ruộng. Đúng vào lúc này, đột nhiên một cái tai to con chim liền phiến đi qua, ta phốc một tiếng, sau đó bụng mặt hô to, ai đánh ta? Tỉnh, đồ đần, tại ảo tưởng xuống dưới ngươi đều phải chết rồi. Lương Thư Đình hai tay chống nạnh, xuất hiện tại trước mặt của ta. Nàng vẫn là giống như trước kia, mọc ra một tấm thanh thuần mặt, nhưng ngữ khí cùng động tác, lại cực giống tiểu lưu manh cùng kẻ già đời, nếu như ra khỏi những cái này giọng điệu, kia nàng thật là cùng thần tiên tỷ tỷ có thể lưu một trận. Ta sờ sờ nóng bỏng mặt, hỏi nàng làm sao đột nhiên xuất hiện, ai, vừa rồi biến thành trương tiểu mạn kia đồ chơi đâu. Lương Thư Đình trợn mắt nhìn ta một cái, nói còn không phải là bởi vì ta cái này sao trổi, mỗi lần gặp phải ta chuẩn không có chuyện tốt. Nàng vừa rồi nói với ta lấy lời nói, đột nhiên liền có một cái tay khoác lên trên vai của nàng, nàng giật nảy mình về sau, vội vàng cảnh giác giấy ruộng mở, tiếp lấy lui ra phía sau mấy bước. Cái kia tay khoác lên bả vai nàng bên trên đồ vật căn bản không hề mặt, trước sau đều là cái ót, Đem Lương Thư Đình dọa đến quá sức, nàng vốn định nhanh chân liền trốn, thật không nghĩ đến cái kia đồ vật cái ót biến thành một gương mặt, mặt kia thấy Lương Thư Đình liền không nghĩ dịch bước, trên cơ bản cùng ta tình huống không sai biệt lắm. Kia đồ vật nở nụ cười, sau đó chậm rãi tới gần Lương Thư Đình, giống như muốn đối nàng làm chuyện gì đó không hay, nhưng Lương Thư Đình chân liền cùng găm trên mặt đất đồng dạng, một bước đều không muốn đi. Kia đồ vật càng ngày càng làm càn, cuối cùng tay thế mà trực tiếp ngã vào Lương Thư Đình trên thân. Nhưng nó tay còn không có động phải, đột nhiên liền bị bắn ra, cái kia đồ vật kêu thảm một tiếng, biến thành một đạo bạch yên biến mất, sau đó Lương Thư Đình liền triệt để tỉnh lại. Ta có chút hiếu kỳ, vì cái gì cái kia đồ vật sẽ bị bắn ra, có phải là Lương Thư Đình trên thân có cái gì? Lương Thư Đình giống như nhìn ra nghi ngờ của ta, nàng từ trong túi móc ra một viên châu trạng bảo thạch loại đồ vật cho ta nhìn, ta nhíu mày, nói đây là thứ đồ gì? Ta giống như trước kia chưa thấy qua, không biết Lương Thư Đình nhích miệng, mắng ta một câu lạt kê, liền cái này cũng không nhận ra, đây là Phật cốt, cũng chính là tục xưng xá lợi tử, cái đồ chơi này cũng không phải có tiền liền có thể mua được, phải xem duyên Phật, là nàng 8 tuổi năm đó tại một tòa tử trong miếu Lão Hòa Thượng đưa cho nàng. Lão Hòa Thượng nói viên này xá lợi tử là hắn sư huynh, Lương Thư Đình vừa đến nó liền phát sáng, nói rõ nó cùng Lương Thư Đình hữu duyên, liền đem nó tặng cho Lương Thư Đình về sau lương thư đình một mực đem xá lợi tử mang ở trên người, cũng không gặp nó phát qua ánh sáng, không biết có phải hay không là lão hòa thượng kia lắc lư nàng, nhưng lão hòa thượng cũng không muốn nàng tiền, lương thư đình khi đó cũng mới 8 tuổi, cái kia có bao nhiêu tiền cho lão hòa thượng lắc lư, nhưng viên này xá lợi tử đêm nay lại cứu nàng mệnh. Ta nhìn thoáng qua xá lợi tử, mày nhíu lại phải càng sâu, lại là Phật môn đồ vật, chẳng lẽ vẫn là vô quỷ. Vô quỷ sợ đồ vật không nhiều, Phật tính một cái, bởi vì có thể đưa nó cho phòng ấn ta đột nhiên chợt một chút muốn đem xá lợi tử cho đoạt tới nhưng lương thư đình giống như sớm có phòng bị đồng dạng tay lập tức liền vung trở về hư nghĩ lừa gạt lão nương ngươi còn non gấp trăm lần vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang sớm biết không cứu ngươi lương thư đình sợ hãi ta lại đoạt nàng xá lợi tử vội vàng đem nó thả lại trong túi ta nói người nữ nhân này so khỉ đều tinh trước đó còn hận không được giết ta lần này cứu ta khẳng định có toan tính không phải hừ ta cầu ngươi cũng không nhất định sẽ cứu ta lương thư đình vỗ tay phát ra tiếng nói thật đúng là để ta cho đoán đúng kỳ thật nơi này vẫn là tại huyễn cảnh bên trong chúng ta căn bản liền không có ra ngoài nhiều một nhiều người một phần lực nàng là muốn mượn lực lượng của ta cùng một chỗ chạy đi cái này thù mới hận cũ nàng trước hết buông xuống chờ ra ngoài lại nói ta dựa vào còn không có đi ra nha ta còn tưởng rằng Lương Thư Đình một bàn tay đều đã đem ta cho phiến tỉnh, không nghĩ tới còn tại huyễn cảnh bên trong. Huyễn cảnh, ý của ngươi là, chúng ta vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Vật kia đem chúng ta cả mơ hồ rồi, ta cái này kịp phản ứng, có chút chậm nửa nhịp, cẩn thận hồi tưởng lại vừa rồi chi tiết, ta đột nhiên minh bạch tại trương hàng trên thân chuyện gì xảy ra, cũng minh bạch hắn vì sao lại làm ra loại kia buồn nôn lại hiếm thấy sự tình đến, hiểu thêm hắn đến cùng là thế nào chết rồi nói nhảm, nếu như không phải như vậy, ta mới lười nhắc cứu ngươi, nói không chừng ta sẽ còn tại sau lưng ngươi bổ thêm một đau đâu. Lương Thư Đình trợn trắng mắt nói. Hừ, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà, trách không được giết rừng rậm bên ngoài như vậy lão một số người, liền mắt cũng không chấp cái nào, thật là một cái nữ ma đầu. Cái này một tới hai đi, chúng ta lại dùng beng, hoàn toàn vong bản mất nên cùng chung mối thù, trước chạy đi nơi này lại nói. Ta nhổ vào, người mới độc, người mới mà đầu, rừng rậm những người kia ta mới không có giết, có thể tiến người tới nơi này cũng sẽ không quá yếu, ta làm sao có thể đem bọn hắn toàn giết, ta lúc tiến vào bọn hắn liền ở ra rắm. Lương Thư Đình ngụy Biện nói, nàng lật đổ trước đó thừa nhận sự thật. Chẳng qua ngẫm lại, lời nàng nói cũng có đạo lý, trước đó rừng rậm chết những người kia trên thân đều không có cái gì vết thương, mà lại liền lấy Lương Thư Đình những cái này người giấy, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút cùng lắc lư người khác, nếu như đều là đồng hành, kia lấy bản lãnh của nàng, trên cơ bản không có khả năng toàn diệt đối phương. Hẳn là, là vừa rồi cái kia đồ vật giết, còn có trương hàng, đoán chừng cũng là gặp độc thủ của nó, cái đồ chơi này nhìn qua cùng vô quỷ đặc thù có điểm giống, vô cùng có khả năng cũng là vô quỷ, vẫn là nơi này, tất cả đều là vô quỷ, giống như Hoàng Hâm nói như vậy, nơi này chết nhiều người như vậy, tuyệt đối cùng vô quỷ có quan hệ rất lớn, chẳng qua việc cấp bách là rời khỏi nơi này trước, bằng không, chúng ta khả năng cũng cùng những người kia đồng dạng chết tại trong tay của nó. Ta cũng không còn cùng lương thư đình nhau nhau, mà là hỏi nàng có không có cách nào rời đi cái này, ta nhìn một chút chung quanh, cảm giác cùng trước đó rừng rậm không có gì khác nhau a. À? Nơi này thật là huyễn cảnh, chúng ta nhìn thấy thật chỉ là ảo giác, ta lại nhìn một chút điện thoại, phát hiện thời gian thế mà là ngã đi, hiện tại ta tin, cái này thật đúng là không phải thế giới chân thật. Lương Thư Đình nghe thấy ta hỏi nàng có không có cách nào, mới đầu một mặt mờ mịt bộ dáng, sau đó nàng liền bắt đầu oán trách ta, nói ta có phải là nam nhân hay không. Khẩn cấp như vậy tình huống, ta một đại nam nhân không nghĩ biện pháp, trông cậy vào nàng một yếu ớt cô gái, tính là gì nam nhân. Ta nói thầm trong lòng câu, hư, người cũng coi như nhược nữ tử. Nghĩ không ra biện pháp liền nghĩ không ra nha, thế mà đem nổi vung trên người ta, thật giảo hoạt ta cũng lười lại cùng với nàng nhao nhao, bắt đầu cau mày nghĩ biện pháp. Kỳ thật tại cuốn thứ hai Mao Sơn quỷ đạo trong thư tịch, thật đúng là có một cái đạo thuật là bài trừ ảo giác, gọi khu huyễn sát chú, nhưng đây là đối phó quỷ tà sử dụng, không biết đối vô quỷ huyễn cảnh có tác dụng hay không, hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Ta nhớ lại khu huyễn sát chú thủ quyết, sau đó mười ngón giao nhau, không ngừng biến ảo, miệng lẩm bẩm, sắc sắc rào rạt, mặt trời mọc phương đông, ta ban thưởng linh phù, phổ quét không rõ, miệng phun dãy núi chi hỏa, phù bay cửa nhiếp chi quang, sách quái lượt trời gặp triều đại, phá ôn dùng tuổi ăn kim cương, hàng phục yêu ma người chết, hóa thành cát tường, thái thượng lão quân ta cắt cắt như pháp lệnh. Đọc xong chú ngữ về sau, ta ngón trỏ cùng ngón giữa sát nhập, sau đó đối phía trước ra sức một chỉ, hét lớn một tiếng, phá. Lập tức có một đạo hồng quang từ đầu ngón tay của ta bắn ra ngoài, lương thư đình giống như nhìn không thấy, nhưng cái kia đạo hồng quang ta thấy rất rõ ràng, nó đánh về phía nơi xa, lập tức thật giống như trứng gà phá xác đồng dạng, hết thảy chung quanh đột nhiên sụp đổ, đồng thời lung lay sắp đổ, liền mặt đất cũng rất giống tại từ từ dạn nứt. Ta cùng Lương Thư Đình không có đứng vững, hai người đồng loạt đạp hụt, sau đó hét thảm một tiếng, giống như ngã vào vô tận vực sâu đồng dạng, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, chúng ta đều giống như ném tới trên mặt đất, hai người đều giống như thịt nát xương tan, biến thành thịt nát. Cùng lúc đó, một vệt ánh sáng quét về phía mắt của ta, ta vô ý thức dùng tay che cản một chút, chờ ta mắt có thể thấy rõ thời điểm, phát hiện Lâm Tuyết đang dùng đèn pin chiếu vào mặt của ta nhìn. Lâm Nguyên, ngươi làm sao rồi? Vừa rồi bắt đầu vẫn ngẩn người, làm sao đều gọi không nên. Lâm Tuyết kỳ quái hỏi, hoàn toàn không biết ta chuyện gì xảy ra. Ta vừa định giải thích, đột nhiên liền nghe được A à một tiếng hét thảm, một nữ nhân từ trên cây rớt xuống. Ta định chử xem xét, phát hiện là lương thư đình nàng hẳn là trước đó là giấu ở trên cây hiện tại lấy lại tinh thần gót chân lập tức bất ổn sau đó từ trên cây đến rơi xuống hắc hắc lần này bắt đến ngươi đi ta dắt lấy nàng sau cổ áo sau đó đưa nàng cùng một con gà con đồng dạng nói tới thả ta ra người cái sao trổi thả ta ra người cái này vong ân phụ nghĩa nam nhân người quên mới vừa rồi là ai cứu ngươi sao lương thư đình liều mạng dẫy dụa lấy còn có khuỷu tay vào tới bụng của ta may mắn bị ta cho tránh đi, cái này lão hoạt đầu, thật là đủ âm. Vì phòng ngừa nàng lại chạy trốn, ta đem dây lưng hái xuống đem nàng hai tay cho phản trói lại, còn tưởng rằng nàng sẽ trung thực, không nghĩ tới nàng phi một tiếng, nhà ta một mặt nước bọt chấm nhỏ. Thối lâm nguyên, đại phôi đản, người về sau đừng rơi trên tay của ta, ta khẳng định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lương thư đình miệng liền cùng súng máy đồng dạng, tút 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 mắng không ngừng, tất cả mọi người đang hỏi nữ nhân này là ai? Tại sao phải đưa nàng trói lại? Ta nói vừa rồi người giấy chính là nàng cho giày vỏ ra tới, mục đích đúng là vì ngăn cản chúng ta đi qua rừng rậm này, còn đem hoàng hâm cùng tiểu hoa cho chúng ta làm tán, không trói nàng trói ai. Lương Thư Đình lại nghĩ xen vào, ta vội vàng đem nàng xuyên bít tất cởi xuống, sau đó nhét vào trong miệng của nàng, để nàng nói không ra lời, chỉ có thể phát ra ô thanh âm ô ô. Hư, muốn cùng ta đấu, nhìn ngươi lần này còn thế nào ra vẻ. Ngay tại ta cho là nàng sẽ yên tĩnh thời điểm, nàng đột nhiên không ô ô ô gọi, quang lấy mắt chừng ta, ánh mắt kia, thật sự là hận không thể đem ta nuốt vào trong bụng. Dựa vào, vẫn là không phục, lần này ta trực tiếp đem trên người nàng xá lợi tử cho đoạt, cái này nhưng là đồ tốt, không tịch thu thật là không thể nào nói nổi, để ngươi chừng lão tử. Lần này lương thư đình nhưng tức giận, trực tiếp nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm, làm sao túng cũng không chịu lên, Ta nói ngươi như thế đại nhất cô nương, còn cần loại phương thức này cùng người kháng nghị, người mất mặt không? Dù sao nàng cũng nói không ra lời, miệng ô ô ô một nhóm lớn, đoán chừng đều là một chút chào hỏi mẫu thân của ta từ ngữ. Đúng vào lúc này, đột nhiên tần phong vào tới, đem ta cùng lâm viết cấp tốc kéo ra, không để ta lại tới gần lương thư đình. Ta còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, nhưng dùng đèn pin quét một chút chung quanh, cũng không có trông thấy có cái gì dị thường nhưng mập hòa thượng cũng cùng tần phong đồng dạng thế mà biến sắc lập tức nhắc tới một câu a di đà phật thí chủ đã đến vì sao không hiện thân nghe mập hòa thượng ý tứ giống như có ai đến nhưng lại không gặp người ta có chút hiếu kỳ đến cùng là ai đến thế mà liền tần phong đều trở nên như thế cảnh giác đúng vào lúc này ta đột nhiên nghe thấy hô 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 phong thanh chung quanh cây cối đều bị thổi làm cuồng múa lên ngay sau đó hô 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 phong thanh biến thành gào thét buồn gào thét thét lên, tiếng khóc, tiếng cười, những âm thanh này cực kỳ khủng bố, nghe được chúng ta một đám người tê cả ra đầu, toàn thân cũng không được tự nhiên, Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết các nàng thậm chí chăm chú che lỗ tai, không còn dám nghe. Âm khí, là âm khí, ta cảm giác bốn phương tám hướng đều truyền đến một trận lại một trận làm người ta sợ hãi âm khí, chẳng lẽ chúng ta bị quỷ vây quanh rồi. Ta hai mắt nhắm nghiền cẩn thận cảm thụ được, đột nhiên trong lòng giật mình, bởi vì tại ta nhắm mắt lại đồng thời, Trung quanh có 100 con mắt tại nhìn chằm chằm chúng ta nhìn, ta dám xác định, cái này 100 cái tuyệt đối không phải là người. Quỷ, là quỷ, chúng ta bị bách quỷ vây quanh. Mập hòa thượng sắc mặt có chút khó coi, chắp tay trước ngực tại mặc mặc đọc lấy kinh. Bách quỷ, chúng ta bị 100 con quỷ vây quanh rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, là có người ở sau lưng dở cho quỷ sao. Ta cùng tần phong đều trở nên vô cùng cảnh giác, hai người đứng thẳng người lên, cẩn thận quan sát đến chung quanh, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ngay tại lúc này, thanh âm biến mất, chung quanh lại khôi phục bình tĩnh, âm khí cùng kia cố bị người nhìn chầm chầm cảm giác cũng lập tức biến mất. Chuyện gì xảy ra, tại sao tới lại biến mất, là đột nhiên không muốn động thủ còn là nguyên nhân gì? Ai, vừa rồi nữ hải kia không gặp, hứa tình là sớm nhất một cái phát hiện lương thư đình không gặp người, nàng chỉ chỉ vừa rồi lương thư đình nằm địa phương, chứ có chút vết tích, người đã sớm không có. Chẳng lẽ vừa rồi mập hòa thượng miệng bên trong kêu người kia là chạy lương thư đình đến. Phát sinh đây hết thảy đều là vì cứu đi nàng. Ta hỏi mập hòa thượng, vừa rồi kêu người kia đến cùng là ai? Là hắn nhận biết người quen, kia một trăm con quỷ lại là chuyện gì xảy ra? Mập hòa thượng thở ra một hơi dài, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu nói, người kia gọi địa trung đường, hắn dùng chính là kỳ môn độn giáp thuật, này bí thuật cực kỳ lợi hại, truyền thuyết là hiên viên hoàng đế sáng tạo, từ gió sau diễn dịch thành văn truyền cho hậu thế, là một loại cực kỳ cổ xưa bí thuật, đám kia quỷ là hắn khai ra, nhưng làm mập hòa thượng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cả một đời cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy quỷ nha. Địa trung đường, danh tự này nghe có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra, hắn đến cùng là ai. Thế mà hiểu lợi hại như thế bí thuật. Hứa tình đột nhiên có chút khinh bỉ ta, nói ta đến cùng phải hay không hỗn âm hành liền địa trung đường cũng không biết, nàng nhập hành không tính quá lâu đều hiểu rõ 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 ràng ràng. Âm hành tứ đại gia tộc, thiên địa huyền hoàng, thiên gia xếp số một, là âm hành long đầu đại ca, trưởng quản âm hành trật tự, mà cái khác ba cái gia tộc luận thực lực, bối cảnh và danh dự, đều cực kỳ tiếp cận thiên gia, địa trung đường ngay tại lúc này nhà thiếu đương gia. Hứa tình trước đó nghe người ta nói, cái này địa trung đường thực lực là âm hành bên trong một cái duy nhất tiếp cận nhất trời một người, hắn kỳ môn độn giáp đã luyện được giày công tôi luyện, là nhân quỷ đều e ngại ba phần. Ta gãi đầu cười cười, không nghĩ tới âm hành còn có chuyện như vậy, trước kia thật là không chút quan tâm tới, còn vẫn cho là âm hành liền trời một độc đại, bây giờ mới biết thế mà còn có cái gì tứ đại gia tộc. Chẳng qua cái này địa trung đường kỳ môn độn giáp mặc dù lợi hại, nhưng luôn cảm giác mang theo một tia lệ khí, ta từng nghe nói qua một câu nói như vậy, kỳ môn độn giáp mười luyện chín điên, ý là 10 cái luyện cái đồ chơi này 9 cái đều điên, nói rõ loại bí thuật này phản phệ năng lực là rất mạnh, luyện không tốt dễ dàng đem mình góp đi vào. Địa trung đường cứu đi lương thư đình, chúng ta cũng không dám truy, nói không chừng chúng ta mấy cái cộng lại còn không phải người ta đối thủ đâu, ta đột nhiên nhớ tới lương thư đình nói thiếu ra, hẳn là chính là cái này địa trung đường. Tưởng tượng như vậy thật đúng là có khả năng. Được rồi, cái này sự tình trước hết đặt một bên đi, hiện tại chúng ta chỗ này cảnh, tốt nhất vẫn là không muốn cùng cao thủ sinh ra lề mề, không phải khả năng thật muốn bốn bề thọ địch. Hiện tại việc cấp bách là muốn đem hoàng hâm cùng tiểu hoa tìm trở về, nhưng rừng rậm như thế lớn, chung quanh lại đen như mực, muốn tìm hai người thật là không dễ dàng. Trọng yếu nhất chính là, bên trong vùng rừng rậm này giống như cất giấu một con không có mặt, chính phản hai mặt đều là cái ót vô quỷ. Nếu như không giải quyết nó, hậu hoạn vô cùng, ta sờ sờ trong túi thuộc về lương thư đình xá lợi tử, giống như có biện pháp ta đem chuyện lúc trước cùng mọi người nói, sau đó quyết định trước đem cái này vô quỷ cho phong ấn, về phần Hoàng Hâm cùng Tiểu Hoa, chúng ta chỉ có thể tại nguyên chỗ chờ bọn hắn, nếu như chính bọn hắn không tìm về được, cái kia cũng không có cách, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tiến lên. Muốn phong ấn vô quỷ, vậy sẽ phải trước đem nó dẫn ra ngoài, trước đó Mập Hòa Thượng đã phong ấn một lần, đoán chừng không còn có khí lực phong ấn lần thứ hai, chỉ có thể dùng trên tay của ta viên này xá lợi tử ta đem xá lợi tử cho mập hòa thượng, hắn lại nói cái đồ chơi này hắn cũng sẽ không dùng, xá lợi tử là cực kỳ chân quý đồ vật, hắn cuộc đời cũng liền gặp qua hai ba hồi, kia rốt cuộc có chỗ lợi gì, lại làm như thế nào dùng, sư phụ hắn cũng không có dạy qua hắn. Dựa vào, cái này sự tình thật đúng là để ta dở khóc dở cười, mổ heo sẽ không dùng đau mổ heo cái này quả thực có chút xấu hổ, mặc kệ, dù sao vô quỷ sợ cái này xá lợi tử. Đến lúc đó nhìn tình huống lại nói, nếu như không phong ấn cái này vô quỷ chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn ra không được dừng rậm này chúng ta thương thảo một hồi quyết định dùng lâm tuyết làm mồi nhử đi đem kia vô quỷ dẫn ra ngoài lâm tuyết lập tức kháng nghị nói là cái gì để nàng đi nha ta bất đắc dĩ cười cười nói không có nguyên nhân khác cũng là bởi vì ngươi nhát gan vô quỷ thích dễ dàng sinh ra sợ hãi người lâm tuyết lá gan đặc biệt nhỏ nàng là tại thích hợp cực kỳ ngay từ đầu nàng chết sống không đồng ý, về sau tại mọi người chúng ta khuyên bảo mới miễn cưỡng gật đầu, nhưng nàng vẫn là sợ, không ngừng gọi ta nhất định phải bảo vệ tốt nàng, sau đó mới cầm đèn pin từng bước một chậm rãi đi thẳng về phía trước. Chúng ta một cây đèn pin tắt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lâm Tuyết đằng sau. Cứ như vậy không nhanh không chậm đi có chừng 7, 8 phút, Lâm Tuyết đột nhiên liền ngừng lại bất động, nàng cũng không gọi, ta coi là chỉ là đi mệt hoặc là sợ hãi không dám đi nhưng không nghĩ tới nàng cứ như vậy một mực rằng có một phút đồng hồ, thân thể liền cùng điêu khắc đồng dạng, hoàn toàn không động đậy. Trong lòng ta lập tức lạc trèo lên một tiếng, biết xảy ra chuyện, vội vàng mở ra đèn pin mang theo mọi người liền xông ra ngoài, coi chúng ta đi vào lâm tuyết trước mặt thời điểm, tất cả mọi người dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh, lâm tuyết mặt không gặp, biến thành cái ót, trương tiểu mạn thì càng là thét lên một tiếng, dọa đến ngã rầm trên mặt đất. Đáng chết, vạn vạn không nghĩ tới lâm tuyết chúng chiêu bên trong nhanh như vậy, cũng không thấy vô quỷ, làm sao liền biến thành cái dạng này. Ta vội vàng lung lay lâm tuyết, hy vọng có thể đưa nàng đánh thức, nhưng nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí thân thể xoay mấy lần, sau đó tay liền bắt đầu trên người mình chạy loạn, ta lập tức minh bạch, lâm tuyết đã giống như ta, chi giác đã tiến vô quỷ huyễn cảnh. Mập hòa thượng một trưởng vỗ tại lâm tuyết trên ót, lập tức hắn liền lui về phía sau mấy bước, nói xong bỏng, ta cũng sờ một chút, lâm tuyết mặt biến thành cái ót cùng than lửa đồng dạng, mập hòa thượng lại đối lâm tuyết niệm kinh, nhưng cũng không có tác dụng gì. Không có cách nào, chỉ có thể dùng lương thư đình viên này xá lợi tử, hy vọng có thể quản bên trên dùng. Ta đem xá lợi tử đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó nhắm ngay lâm tuyết cái ót, một trường đánh ra. Chỉ nghe thấy đông một tiếng, xá lợi tử phát ra một trận kim quang, mà lâm tuyết trên ót thì đột nhiên bắn ra một cỗ khí lưu cường đại, giống như có đồ vật gì muốn từ lâm tuyết trong đầu chui ra ngoài đồng dạng cũng điên cuồng đem xá lợi tử hướng phía sau đẩy ta cắn chặt hàm răng chăm chú đứng vững gót chân không để kia khí lưu đạt được lợi dụng xá lợi tử cùng nó đối kháng cứ như vậy khí lưu cùng xá lợi tử đối kháng chừng một phút nó liền chậm rãi yếu bớt xuống dưới xá lợi tử phát ra tới quang ngược lại càng ngày càng mạnh nó giống như ngay tại hấp thu những cái kia khí lưu đúng vào lúc này Đột nhiên một con hư thối tay từ Lâm Tuyết cái ót đưa ra ngoài, cái tay kia phía trên quấn quanh lấy hắc khí, đã hư thối cực kỳ nghiêm trọng. Nó vốn nghĩ đi đoạt trong tay của ta xá lợi tử, nhưng vừa chạm vào đụng phải xá lợi tử, lập tức liền biến thành một đoàn hắc khí, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng xá lợi tử càng hút càng nhanh, trực tiếp đem Lâm Tuyết cái ót hút vào, sau đó quang liền dần dần mở đi, khôi phục thành bộ dáng lúc trước, ta nhìn kỹ, cái này xá lợi tử bên trong lại có một cái ót nhìn xem có chút quỷ dị, khiến người không rét mà run. Lâm tuyết cũng khôi phục bình thường, cái ót không gặp, mặt của nàng cũng khôi phục thành lúc đầu mặt, chẳng qua nàng sau khi tỉnh lại đỏ mặt một lần lại một lần, không biết nàng tại huyến cảnh bên trong chuyện gì xảy ra. Vô quỷ bị phong ấn về sau, đột nhiên rừng rậm sương mù liền tán đi, chúng ta nhìn thấy rừng rậm lối ra, hơn nữa cách chúng ta cũng không xa, lần này hẳn là có thể ra ngoài đi. Chúng ta hô hồ một hồi hoàng hâm cùng tiểu hoa, cũng không gặp bọn hắn trả lời, hai người này cũng không biết chạy đi đâu, dù sao vô quỷ đã phong ấn tại xá lợi từ nơi này, khu rừng rậm này sẽ không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước đi. Lần này lối ra bình thường, chúng ta ra rừng rậm về sau, phát hiện một tòa phòng ở cũ, cái này phòng ở cũ nhìn như là cổ đại khách sạn, chẳng qua đã có chút cũ nát, bên trong đèn đuốc sáng trưng, còn truyền ra mùi rượu, chúng ta thậm chí còn nghe đến bên trong ẩm ý tiếng người, địa phương quỷ quái này có thể có người gì chẳng lẽ âm hành người tới tất cả bên trong uống rượu rồi thơm quá mùi rượu a à? mập hòa thượng liếm môi một cái một bộ thèm ăn dáng vẻ cái này rượu thịt hòa thượng nghe thấy tới mùi rượu liền khống chế không nổi mình có rượu ngon khẳng định liền có thịt ha ha chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi mập hòa thượng thèm trùng phát tác ta kéo đều kéo không ngừng hắn trực tiếp liền vọt vào không có cách chúng ta cũng chỉ đành đi theo đi vào Tần Phong đi thứ hai đếm ngược, ta bọc hậu, nhưng hắn nhìn thấy khách sạn chiêu bài về sau vẫn là dừng bước. Sau đó hoài niệm nhìn một cái cảm thán nói, xem ra hắn vẫn là quên không được nơi này. Ta tới gặp ngươi, bằng hiếu, không biết ngươi còn hận ta không? Ta lập tức sửng sốt, không biết Tần Phong nói cái này là có ý gì, vừa định hỏi hắn, hắn liền nhấc chân tiến khách sạn. Ta cũng chỉ đành không dên một tiếng đi theo hắn đi vào. Đi vào trong khách sạn, phát hiện nơi này ngồi đầy người, kỳ quái là những người này ở trong có ít người mặc cổ đại quần áo, mà có ít người thì mặc hiện đại quần áo, trên mặt bàn bầy đầy rượu thịt, trên mặt bọn họ đều tràn đầy điên cuồng nụ cười, sau đó ai cũng không để ý tới ai, đều tại miệng lớn ăn thịt uống rượu. Lâm Tuyết có chút sợ hãi, kéo cánh tay của ta hỏi cái này một số người có phải hay không là quỷ. Vì cái gì nàng cảm giác bầu không khí quái dị như vậy. Ta lắc đầu, biểu thị không biết, tạm thời không nhìn ra bọn chúng là người hay quỷ, Trước xem tình huống một chút lại nói. Mập Hòa thượng là một điểm lo lắng đều không có, trông thấy nơi hẻo lánh vừa vặn có một cái bàn trống, vội vàng liền ngồi xuống, sau đó lau nước miếng liền hô phục vụ viên, đoán chừng lại muốn rượu thịt xuyên ruột qua. Nhưng hắn hô mười mấy câu phục vụ viên đều không người nào để ý hắn, tất cả mọi người có chút không hiểu, chẳng lẽ nơi này không có phục vụ viên. Lúc này Tần Phong ngồi xuống, gõ gõ cái bàn, sau đó thét to một tiếng, "Điếm tiểu nhị, dâng trà." đến siết một tiếng thanh âm vang dội từ một bên khác quầy hàng dưới đáy phát ra mấy giây qua đi một cái cùng cổ đại điếm tiểu nhị bộ dáng người từ quầy hàng dưới đáy chui ra trên tay còn cầm một bình trà hắn chào hỏi chúng ta sau khi ngồi xuống liền cho chúng ta dần dần rót một chén trà trà này rất thơm chỉ ngửi một chút ta liền cảm giác tâm thần thanh thản mập hòa thượng nhắm mắt lại đem trà phóng tới trên mũi nghe sau một lúc đột nhiên nụ cười liền trở nên cương cứng hắn đem trà đẩy ra một điểm, nhìn cũng không dám lại nhìn, miệng bên trong lẩm bẩm sai lầm, sai lầm. Ta cảm thấy không thích hợp về sau, cũng học mập hòa thượng như thế nghe một trận hương trà, trong chốc lát ta cũng minh bạch trong đó nguyên do, đột nhiên liền có chút muốn ói, cũng lập tức ngăn cản những người khác tạm thời không muốn uống. Điếm tiểu nhị cũng mặc kệ chúng ta có cái gì dị thường, trực tiếp hỏi, mấy vị khách quan, ăn chút gì. Mập hòa thượng trực tiếp liền hô to, đem rượu ngon thịt ngon đều bưng lên, giày vò một hồi lâu nhưng làm hắn đói gầy hốc khắc đi điếm tiểu nhị đem khăn mặt hướng trên vai một dựng trực tiếp hô có ngay mấy vị khách quan chờ một lát đồ ăn lập tức liền lên tới nói xong cũng giống như quỷ mị biến mất điếm tiểu nhị sau khi đi trương tiểu mạn các nàng hỏi ta vì cái gì không thể uống nơi này trà các nàng đi lâu như vậy con đường đều nhanh muốn chết khát ta nói trà này có vấn đề tuyệt đối không thể uống không đúng cái này căn bản cũng không phải là trà đây là đốt lên thi dầu uống ta sợ các ngươi không thể quay về ba nữ hài tử nghe xong dọa đến sắc mặt đều biến kém chút không có đem ấm tràn nện đến hiếm ba nát còn hỏi cái này khách sạn đến cùng là nơi quái quỷ gì thế mà để khách nhân uống thi dầu ta nhìn chung quanh nói cái này thật đúng là có thể là địa phương quỷ quái nào có khách sạn mở ở đây vừa rồi điếm tiểu nhị kia nhìn đều không quá bình thường mệnh cung ảm đạm mặt cách đen nhánh hai mắt vô thần môi má không màu, hơn phân nửa là cái người chết, mà lại hẳn là còn chết thật lâu. Lâm tuyết sợ hãi bắt lấy cánh tay của ta, mắt khẩn trương tìm được cái kia điếm tiểu nhị vị trí, nhưng chính là phát hiện không được vừa rồi điếm tiểu nhị bóng dáng, dạng này nàng liền càng thêm sợ hãi, cùng ta chịu được rất gần, liền kém hai người không có ngồi cùng một cái băng bên trên. Mập hòa thượng, người thấy thế nào? Chiều ta hắn hỏi. Mập hòa thượng chắp tay trước ngực, nói câu A-di-đà-phật, tiếp lấy đem trà ngã trên mặt đất, lập tức kia trà liền toát ra khó ngửi khói đen. Nơi này có người sống, cũng có người chết, quỷ không đáng sợ, đáng sợ là lòng người, quỷ không khó đối phó, khó đối phó chính là người, chúng ta không cần vội vàng sao động, lại đi được tới đâu hay tới đó. Mập Hòa Thượng nói, ta nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, khách sạn này ta còn có thể nghe đến một tia người sống khí, nói rõ là có người sống xen lẫn trong trong đó, ở đây, trừ phòng quỷ, chúng ta còn muốn phòng người. Đúng vào lúc này, đột nhiên hứa tình một mặt hoảng sợ che miệng lại, sau đó sợ hãi nhìn qua một góc khác cái bàn. Ta phát giác không thích hợp về sau, vội vàng hỏi nàng làm sao rồi. Hứa tình chỉ vào cái bàn kia ấp úng nói, Trương, Trương, Trương Hàng, còn có nó sư huynh của hắn đệ, các ngươi không phải nói bọn hắn đều chết sao. Chúng ta thuận hứa tình chỉ phương hướng nhìn lại, thật đúng là trông thấy Trương Hàng ngồi tại một cái bàn cùng cái khác mấy nam nhân tại miệng lớn ăn rượu thịt, mà những nam nhân kia ta cũng nhận ra, chính là chết tại rừng rậm bên ngoài trong đó mấy cái. Đúng vào lúc này, Trương Hàng đột nhiên vừa quay đầu, sau đó đối với chúng ta lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, ánh mắt của hắn rất quỷ bí, giống như tròng mắt muốn đến rơi xuống đồng dạng. Quỷ, quỷ, có quỷ, chúng ta nhanh rời đi nơi này đi. Hứa tình đong đưa cánh tay của ta nói ta nói ngươi không cần phải gấp gáp, khách sạn này không còn sớm nói cho ngươi có quỷ sao. Có chúng ta mấy cái tại, có quỷ cũng không cần sợ, chỉ ít so với người dễ dàng đối phó nhiều. Đúng vào lúc này, đột nhiên Trương Tiểu Mạn lại thét lên một tiếng, đem ta giật mình kêu lên, ta nói mấy người các ngươi nữ không muốn lão giật mình hoảng hốt có được hay không, tiếp tục như vậy trái tim của ta sớm muộn sẽ siêu phụ tải. Trương Tiểu Mạn nói nàng không phải cố ý, nàng cũng nhìn thấy một người, để nàng vô ý thức liền kêu lên, sau khi nói xong, nàng vừa chỉ chỉ rất bên cạnh bên cạnh một chương tiểu bàn, nơi đó ngồi một cái thân ảnh quen thuộc. Người kia, thế mà là đồ đần. Lâm Tuyết lôi kéo ống tay áo của ta hỏi, Lâm Nguyên, kẻ ngu này, hắn đến cùng là người hay quỷ? Lâm Tuyết hỏi vấn đề này ta có chút khó trả lời, đồ đần chỉ là bị kéo lạc đường tung, không ai có thể chứng minh hắn sống hay chết, là người hay quỷ, ta phải đi qua nhìn xem. Ta bưng một ly trà đi vào đồ đần bên người, sau đó kéo ra cái ghế ngồi xuống, ngốc nhìn ta liếc mắt, liền không tiếp tục để ý, tiếp tục miệng lớn uống rượu, chẳng qua ta nhìn nét mặt của hắn giống như đã không còn giống một cái đồ đần. Đồ đần, ngươi còn nhận được ta không? Ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đồ đần đột nhiên chừng ta liếc mắt, sau đó đoạt lấy chén trà trong tay của ta, một hơi liền đem trà cho tràn đầy rót vào trong miệng. Ha ha, trà ngon. Sau khi nói xong, cũng hoàn toàn không trả lời vấn đề của ta, tiếp tục ăn lấy rượu thịt, biểu lộ tràn ngập khinh thường. Ta nhíu mày, không hiểu rõ lắm đồ đần hành vi, đương nhiên, ta nếu là lý giải, vậy ta không phải cũng biến thành kẻ ngu sao. Đồ đần, ngươi còn nhận được ta không? Ngươi về sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tại sao lại tới nơi này? Ta lại một lần nữa hỏi. Đồ đần đột nhiên mãnh vỗ bàn một cái mắng, không biết, cho lão tử lăn, đừng tại đây cùng một con ruồi đồng dạng ong 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 quét lão tử hưng hắn mắng chửi người biểu lộ cùng ngữ khí đã hoàn toàn không còn giống một cái đồ đần tăng thêm hắn không chút do dự uống thì dầu lại không có gì không tốt phản ứng đồ đần gần như đã chín thành chín là cái người chết đồ đần vậy ngươi có hay không thấy qua mẫu thân ngươi đã hắn đã biến thành quỷ vậy hắn hẳn là sẽ cùng quỷ bà đoàn tụ chẳng lẽ bọn hắn không có tìm được hoặc là thất lạc rồi ta đi ngươi nhị đại gia còn cho lão tử sách lão già này, có phải là muốn tìm cái chết? Đột nhiên đồ đần nổi giận lên, nắm lên bên cạnh bình rượu liền phải hướng đầu của ta hung hăng đập tới, nhưng bên cạnh một đám nhân mã thượng tướng hắn cho đè lại, đều nhao nhao khuyên hắn tỉnh táo một điểm. Đồ đần liền cùng như là phát điên, một đám người đều kém chút không có đè lại hắn, miệng bên trong còn không ngừng đối ta hô lăn, mau cút, lăn ra nơi này, đám người kia khả năng sợ hắn gây sự, đem hắn kéo ra ngoài, lúc này đồ đần sắc mặt đột nhiên biến, ánh mắt bên trong còn mang theo hoảng sợ, nhưng hắn vẫn là đối ta không ngừng mắng, lăn, nhanh cho lão tử lăn, không phải lão tử đánh chết người cái cháu con rùa, thứ đồ gì, đừng túm ta, ta muốn chơi chết hắn. Nhưng không đầy một lát, đồ đần liền bị kéo ra ngoài, chúng ta còn có chút mộng, chờ ta kịp phản ứng thời điểm, vội vàng đuổi theo, nhưng đồ đần đã không gặp, đám kia kéo lấy hắn người cũng biến mất, sau đó lại tới một đám người, nhân số cùng trước đó vừa vặn, y phục của bọn hắn rất là kỳ quái, có vẻ như là dân quốc thời kỳ. Trong lòng ta lạc trèo lên một chút, lại tới một đám quỷ. Trong lòng ta lạc trèo lên một chút, lại tới một đám quỷ, cái này đến cùng là địa phương nào, làm sao thời kỳ nào quỷ đều có, còn có đổ đần cho bọn hắn làm đi đâu rồi. Ta trở lại chỗ ngồi của mình, mập hòa thượng đột nhiên lẩm bẩm người ngốc tâm thanh, người hết hy vọng linh, quỷ thiện quỷ lấn, người ác quỷ kinh, thiện tai, thiện tai. Ta gãi đầu một cái, có chút nói gì không hiểu, cái này mập hòa thượng đến cùng nhắc tới những này là ý gì. Tần Phong đột nhiên nở nụ cười, sau đó sủa bậy nói nói tốt, xem ra đại sư tu chính là thầm nghĩ, cái này thịt rượu ăn vào đi là thúi, nhưng tiến bụng của ngươi khẳng định biến hương. Thí chủ quá khen, mập hòa thượng chắp tay trước ngực, niệm một câu A-di-đà Phật. Không, không, đại sư ngươi hoàn toàn xứng đáng, Tần Phong khích lệ nói. Ta cười khổ một phen, hoàn toàn nghe không hiểu hai người này đang nói cái gì, làm sao Tần Phong đột nhiên liền nâng lên cái này mập hòa thượng chân túi đến. Khách quan, đồ ăn đến, đột nhiên điếm tiểu nhị giống như quỷ mị chui ra, trong tay bưng lấy bưng bàn, trên bàn đựng lấy mấy cái thịt đồ ăn, còn có một bình rượu. Khách quan chậm dùng, đằng sau còn có vài món thức ăn, một hồi liền lên. Điếm tiểu nhị sau khi nói xong, rẽ một cái liền lại không gặp. Mập hòa thượng trông thấy thịt rượu một mặt hưng phấn, nhưng hắn dùng đũa lật một chút, ngay lập tức mặt sắc liền ngầm trầm xuống, hắn lại ngửi ngửi rượu, cả khuôn mặt đều trở nên không tốt, hắn đem đũa quăng ra, giống như muốn giết người. Ta hỏi làm sao rồi, đồ ăn không hợp khẩu vị, vẫn là rượu không thơm. Mập hòa thượng nói một câu phải xiết, chờ mong nửa ngày, cái này tất cả đều là cho người chết ăn đồ vật, hắn có thể không tức giận sao. Ta cười khổ một cái, nói đây không phải chuyện trong dự liệu sao. Chẳng lẽ người còn chờ mong quỷ có thể cho người cả bàn mãn hán toàn tịch ra tới hay sao? Ta an ủi cũng vô dụng, mập hòa thượng chính là hoa khí, hắn đem đũa ném tới trên mặt đất, giẫm hai cước, đũa lập tức liền biến thành hai cây người xương cốt, đem ba cái muội tử dọa đến giết lên một tiếng, cầm trên tay đũa đều ném phải xa xa. Ta nói người người trong Phật môn, muốn giới sân giận, không phải Phật tổ sẽ trách tội, dạng này mập hòa thượng mới an tâm xuống đến đả tọa niệm kinh, không còn hoa khí chúng ta mấy người này sờ lấy đói đến bụng sôi lột rột, sau đó nhìn cả bàn bên trên người chết đồ ăn không dám ăn, đặc biệt là mập hòa thượng bụng kia làm cho liền cùng run rẩy đồng dạng. trương tiểu mạn thực sự chịu không được, nàng nuốt một ngụm nước bọt nói, ta liền ăn một cây đồ ăn hẳn là không có vấn đề gì a. À. nói xong cũng muốn dùng tay đi bắt, nhưng tần phong lại ôn nhu nắm bàn tay nhỏ của nàng, sau đó đối nàng thẳng lắc đầu, đây là tóc, không thể ăn. nghe được là tóc. Trương Tiểu Mạn tay liền cùng điện giật đồng dạng rụt trở về, không còn dám tham ăn. Ai, đây không phải là trước đó nữ hài kia sao? Nàng làm sao ăn đến ăn như hổ đói? Chẳng lẽ không biết đây là người chết đồ ăn? Hứa tình đột nhiên kinh ngạc hô. Chúng ta đều hướng phía hứa tình chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức liền thấy Lương Thư Đình cùng một cái đại khái 20 tuổi nam nhân ngồi tại trên một cái bàn, nàng một vừa uống rượu, một bên miệng lớn ăn thịt, nhưng làm chúng ta mấy cái thèm khóc, chẳng qua tối dẫn lên ta chú ý, vẫn là Lương Thư Đình bên cạnh nam nhân kia. Mập hòa thượng, người nhìn Lương Thư Đình bên cạnh nam nhân kia là người nói địa chung đường sao? Ta hỏi, mập hòa thượng trợn to nhãn quan xem xét một hồi, mới trịnh trọng nhẹ gật đầu, chừng 20, song tóc mai bạc, ánh mắt cao ngạo, biểu lộ khinh miệt, là địa chung đường không sai. Thật đúng là địa trung đường, có thể để ta thấy người sống, trước đó hắn không hiện thân, ta còn tưởng rằng cùng hắn vô duyên, không nghĩ tới lại tại cái này cho gặp gỡ. Mập hòa thượng gọi ta chớ đi chọc hắn, hiện tại tốt nhất cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, bằng không, làm không tốt chúng ta liền cùng những cái này khách sạn người chết đồng dạng. Mập hòa thượng cúi đầu, đem thanh âm ép đến thấp nhất, hắn nói thiên địa huyền hoàng trong tứ đại gia tộc, liền số địa trung đường đặc thù nhất, hắn thủ đoạn độc ác, cậy tài khinh người, trừ trời một, hắn ai cũng xem thường, ai cũng không lưu tình, mặc kệ là người hay quỷ, chỉ cần đắc tội hắn, vậy hắn khẳng định sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục, nghe nói hắn kỳ môn độn giáp, còn tổn thương qua quỷ tướng. Quỷ tướng, cái gì là quỷ tướng? Ta tò mò hỏi. Mập hòa thượng trợn mắt nhìn ta một cái, nói cái này cũng không biết, ta là thế nào lẫn vào. Quỷ tướng chính là đầu trâu mặt ngựa, đen bạch vô thường cùng sinh tử phán quan. Ta nghe xong cười khổ một cái, những cái này cái gọi là quỷ tướng đều là trong truyền thuyết, có hay không còn là một chuyện đâu, lại nói, hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là vừa chừng 20 tiểu thanh niên, có thể cùng loại kia tà mị kinh khủng đồ vật chống lại, cái này không nói nhảm sao. Người tại sao không nói hắn đem Diêm Vương ra dâu rìa rút? Mập Hòa Thượng nói ta muốn tin hay không, nhưng cái này địa trung đường không phải vạn bất đắc dĩ, thật đúng là không muốn cùng hắn là địch, không phải cẩn thận chịu không nổi. Ta nhẹ gật đầu, nói ta đánh chết đều không chọc hắn được rồi. Cùng trời một thực lực gần nhau người, đoán chừng cũng không phải cái gì loại lương thiện, ta nhưng không có chán sống, chẳng qua lương thư đình cùng ta nháo đến mức này, ta cùng hắn giao chiến có thể là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó cũng không biết là ta mau sơn quỷ đạo lợi hại, vẫn là hắn kỳ môn độn giáp lợi hại. Đúng vào lúc này, đột nhiên mập hòa thượng ngáp một cái, sau đó hô một câu tiểu nhị, nói muốn nhà ở. Ta nghe xong cái này cũng không được, biết rõ khách sạn này không phải người sống đến, người hắn meo thế mà còn muốn ở lại, đây rõ ràng là ở không đi gây sự làm. Mập hòa thượng nói sợ cọng lông, hắn chiến vô quỷ đã vừa mệt lại tổn thương, còn đói, thật sự nếu không nghỉ ngơi một chút, đoán chừng không thấy mã lâm người liền treo. Ta cùng mập hòa thượng đang khi nói chuyện, đột nhiên tiểu nhị tại dưới đáy bàn chui ra, đem chúng ta giật nảy mình, hắn một mặt nụ cười quỷ quyệt đối với chúng ta dùng tay làm dấu mời. Mập hòa thượng không nói hai lời liền đầu tiên lên lầu, mà chúng ta những người khác sau đó cũng đi theo. Trên lầu gian phòng gần như đều là trống không, mà lại vừa nát vừa cũ, nhưng lại rất sạch sẽ. Vừa mới đi vào sẽ nghe được kỳ quái hương vị, ta tìm khắp nơi một chút, đều không có phát hiện hương vị ở nơi nào truyền tới, có chút không hiểu thấu, thậm chí còn có chút làm người ta sợ hãi. Tìm xong gian phòng về sau, chúng ta nam một người một gian phòng, cái khác ba nữ bởi vì sợ chen một lượt, trở về phòng của mình sau ta đã nghe đến trước đó nói cái mùi kia, nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy hương vị đầu nguồn không biết những người khác gian phòng có phải như vậy hay không về sau ta cũng thực sự là vừa mệt lại buồn ngủ mí mắt giống như có mấy chục cân đồng dạng nặng mới nằm xuống không bao lâu liền ngủ được cùng heo không sai biệt lắm ngủ đến nửa đêm thời điểm đột nhiên nghe được cửa sổ có phanh 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 thanh âm giống như có người tại gõ cửa sổ ta lập tức liền bừng tỉnh lên sau đó lập tức chạy đến bên cửa sổ lúc này ta nhìn thấy một người ghé vào trên cửa sổ người kia thế mà là mã lâm ta dựa vào, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, ta vội vàng đưa tay ra, muốn đem mã lâm kéo vào được. Nhưng mã lâm nắm tay của ta về sau, chẳng những không có muốn vào đến ý tứ, ngược lại đem ta kéo ra ngoài, lực lượng của nàng rất lớn, ta gần như liên tục đối kháng cự chỗ trống đều không có liền bị nàng từ trên cửa sổ kéo lại đi. Mã lâm nắm tay của ta về sau, chẳng những không có muốn vào đến ý tứ, ngược lại đem ta kéo ra ngoài, lực lượng của nàng rất lớn, ta gần như liên tục đối kháng cự chỗ trống đều không có liền bị nàng từ trên cửa sổ kéo lại đi. Tại rơi xuống nháy mắt, ta nhìn thấy mã lâm khuôn mặt biến, biến thành quỷ bà mặt, nàng một bên dắt lấy ta tay, vừa hướng ta phát ra quỷ dị mỉm cười, đồng thời đối ta làm một cái cắt cổ động tác, ra hiệu muốn ta chết. Chỉ nghe được phanh một tiếng, hai người rơi trên mặt đất, ta sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng sờ lấy thân thể của mình, mặc dù là lầu hai, nhưng dạng này ngã đầu té xuống, Khó tránh khỏi sẽ gãy xương cái gì. Nhưng chờ ta đứng dậy thời điểm mới phát hiện, mình chỉ là từ trên giường bay xuống, nguyên lai like vừa rồi một màn kia chỉ là mộng, nhưng vì cái gì ta lại cảm giác được chân thực như thế. Lúc này đột nhiên cổ tay của ta truyền đến trận trận đâm nhói cảm giác, ta nhìn một chút, phát hiện là móng tay ngấn, có một vòng tơ máu còn quấn cổ tay của ta, nếu như mới vừa rồi là mộng, quỷ bà tại trên tay của ta lưu lại vết tích lại là chuyện gì xảy ra. Đầu của ta có đau một chút cảm giác đầu óc biến thành một đoàn bột nhão, ta ôm lấy đầu của mình, một lần nữa ngồi trở lại trên giường, nghỉ ngơi một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Ta lấy điện thoại cầm tay ra, muốn nhìn một chút bao nhiêu điểm, nhưng điện thoại di động thời gian đã sớm đình chỉ, cũng không có tín hiệu, chỉ có thể làm một chút đèn pin, cơ bản không có tác dụng gì. Ta thở dài, dự định tiếp tục lúc ngủ, đột nhiên liền nghe được tiếng đập cửa, ta vô ý thức liền hô một câu ai, nhưng không có người trả lời, ta lại lặp lại một câu, vẫn không trả lời. Nhưng ta không hỏi, cái kia tiếng đập cửa lại sẽ vang lên không ngừng, nếu như là bình thường chỗ ở, ta tâm khẳng định ngay lập tức sẽ liền nắm chặt lên, nhưng nơi này không có trách sự tình mới khiến cho người sợ hãi. Ta nuốt một ngụm nước bọt, sau đó trở về cạnh cửa, lần này ta không tiếp tục lên tiếng, sợ đem người bên ngoài dọa cho chạy, mà là lặng lẽ mở ra một đầu khe cửa, từ trong khe cửa ta nhìn thấy một tấm quen thuộc lại mặt tái nhợt. Đồ đần Ta nói thầm trong lòng một chút, thế nào lại là hắn? Ta trực tiếp mở cửa, sau đó một phát bắt được cổ tay của hắn, hắn đột nhiên giật mình, thủ đoạn mở ra, liền trở nên trong suốt lên, ta tay lập tức không còn, từ cổ tay của hắn xuyên qua. Đồ đần tránh thoát về sau, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ, sau đó nhanh chân liền chạy, nhưng ta nhìn thấy hắn chân không có chạm đất, chạy lên đường tới liền cùng tung bay đồng dạng, nhìn xem có chút quỷ dị. Gia hỏa này, quả nhiên đã biến thành quỷ. Chỉ là ta có chút không rõ, đã hắn đến gõ cửa phòng của ta, vì cái gì nhìn thấy ta sau lại muốn chạy. May mắn, ta cũng không phải cái gì loại lương thiện, đến, liền uống ngụm trà nóng lại đi thôi. Lập tức một tấm hoàng phù liền trong tay ta bay ra ngoài, chính giữa đổ đần phía sau lưng, sau đó chỉ nghe thấy phù một tiếng, phía sau lưng của hắn liền đốt lên. Hắn quá sợ hãi, kém chút liền hét lên, ta kịp thời phiến hắn một cái miệng rộng tử, hắn bay ngược ra ngoài, phát ra kêu đau một tiếng về sau, trên sàn nhà lăn lên, nhưng trên lưng lửa lại không có một chút muốn dập tắt ý tứ, ngược lại càng đốt càng lớn. Vì không đánh thức người khác, ta hướng đổ đần bỏ vào trong miệng tiến một viên đồng tiền, hắn rốt cuộc không phát ra thanh âm nào, sau đó ta đem hắn sách ngược lên, đối phía sau lưng của hắn quẹt cho một phát phù, nhẹ nhàng niệm một cái chữ diệt, lửa liền biến mất. Còn chạy sao, ta níu lấy cổ áo của hắn hỏi. Đồ đần ô ô vài tiếng, biết mình không phát ra được thanh âm nào về sau, mới lắc đầu, biểu thị không còn dám chạy. Không chạy là được, ta đem hắn bắt trở về phòng bên trong, sau đó lấy ra miệng bên trong đồng tiền, hỏi hắn đêm nay vì sao đến gõ ta cửa phòng, đã đến, vì sao lại muốn quay người chạy trốn. Đồ đần ngay từ đầu trầm mặc, nửa câu không chịu nói, chờ ta lại lấy ra một tờ hoàng phù thời điểm, hắn mới dọa đến từ trên ghế té xuống, nói hắn tìm ta hoàn toàn chính xác có việc nhưng chuyện này hắn không thể nói bởi vì nếu như hắn tiết lộ cái này khách sạn lão bản sẽ không bỏ qua hắn đồ đần vừa nói như vậy ta liền càng thêm hiếu kỳ mà lại khách sạn này lão bản đến cùng là ai hôm nay lúc ăn cơm ngược lại là chưa từng gặp qua ta nhiều lần ép hỏi nhưng coi như đồ đần nhận lớn hơn nữa uy hiếp hắn chính là ngậm miệng không đề cập tới hắn nói mình đã chết rồi không nghĩ liền quỷ đều không làm được nếu như ta thật muốn biết vậy liền đi chết đi chờ ta cũng thay đổi thành quỷ kia tất cả mọi chuyện đều rõ ràng ta tức giận đến lại hung hăng vỗ một cái đầu của hắn khi còn sống là cái kẻ ngu sau khi chết nói chuyện cũng không xuôi tai thế mà gọi ta đi chết đồ đần ủy khuất kìm nén mặt nói sự thật chính là như vậy ăn ngay nói thật cũng phải bị đánh được rồi ta cũng lười lại cùng một cái đồ đần so đo sau đó liền hỏi hắn hôm nay chuyện ra sao nhìn thấy ta nói thế nào không biết còn nổi giận lên nhưng hắn rõ ràng liền nhận biết ta còn có sau đó hắn đến cùng bị kéo đi nơi nào rồi đồ đần thở dài nói một lời khó nói hết lúc đầu hắn hôm nay cũng không phải thật sự là nghĩ đối ta tức giận chỉ là muốn đem ta đuổi đi để ta rời đi cái này khách sạn nhưng ý đồ của hắn giống như bị khách sạn lão bản phát hiện nếu như lôi ra ngoài sửa chữa một trận đồ đần sau khi nói xong đem quần áo trên người vén lên ta xem xét thân thể lập tức đánh giật mình đồ đần cái bụng đã không gặp ta thậm chí đều có thể rõ ràng trông thấy hắn toàn bộ bụng nội bộ tình huống, hắn ruột đã không gặp, trong bụng giống tuếch, nhìn xem để người tê cả ra đầu. Ruột đâu, ta đột nhiên có chút muốn ói, nhưng che miệng lại, cắn thật chặt hàm răng, không để cho mình phun ra. Đồ đần lại thở dài, nói cho khách sạn lão bản kéo ra ngoài ăn. Ta nghe cảm thấy kinh ngạc vô cùng, khách sạn này lão bản thế mà ăn quỷ ruột. Hắn đến cùng là quái vật gì? Đồ đần nói không quan hệ, quỷ lại không ăn đồ vật, muốn ruột đến có làm được cái gì, chỉ là đầu thai làm người về sau sẽ phải dạ dày bệnh, bụng khẳng định sẽ thường xuyên không thoải mái. Ta đột nhiên đối Đồ Đần cảm thấy đồng tình lên, đời này là cái kẻ ngu, tạ thế còn không có làm người, dạ dày liền đã chú định sẽ không tốt, ta kêu hắn đem cái kia khách sạn lão bản kêu đi ra, mặc kệ hắn là người hay quỷ, ta đều muốn hung hăng giáo huấn hắn một chút. Đồ Đần nói quên đi thôi, ta không phải đối thủ của hắn hiện tại thừa dịp còn có cơ hội, đi nhanh lên đi. Nếu ngươi không đi liền đến không kịp. Ta cười khổ một cái, nói ta cũng muốn đi a, à, nhưng không có cứu ra mã lâm, đi vậy cái này một đường chịu khổ đầu không khổ sợ uổng phí sao? đồ đần nói trắng ra chịu đau khổ tốt qua bỏ mệnh. tới đây âm hành không ít người đã chết được bảy tám phần, đồ đần trước đó cũng có ám chỉ qua bọn hắn, nhưng không có một cái chịu nghe. hiện tại tốt, không cần đi. cứ việc đồ đần nói như vậy nhưng ta hay là không muốn rời đi, đồ đần không có cách, đành phải lắc đầu dự định đi, nhưng ta một tay lấy hắn cho níu lại. Ta nói khoan hãy đi, ta còn có chút việc muốn hỏi ngươi, trước đó đồ đần cùng quỷ bà chuyện gì xảy ra, lại là làm sao mất mạng còn không có nói cho ta biết chứ. Đồ đần đột nhiên biến sắc, biểu lộ có chút phẫn nộ lên, liền cùng ta hôm nay hỏi hắn mẫu thân thời điểm biểu lộ giống nhau như đúc. Lúc này đồ đần mạnh mẽ vỗ bàn một cái mắng, nàng căn bản cũng không phải là mẫu thân của ta. ta có chút kinh ngạc, nói cái này đến cùng là thế nào rồi? quỷ bà mặc dù nhìn không giống cái gì tốt lão thái bà, nhưng nàng nhìn qua lại là rất yêu rất yêu đồ đần. chẳng lẽ về sau hai mẹ con lại xảy ra chuyện gì chuyện tình không vui? nhưng hai người đều chết rồi, dù cho khi còn sống có cái gì ma sát cũng không cần ôm hận đến bây giờ a. À. hiện tại cũng biến thành quỷ, so đo những cái kia có làm được cái gì? đồ đần nói không phải ý tứ kia hắn đột nhiên rất chân thành nghiêm túc nói với ta quỷ bà căn bản cũng không phải là hắn thân sinh mẫu thân ta sướng sờ giống như có chút minh bạch nói chẳng lẽ ngươi là quỷ bà nhặt được con nuôi vậy ngươi càng không thể sinh nàng khí sinh chi nuôi dưỡng chặt đầu vì báo không sinh nuôi dưỡng không thể báo đáp vậy ngươi đồ đần thiếu nàng cũng không phải một điểm nửa điểm coi như nàng đối ngươi làm sự tình gì hiện tại người đều chết rồi ngươi không nên ghi hận nàng Đồ đần lại lắc đầu, biểu lộ có chút hỗn loạn, hắn nói không phải ta hiểu dạng này, quỷ bà là hắn thân sinh mẫu thân, nhưng nàng không phải. Ta nghe xong càng thêm mộng, kia đến cùng phải hay không ngươi sinh thân mẫu thân sao? Ta nói ngươi ngược lại là nói cho ta rõ a. À. Đồ đần thở ra một hơi dài, bắt đầu chậm rãi khôi phục cảm xúc, một lát sau, hắn đã tỉnh táo không ít, nhưng trên mặt vẫn là có thể nhìn thấy phẫn nộ biểu lộ. Đồ đần nói, hắn khi còn sống chính là cái kẻ ngu, trí thông minh thấp, người mơ mơ màng màng, chờ hắn biến thành quỷ về sau, thất khiếu liền hoàn toàn đánh thông, khôi phục bình thường về sau, hắn đối chân tướng mới hoàn toàn hiểu rõ. Nguyên lai, quỷ bà căn bản cũng không phải là nàng mẫu thân, nhưng cái này cái gọi là không phải, chỉ là linh hồn mà không phải thân thể. Nói đơn giản, quỷ bà thân thể sớm đã bị người xâm chiếm, cho nên đồ đần mới có thể nói, quỷ bà đã là mẫu thân hắn nhưng lại không phải. Ta nghe xong lập tức minh bạch hơn phân nửa kia quỷ bà thân thể là bị người nào chiếm cứ rồi. Lại là chuyện khi nào, là cùng chúng ta gặp nhau tách rời về sau, vẫn là gặp được chúng ta trước đó. Đồ đần dương đầu lên, giống như đang nhớ lại cái gì, hắn đột nhiên lẩm bẩm một câu, nói đây là một trận âm mưu, liên quan tới gia tộc đại âm mưu, gia tộc này từ đầu tới đuôi đều chỉ có một người, mà cái khác dòng dõi tất cả đều là thế thân. Ta gãi đầu một cái, càng nghe càng hồ đồ, đến cùng là ta khờ, vẫn là hắn ngốc, làm sao nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Đã lời cũng nói ra, đồ đần cũng không băn khoăn nữa, ngược lại gọi ta đừng nóng vội, cái này sự tình hắn phải chậm rãi cùng ta nói tỉ mỉ mới hiểu được. Kỳ thật quỷ bà tại sinh hạ đồ đần năm thứ hai liền đã chết rồi, nàng chết rất đặc biệt, nàng là thay thế mẫu thân mà chết, cũng chính là đồ đần bà ngoại. Một năm kia bà ngoại bệnh nặng, quỷ bà đi thăm viếng mẹ của mình, bà ngoại đột nhiên thoi thóp đối quỷ bà nói, nàng có một kiện tâm nguyện chưa hết, Hy vọng có thể cùng quỷ bà linh hồn trao đổi, để nàng đi đem cái này tâm nguyện hoàn thành, cũng tốt lên đường. Quỷ bà nghĩ thầm đây là mẹ của mình, xác định vững chắc sẽ không hại mình, tăng thêm quỷ bà cũng là nuôi quỷ người, đối loại này kỳ dị sự tình cũng không 10 phần sợ hãi, cho nên liền vui vẻ đáp ứng. Cứ như vậy, hai người bọn họ linh hồn trao đổi, bà ngoại biến thành quỷ bà, mà chân chính quỷ bà lại biến thành thoi thóp nằm tại trên giường bệnh bà ngoại, để người dùng mình chính là thẳng đến cuối cùng hai người bọn họ cũng không có đổi lại, thẳng đến quỷ bà thay thế mẹ của mình chết bệnh tại trong phòng bệnh. Cái này sự tình không có ai biết, nhưng là có một số việc, là không thể gạt được cùng quỷ bà ngày đêm tương đối trượng phu, cứ việc bộ dáng không thay đổi, linh hồn biến, dần ra, trượng phu y nguyên có thể phát giác ra được. Chiếm cứ thân thể bà ngoại biết về sau, cảm thấy đồ đần ba ba là một cái tai họa, đem hắn cho giết, bắt đầu một người đem đồ đần nuôi lớn. Tại đồ đần mấy tuổi thời điểm, cha mẹ hắn quỷ hồn đến tìm hắn, còn thường xuyên cho hắn báo mộng. nhưng cái này chẳng những không thể để cho đồ đần hiểu rõ chân tướng, ngược lại bắt hắn cho dọa sợ rồi, hai người bọn họ vợ chồng một ái náy, liền mang theo oan khuất đầu thai đi, mà đồ đần liền biến thành bà ngoại kế tiếp vật chứa. Cái này sự tình, cũng là đồ đần sau khi chết mới biết được. Đồ đần cùng chúng ta sau khi tách ra, hắn liền cùng bà ngoại đi vào tòa kia sạn đạo bên trên. Sạn đạo nguy cơ trùng trùng, vô quỷ khủng bố hung mãnh bà ngoại không địch lại vô quỷ bị đánh thành trọng thương tại nàng trước khi chết nàng cùng đồ đần trao đổi thân thể sau đó đem đồ đần đầu cho chặt xuống dưới thân thể vì tiện tìm một chỗ giấu đi cứ như vậy đồ đần bị ngoại bà chiếm lấy thân thể trả lại cho nàng giết cho nên đồ đần vừa nhắc tới hắn cái kia cái gọi là mẫu thân liền hận đến nghiến răng đồ đần cái này một nhà đều là bị hắn cái này ngoan độc bà ngoại cho hại hắn sao có thể không khí nghe xong đồ đần ta hít vào một ngụm khí lạnh, dựa theo hắn nói như vậy, kia trước đó chúng ta tại sạn đạo bên trên gặp phải thằng mốc kia, đã sớm không phải chân chính đồ đần, mà là bị ngoại bà chiếm cứ thân thể đồ đần, nếu như lúc ấy nàng đối với chúng ta dở trò xấu, hậu quả khó mà lường được, may mắn vô quỷ đối nàng động thủ, không phải y theo tình huống lúc đó, chúng ta khẳng định là muốn dẫn lấy nàng cùng đi, ngẫm lại trong đội ngũ có cái khủng bố như vậy người đã cảm thấy dọa người. Chờ một chút, ta đột nhiên nghĩ đến một kiện càng chuyện kinh khủng, sẽ không biết cái này cái gọi là bà ngoại, kỳ thật cũng không phải người ngu bà ngoại, mà là gia tộc các nàng cao hơn một đời người. Hoặc là tốt nhất một đời, lại hoặc là, ta cuối cùng đã rõ đồ đần câu kia, đây là một trận âm mưu, liên quan tới gia tộc đại âm mưu, gia tộc này từ đầu tới đuôi đều chỉ có một người, mà cái khác dòng dõi tất cả đều là thế thân. Không sai, có lẽ gia tộc này cho tới bây giờ đều chỉ là một người, từ đời thứ nhất bắt đầu, nàng liền dùng loại biện pháp này kéo dài sinh mệnh, tất cả mọi người là nàng sinh mệnh vật chứa. Nghĩ tới đây, ta đã phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, cái này âm mưu quá quỷ bí, để ta có một loại cảm giác không thở nổi. Khi người phát hiện ba ba mụ mụ của người đột nhiên là ngươi ra ra nãi nãi thời điểm, trong lòng ngươi sự sợ hãi ấy cảm giác sẽ đạt tới loại kia trình độ. Đồ đần giao phó xong về sau, liền định rời đi, còn dặn dò ta đi nhanh lên, hắn biết chúng ta đều là có chút đạo hành người, nhưng cái này khách sạn không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy, nơi này cực kỳ nguy hiểm, ở người tiến vào, không một may mắn thoát khỏi. Nói xong cũng mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi ta hỏi hắn, tại sao phải giúp ta? Đồ đần cười cười, trước đó tại sạn đạo thằng ngốc kia mặc dù không phải hắn, nhưng biến thành quỷ hắn cũng ở bên cạnh nhìn thấy hết thảy, ta liều lĩnh cứu hắn phần nhân tình này, hắn nhất định phải trả, hắn làm người ngốc, nhưng là làm quỷ không ngốc, sau khi nói xong liền biến mất. Ta đột nhiên nhớ tới Mập Hòa thượng nói thầm câu nói kia, người ngốc tâm thanh, người hết hy vọng linh, quỷ thiện quỷ lấn, người ác quỷ kinh, nguyên lai Mập Hòa thượng đã sớm nhìn thấu hết thảy. Chẳng qua càng thêm để ta để ý là, cái này kinh khủng khách sạn cùng đồ đần nói lão bản, không một may mắn thoát khỏi có phải là nói rõ, chúng ta dù cho hiện tại bắt đầu trốn, cũng đã không kịp. Không được, cái này sự tình ta phải tìm Mập Hòa thượng bọn hắn thương lượng, dù sao hiện tại cũng ngủ đủ rồi, tinh thần tốt cực kỳ ta ra ngoài phòng, cái thứ nhất trải qua chính là tần phong gian phòng, nhưng lúc này ta lại nghe được gian phòng bên trong có người đang nói chuyện, trong lòng ta lạc trèo lên một chút, trong này sẽ không phải là trương tiểu mạn a. À. Trong lòng ta đột nhiên có chút khổ sở, cái này phát triển cũng quá nhanh một chút, chúc các người có tình nhân cuối cùng thành huynh muội. Nói nói như thế, nhưng vẫn là không nhịn được đem lỗ tai dán trên cửa, sau đó cẩn thận lắng nghe bên trong đối thoại. Hừ, người rốt cuộc tới gặp ta, ha ha, ha ha, khoái trăng, khoái trăng, người biết ta chờ ngươi bao lâu rồi. Ngươi giết không được ta, mà ta cũng không phải tới gặp ngươi, ta chỉ là đang bồi ta nhất nữ nhân yêu mến. Cái gì, ngươi nhất nữ nhân yêu mến, ha ha, buồn cười, kia là nữ nhân của ta, là ngươi, là ngươi để ta biến thành cái này quỷ bộ dáng, sau đó mặt dày vô sỉ kế thừa ta hết thảy. Ta không muốn cùng ngươi nhao nhao, đây đều là mệnh, ta thay đổi không được, mà ngươi, cũng giống vậy thay đổi không được, ta nói, ngươi có thể tùy tiện báo thù, nhưng ngươi giết không được ta, trên đời này không ai có thể giết ta, bao quát chính ta. Sẽ không, luôn có biện pháp, luôn có biện pháp để ta báo thù rửa hận, thiên địa huyền hoàng đều đến, ta không tin bốn người của đại gia tộc đều giết không ngươi, cục này ta chính là chuyên môn vì ngươi mà bày. Chỉ hy vọng như thế. Nói được cái này, thanh âm liền không có, gian phòng tại cũng chưa từng có động tính, Chẳng qua vừa rồi đối thoại chính là hai nam nhân thanh âm, cũng không phải là Trương Tiểu Mạn, cũng không phải ta tưởng tượng như thế, cái này khiến ta không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng đối thoại nội dung lại làm cho ta có chút hiếu kỳ. Nghe thanh âm, một cái tựa như là Tần Phong, mà âm thanh của một người đàn ông khác ta lại rất lạ lẫm, hẳn là kẻ không quen biết, hắn nói thiên địa huyền hoàng đều đến, nếu như là thật, ngày đó một cũng tới rồi. Không thể nào, hắn muốn tới, vậy tại sao còn tìm ta? Đây không phải trừ quần đánh rắm, vẽ vời thêm chuyện sao? Còn có, bốn người ta liền gặp được một cái địa trung đường, cái khác ba cái ở đâu? Cái này nam nhân sẽ không phải là tại nói hưu nói vượn a. À. Nghe nội dung hắn giống như cùng Tần Phong có thù, hơn nữa còn là huyết hải thâm cừu, muốn đem Tần Phong chém thành muôn mảnh loại kia. Tần Phong nói chuyện cũng rất ngông cuồng, lại còn nói thế giới này không ai có thể giết hắn, cái này châu đều thổi lên trời, hắn cũng không uống rượu a. À thế nào như thế có thể thổi, chẳng qua nhìn thấy cửu nhân, là phải có khí thế một điểm. Nhắc tới cũng kỳ quái, ta đều ở ngoài cửa ngốc lâu như vậy, bên trong người kia còn không ra. Nhưng bên trong sớm đã không còn thanh âm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ người kia cũng là quỷ A? Ta không thể làm gì khác hơn là gõ cửa một cái, Tần Phong rất nhanh liền hô một câu ai. Ta nói là Lâm Nguyên, sau đó gọi hắn mở cửa, có việc nói với hắn, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà cự tuyệt, nói hắn mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì chờ hắn nghỉ ngơi đủ lại nói. Đã hắn không muốn mở cửa, ta cũng cũng không thể xông vào đi, đành phải rời đi trước sau đó liên chiến mập hòa thượng gian phòng. Vừa tới đến mập hòa thượng trước của phòng, ta liền nghe như sấm tiếng ngáy, cái này rượu thịt hòa thượng, ngủ được thật là quen. Ta vừa định gõ cửa, phát hiện hắn liền cửa phòng đều không có đóng, thế là liền thuận tay đẩy cửa phòng ra đi vào ta nhìn thấy mập hòa thượng ngã xuống giường ngủ được cùng như heo, ta liền đá hắn một chân, dọa đến hắn lập tức liền đánh thức, phát hiện là ta về sau, lại nghĩ ngã đầu ngủ say, cứng ngắc lấy bị ta níu lấy lỗ tai không buông tay. Thí chủ, có thể hay không giảng điểm lý, không nhìn thấy ta đang ngủ cảm giác sao? Mập hòa thượng ngáp một cái. Ta nói chớ ngủ trước, tìm ngươi thương lượng chuyện gì, sau đó ta liền đem đồ đần căn dặn lời nói của ta ra tới, muốn tiếp tục ở lại, trước hết đem khách sạn lão bản cho bắt tới, bằng không, ta nhưng ngủ không an ổn. Mập hòa thượng nghe xong cũng có lý, khách sạn này vốn là quỷ dị, mà lại tất cả đều là quỷ, tăng thêm đồ đần, liền càng thêm khiến người lo lắng. Đúng vào lúc này, đột nhiên căn phòng cách vách phát ra rít lên một tiếng, mập hòa thượng kêu to không tốt, nói căn phòng cách vách chính là trương tiểu mạn các nàng, khả năng xảy ra chuyện. Trong lòng ta cũng lạc trèo lên một chút, cái này ba nữ hài cũng sẽ không âm thuật, nhiều nhất hứa tình hiểu chút ra lông, Trương Tiểu Mạn cũng có thể sẽ chút ít mánh khóe, nhưng thật có chuyện, các nàng đoán chừng rất nguy hiểm. Trong lòng ta cũng lạc trèo lên một chút, cái này ba nữ hài cũng không biết, nhiều nhất hứa tình hiểu chút ra lông, Trương Tiểu Mạn cũng có thể sẽ chút ít mánh khóe, nhưng thật có chuyện, các nàng đoán chừng rất nguy hiểm. Ta cùng mập hòa thượng hai mặt nhìn nhau về sau, hai người liền tông cửa sông ra, các nàng cửa gian phòng khóa chặt, nhưng ba người lại trong phòng phát ra tiếng thét chói tai, giống như gặp chuyện kinh khủng gì. Loại này lâu năm cố cửa, ta một chân liền đá văng, chờ đi vào về sau, trông thấy các nàng ba cái ôm ở một đoàn, sắc mặt tái nhợt nhìn xem trước giường, trọng yếu nhất chính là, các nàng mỗi người đều quần áo không chỉnh tề, đồng thời ôm chặt lấy ngực. Ta vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra, trận thế như vậy, ta vẫn chỉ là tại phim truyền hình nhìn qua. Hứa tình nói, các nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại các nàng ngủ say thời điểm, đột nhiên liền có người đối với các nàng dở trò, mới đầu nàng còn tưởng rằng là Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết ngủ không cẩn thận đụng phải, nhưng về sau cái kia hai tay càng ngày càng làm can, Trương Tiểu Mạn, Lâm Tuyết cũng cùng nàng có một dạng gặp phải, nhưng các nàng sau khi tỉnh lại, lại không trông thấy có bất kỳ người, ba người bị kinh sợ về sau, liền kêu lên. Ta sau khi nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, thật sự là lẽ nào lại như vậy, đến cùng là ai lá gan như thế mập, dám làm ra dạng này sự tình, ta không phải đem hắn ra cho đào. Có quỷ, lâm thí chủ, mập hòa thượng ngửi hai lần mũi, sau đó nói với ta nói. Dựa vào, tốt ngươi một con hái hoa quỷ, lão tử đêm nay không đem ngươi treo lên đánh, ta liền không họ lâm. Mập hòa thượng, kia quỷ đi không, ta hỏi. Không đi, còn ở lại chỗ này đâu, nếu như ta không có đoán sai, đoán chừng hiện tại trốn ở một góc nào đó cười trộm. Mập hòa thượng nói. Mập hòa thượng sau khi nói xong, ta lập tức xoay người một cái đi vào trước cửa, sau đó tại hai vai bao bên trên móc ra một bó lớn dây đỏ, đem dây đỏ quấn ở trên cửa, giữ cửa cho phong bế, người sống có thể đi, người chết khó thoát. Phong phía sau cửa, ta lại tại cái khác ba mặt tường dán lên hoàng phù, phòng ngừa con quỷ kia xuyên tường mà đi, tự nhiên, trên trần nhà cũng sẽ không lọt mất. Giải quyết về sau, ta liền cho mình mở âm dương nhãn, sau đó trợn to mắt phòng nghỉ ở giữa chung quanh nhìn lại, mỗi một cái góc cũng không từng bỏ qua, nhưng chính là không có tìm được con quỷ kia. Ta gãi đầu một cái, có chút buồn bực, ta nói mập hòa thượng, con quỷ kia có phải là sớm đi rồi. Mập hòa thượng cũng nhíu mày, có chút không hiểu, chẳng qua sau đó mắt của hắn rơi vào dưới giường, ta lập tức liền minh bạch, mới vừa rồi còn có gầm giường không nhìn đâu, phải nắm chắc, ta cái này âm dương nhãn cũng là có thời gian hạn chế, dưới tình huống bình thường đều là 10 phút đồng hồ. Ta ngồi xuống thân thể, sau đó hướng gầm giường nhìn lại, lập tức nhìn thấy dưới giường cất giấu mấy trương mặt tái nhợt, bọn hắn cho là ta nhìn không thấy bọn hắn, chính đối ta làm lấy buồn nôn mặt quỷ. Cái này còn không phải đáng giận nhất là, càng khiến người ta đáng giận là, người nói lời này thế mà chính là hứa tình sư huynh, trương hàng, cái khác mấy cái quỷ cũng là cùng hứa tình cùng một chỗ tiến đến sư huynh đệ. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, đều chết rồi, thế mà còn không chịu bỏ qua hứa tình, càng làm cho ta xù lông chính là, Thế mà liền Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết cũng dám động thủ, đi. Không muốn đi đầu thai đúng không, vậy ta liền thành toàn ngươi. Uy, các vị lão huynh, dưới giường không chen sao? Muốn không muốn đi ra uống một ngụm trà giải buồn, ta ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dưới giường mấy cái quỷ có chút kinh ngạc, bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra ta sẽ phát hiện bọn hắn, nhưng dù vậy, bọn hắn bị phát hiện cũng không sợ, ngược lại đối ta dương nhanh múa vuốt nhào ra tới hết thảy có bảy con quỷ, bọn hắn thành quần kết đội nhào ra tới, cùng một con chó săn đồng dạng, mập hòa thượng muốn ra tay giúp ta, nhưng ta phất phất tay, ra hiệu hắn không cần nhúng tay, cái này sự tình, ta một người là có thể đem nó làm. Ta cũng không sốt ruột, mà là lùi về phía sau mấy bước, chờ bọn hắn tất cả đều chui ra ngoài về sau, ta ngũ lôi trưởng trực tiếp đánh vào đầu một con quỷ trên chán, đầu của hắn lập tức liền cùng bị xét đánh đồng dạng, vỡ thành mấy cánh. Chẳng qua dù sao cũng là quỷ, không có đầu, thân thể của hắn chỉ là run bỗng nhúc nhích, cũng không có ngã trên mặt đất nghỉ cơm, hắn vươn hai tay, bắt đầu khắp thế giới tìm đầu lâu của mình. Ta lại một trưởng đánh vào trên lồng ngực của hắn, lập tức hắn liền biến thành một bãi màu đen nước ngủ, đồng thời nước ngủ bên trên còn bốc lên thanh yên, một cỗ cho bụi tại không trung phiêu đáng, sặc đến tam nữ thẳng ho khan. Sư, sư huynh, tiểu tử này biết bắt quỷ, ta, không dám lên, ta đem bên trong một con quỷ đánh cho tan thành mây khói về sau, cái khác quỷ đối trương hàng ấp úng nói một câu, liền bắt đầu chạy tứ tán bốn phía, chẳng qua gian phòng kia đều bị ta ngăn chặn bốn phía, muốn ra ngoài, hừ, không có cửa đâu. Bọn hắn vô luận từ chỗ nào bên cạnh trốn, đều bị đạn trở về, phát hiện không chỗ có thể trốn về sau, trương hàng mặt vặn vẹo lợi hại, cũng không biết là sợ hãi vẫn là phẫn nộ, hắn hô, các huynh đệ, dù sao cũng trốn không được, chúng ta cùng hắn liều, giết hắn cùng kiêm mập hòa thượng, đem cô nàng đoạt tới. Hô xong về sau, hắn liền oa một tiếng, miệng trở nên so một cái bàn còn lớn hơn, sau đó hướng ta cắn tới, muốn đem ta tươi sống ăn hết. Ta cũng không tránh, ngũ lôi trưởng trực tiếp đập vào trên miệng của hắn, lập tức miệng của hắn liền bị đập đến cháy đen vô cùng, máu đen cùng đầu lưới cùng một chỗ tung tóe ra tới. Ta thuận thế bắt lấy đầu lưới của hắn, sau đó đánh cái kết, lại phiến hắn 10 bàn tay, đem hắn nửa bên mặt đều đánh dục hiện tại nhìn xem đẫm máu nửa gương mặt, nhìn lên trên có chút dọa người, hư thối khoang miệng ta đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Huynh, huynh đệ, nhóm, cứu, cứu mạng, trương hàng đầu lưới bị ta đánh chấm dứt, nói chuyện cũng thay đổi thành chấm dứt ba, chẳng qua hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện còn lại 5 con quỷ còn nguyên đứng tại chỗ, trước đó cũng không cùng hắn cùng tiến lên, cũng không có muốn ý muốn cứu hắn. Hư, thật sự là buồn cười sư huynh đệ tình. Đúng vào lúc này, Trương Hàng cử động càng thêm buồn cười, hắn bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, đối ta khóc ròng ròng dập đầu nói cao nhân, tha mạng, tha mạng a, à, ta về sau cũng không dám lại. Cái khác sư đệ trông thấy, cũng đi theo Trương Hàng quỳ lại lên, lần này bọn hắn hành động ngược lại là nhất trí. Ta cười lạnh một phen, nói coi như ta chịu tha các ngươi, kia bên cạnh ba vị cô nãi nãi cũng không nguyện ý. Ta vừa dứt lời, đột nhiên Trương Tiểu Mạn liền tức giận đến nhảy lên hắn từ trên người ta cầm một tấm hoàng phù, sau đó trực tiếp một trưởng vỗ tại trương hàng nhất nam nhân vị trí bên trên. Hoàng phù lập tức liền bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, đồng phát ra ba ba tiếng vang, trương hàng che lấy nơi đó hô to kêu lớn lên, kia chua thoải mái tư vị, hoàn toàn ở nét mặt của hắn bên trên biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cái này quỷ, hơn phân nửa là phế, mặc dù hắn về sau đầu thai, đó cũng là cái vô dụng nam nhân. Trương Hàng trên mặt đất lăn lộn, còn không ngừng đập nơi đó, nhưng hoàng phù giấy lên đến lửa, quỷ là đập bất diệt, ngược lại càng đập càng vượng, thiêu đến hắn nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi còn lăng lấy làm gì, mau tới đây giúp ta cây đuốc cho làm dập tắt. Trương Hàng vội vàng hướng bên cạnh quỷ hô. Bên cạnh một đám quỷ cái này mới phản ứng được, tất cả đều xông đi lên hướng phía Trương Hàng nơi đó đập mạnh, nhưng vẫn là câu nói kia, hoàng phù giấy lên đến lửa, quỷ là làm không tắt, dạng này ngược lại sẽ càng đốt càng vượng hiện tại cũng đốt tới Trương Hàng đùi. Oa ô, oa ô, cũng không biết Trương Hàng là đau khổ vẫn là hưởng thụ, hắn phát ra kỳ quái tiếng kêu, nghe được tất cả chúng ta đều nở nụ cười, cái khác mới nữ cũng che miệng lại mắng to đáng đời. Ngưng, các ngươi đừng mẹ nó dẫm, đều cho lão tử ngừng. Trương Hàng đột nhiên khua tay nói, cái khác mấy cái quỷ mã bên trên liền dừng lại chân. Còn dẫm thứ đồ gì, không có, lão tử vật kia không có, chẳng lẽ các ngươi không có nghe được mùi khét sao? Lúc đầu đều đốt giòn, bị các ngươi dạng này dẫm mạnh, lập tức liền vỡ thành cặn bã. Trương Hàng khóc ồ lên, nhưng kia lửa còn tại đốt, thẳng đến đem hắn đùi phải đốt thành cho mới dập tắt. Thật đáng thương, ba cái chân lập tức không có hai đầu, còn không bằng lúc trước vị kia chết được rứt khoát một điểm, chỉ ít còn có nam nhân nên có tôn nghiêm. Sư huynh, thật xin lỗi a, à, cái này lửa, chúng ta hết sức, nhiều nhất về sau nữ quỷ, ta giúp ngươi đình. Trong đó một con quỷ nói: "Lan, Lan, Lan đi, Trương Hàng chẳng những chân không có, liền đầu lưỡi đều đánh một cái bế tắc, nói chuyện lắp bắp." "Hừ, đáng đời." "Đúng rồi. Cô nãi nãi cái này hoàng phù, xem như thay trời hành đạo." Trương Tiểu Mạn cùng hứa tình các nàng trái một câu, phải một câu trào phúng. Trương Hàng giao đấu bại gà trống còn thảm, quỷ đã hoàn toàn thay đổi, còn không dám lớn tiếng đắc tội Trương Tiểu Mạn các nàng. "Các vị" Cô nãi nãi, ta, biết sai, bỏ qua cho ta đi. Trương Hàng ăn nói khép nép cầu khẩn nói, kia hoàn hảo nửa bên mặt tràn ngập sợ hãi. Đúng, đúng, bỏ qua chúng ta đi. Cái khác quỷ cũng bắt đầu ăn nói khép nép cầu khẩn. Được, các ngươi vừa rồi cái tay nào hành hung, liền đem cái tay kia cho ta chặt, bằng không, đừng nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại rời đi nơi này. Ta lạnh lùng nói, ta không nghĩ đuổi giết đến cùng, nhưng cũng không phải nhân từ nương tay ngốc người tốt chiếm tiện nghi liền muốn đi hư không đem các người đánh cho tan thành mây khói đã rất nhân từ lời của ta nói xong về sau cái khác quỷ lộ vẻ do dự nhưng cũng không lâu lắm bọn hắn vẫn là đem mình tay gỡ xuống dưới quỷ thủ đến rơi xuống về sau lập tức hóa thành một bãi khói đen bốc lên nước ngủ trương hàng biểu lộ có chút khó khăn nói hắn đều như vậy hẳn là không cần lại bồi lên một cái tay đi ta khinh miệt nhìn xem hắn lạnh lùng một chút ngươi không, ngươi muốn chặt hai con, bằng không, ta sợ ngươi sẽ còn làm ra cái gì buồn nôn sự tình đến, dù sao ngươi cũng không nghĩ đầu thai. Ngươi, ta, Trương Hàng tức giận đến nói không ra lời, ta nhìn hắn một bộ trái phải dáng vẻ đắn đo, đành phải giúp hắn một chút. Ta xoay người một cái, sau đó đem hắn một cái tay không lên, ngũ lôi trưởng dọc theo làm đao hình, đem cánh tay của hắn cho tươi sống cắt xuống, một cái tay khác cũng như thế. Trương Hàng phát ra như mổ heo tiếng gào thét, sau đó toàn thân sụi lơ trên mặt đất, hai mắt trắng dã không thể động đậy, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy quỷ bộ dáng như vậy. Hừ, cái nào đều nữ nhân đều dám đụng, còn sống không ăn đủ thua thiệt, chết cũng không biết thanh tịnh. đêm nay, ta lâm nguyên liền để ngươi biết cái gì gọi là đại giới. Hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Đám kia quỷ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, trên mặt đều là sợ hãi cùng sợ hãi, nói nhiều một câu đều sợ lại một lần nữa làm tức giận đến ta ta đem trên cửa dây đỏ hái xuống phất phất tay ra hiệu bọn hắn đi thôi bọn hắn hiểu ý về sau so với năm rồi còn vui vẻ mang lấy trương hàng hóa thành một trận âm phong liền chạy ra ngoài hứa tình trông thấy trương hàng sau khi đi thế mà trực tiếp tới kéo lại cánh tay của ta nói ta thật là lợi hại đem một đám quỷ trị phải ngoan ngoãn ta đạo hành cao như vậy siêu có cảm giác an toàn ta nuốt một ngụm nước bọt sau đó ngốc nở nụ cười yên lặng đem hứa tình đẩy ra còn tự diễu chỉ là bọn này quỷ quá yếu, không phải ta đạo hành cao, ta kỳ thật rất yếu, mà lại bảo hộ các ngươi, là chuyện ta phải làm, cũng là vinh hạnh của ta. Nói xong ta liền chạy tới lâm tuyết bên người, quan tâm hỏi nàng có sao không, cũng đau lòng sờ lấy mặt của nàng, không biết thế nào, hứa tình giống như tức giận đến tại dậm chân. Nữ thí chủ, kỳ thật, ta cũng rất có cảm giác an toàn. Mập hòa thượng cười hì hì đứng ở hứa tình bên người. Mập mạp chết bầm, đi một bên hứa tình trợn nhìn mập hòa thượng liếc mắt, sau đó một mặt ghét bỏ cùng không kiên nhẫn. Tốt, cái này sự tình trước hết đi qua đi, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn, ta đoán chừng tất cả mọi người nghỉ ngơi đủ rồi, hiện tại hoặc là mau chóng rời đi cái này khách sạn, hoặc là mau chóng tìm ra cái này khách sạn lão bản, bằng không, chúng ta khả năng rất nguy hiểm. Ta nói, Trương Tiểu Mạn đột nhiên hô một câu tần phong đâu, có phải là không có rời giường, nàng muốn đi đem tần phong cho kêu đến. Không cần, ta tại." Tần Phong đột nhiên đi đến, sau đó tiếp tục đối với chúng ta nói, "Chúng ta mau chóng rời đi nơi này, không muốn lại đi tìm cái kia khách sạn lão bản." "Ta nói là cái gì? Nếu như có thể trước tìm tới khách sạn lão bản, kia càng thêm tốt, bởi vì hắn khả năng biết Mã Lâm ở nơi nào." Tần Phong lắc đầu, nói hắn tới thời điểm, trông thấy khách sạn tất cả cửa gian phòng đều mở, người ở bên trong tất cả đều chết rồi, không sai, là tất cả mọi người. Mập hòa thượng chắp tay trước ngực, niệm một câu A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, sau đó hắn nói nếu thật là dạng này, vậy chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, âm hành người đến không ít, cũng không thiếu cao thủ, nhưng nếu như chết hết, nói rõ ông chủ này không đơn giản, chúng ta còn muốn bảo hộ ba vị nữ sĩ, làm sao có thể là đối thủ. Mập hòa thượng nói cũng có đạo lý, nếu nói như vậy, vậy chúng ta đành phải trước chạy khỏi nơi này. Thu thập xong mình đồ vật, chúng ta liền tông cửa sông ra, đi tại khách sạn trên hành lang ta nhìn thấy tất cả cửa gian phòng đều mở ra cũng đúng như tần phong nói như vậy người trong phòng đều chết rồi mà lại từ tướng thảm thiết gần như mỗi một cái đều là thất khiếu chảy máu riêng biệt thiếu cánh tay thiếu chân không có đầu có thể để ta không hiểu là bọn hắn gian phòng không có bất kỳ cái gì vật lộn vết tích chẳng lẽ bọn hắn liền hoàn thủ cơ hội đều không có sao đây hết thảy là ai làm khách sạn lão bản sao căn này khách sạn thật là tàm môn đúng Địa chung đường đâu? Hắn khẳng định cũng ở nơi đây đặt chân, xuyên qua sạn đạo lại đến rừng rậm, đoạn đường này không ngắn, mặc kệ khách sạn này như thế nào quỷ dị, hắn khẳng định cũng sẽ ở đây nghỉ chân, chẳng lẽ hắn cũng gặp độc thủ sao? Chúng ta hạ lầu một về sau, Tần Phong nói câu cẩn thận, sau đó liền dẫn đầu liền sông ra ngoài, nhưng lại tại ta cũng muốn đi theo ra thời điểm, đột nhiên tại lầu 2 phát ra vang động. Ta nhìn lại, phát hiện đồ đần đứng tại tầng 2 trên hành lang hắn hai con lỗ tai cùng mũi không biết vì cái gì không gặp hắn đối ta liều mạng lắc đầu sau đó chỉ chỉ tần phong ta lập tức dừng bước nói thầm trong lòng một chút chẳng lẽ đồ đần tại nói cho ta không muốn đi theo tần phong ra ngoài tần phong có vấn đề sao ngay tại mắt của ta nháy một chút công phu đồ đần lại không gặp tầng hai hành lang trống rỗng liền cái quỷ ảnh đều không có làm sao rồi còn không có đi ra mập hòa thượng đối ta hỏi ta nói người có cảm giác hay không Tần Phong là lạ. Còn có, nếu như khách sạn này thật xảy ra chuyện, vừa rồi không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Mập Hòa Thượng cười khổ một cái, nói cái này Tần Phong vẫn luôn là lạ, giống như cho tới bây giờ liền không có bình thường qua, khách sạn cũng thế. Ta thở dài, hiện tại bí ẩn nhiều lắm, trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, mặc kệ, đi theo Tần Phong ra ngoài nơi này lại nói. Chúng ta một đám người đi theo Tần Phong chạy ra khách sạn, nhưng hắn giống như cũng không có dừng bước lại, như cố tại thúc giục chúng ta đi, hắn nói muốn rời xa cái này khách sạn, bằng không, chúng ta vẫn sẽ có nguy hiểm. Lúc ấy ta không muốn quá nhiều, liền theo tần phong một đường chạy chậm, thẳng đến tất cả mọi người mệt mỏi thở hồng hộc, liền nửa bước đều đi không được. Ta sát sát trên trán mồ hôi nóng, sau đó oán trách nói, tần phong, người muốn dẫn chúng ta đi đâu nha? Dạng này chạy xuống đi cũng không được biện pháp, Ta nói xong sau đã cảm thấy có điểm gì là lạ, quả nhiên, Tần Phong đột nhiên biến mất. Tần Phong đâu? Ta hỏi. Tất cả mọi người lắc đầu, nói mới vừa rồi còn trông thấy hắn ở phía trước dẫn đường tới, làm sao người đột nhiên liền không gặp rồi? Chẳng lẽ chúng ta dừng lại, nhưng hắn còn đang chạy. Ta ở đây, mau lên đây." Đột nhiên phía trước truyền đến Tần Phong thanh âm. "Chúng ta định dừng xem xét, phát hiện phía trước lại có cái chuồng ngựa." Tần Phong thanh âm chính là ở nơi đó phát ra tới. Ai, thật sự là kỳ cái quái, mới vừa rồi còn không thấy cái này chuồng ngựa, làm sao đột nhiên liền có thêm cái dạng này đồ chơi ra tới. Đừng nhìn, lên mau, băng không không kịp. Tần Phong tiếp tục trong xe ngựa thúc giục nói, Trương Tiểu Mạn quính lên, liền dẫn đầu chạy qua, nhưng vừa phóng ra không có mấy bước, liền từ trong đêm tối lao ra cái bóng người đưa nàng cho níu lại. Tần Phong, tại sao là ngươi, xe ngựa kia bên trên cái kia là trương tiểu mạn kinh ngạc nhìn trước mắt tần phong người đột nhiên có chút mộng tần phong không trả lời nét mặt của hắn rất phẫn nộ mắt trực câu câu nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa kia tần phong đến cùng chuyện gì xảy ra người ngược lại là nói một câu a à. trương tiểu mạn gấp đến độ thẳng rậm chân mang các người ra tới cái kia không phải ta hiện tại ở trên xe ngựa mặt cái kia cũng không phải ta tần phong lạnh lùng nói Nghe Tần Phong vừa nói như vậy, chúng ta đều hít vào một ngụm khí lạnh, chúng ta bị lừa rồi. Hiện tại ta mới nhớ tới đồ đần đối ta làm động tác, nguyên lai like hắn đã sớm biết đây là giả Tần Phong, cho nên mới nhắc nhở ta không muốn cùng hắn đi. Kia vừa rồi Tần Phong là ai? Hắn đem chúng ta mang tới nơi này lại có cái gì mục đích? Ha ha ha, trễ, hết thảy đều trễ, ta muốn để bọn hắn giống như ta, người không ra người, quỷ không quỷ, cả một đời đều ở lại đây. Trên xe ngựa lại biến một loại thanh âm, thanh âm này ta nhận ra chính là cùng Tần Phong tại gian phòng đối thoại nam nhân. Tần Phong đột nhiên khóe miệng co giật một chút, sau đó người vèo một cái liền biến mất, chờ gặp lại hắn thời điểm, hắn đã xuất hiện tại xe ngựa đỉnh. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, Tần Phong một quyền đánh vào trên nóc xe ngựa, xe ngựa lập tức liền biến thành một đống bụi đất, ngựa xương cốt tản mắt một mảng lớn. Dừng, lâm thí chủ, ta vừa rồi, có phải là hoa mắt? người cái này đồng học, giống như, giống như thuấn gì thật sao, mập hòa thượng há hốc miệng, kém chút liền nói không ra lời, chỉ là ấp úng gạt ra một câu đứt quáng. Trừ mập hòa thượng, chúng ta mấy cái cũng là kinh ngạc không khép miệng được, trước kia, ta là tin tưởng khoa học, càng về sau phát sinh một hệ liệt sự tình, để ta biết trên thế giới này còn có quỷ, còn có đạo thuật, âm thuật, tà thuật, bí thuật chờ một chút khó mà tin nổi sự tình, kỳ thật nói đến hoang đường. Nhưng rất nhiều chuyện đều là có cây có theo, không phải cũng sẽ không có huyền học, thậm chí liền điều tử cũng tới xía vào. Nhưng tần phong cái này thuấn di, cũng quá khoa trương, cái này đã không thể dùng quỷ dị, tà môn để hình dung, chỉ có thể dùng không có khả năng tới dọa ở ta khiếp sợ trong lòng cùng không hiểu, chẳng qua cái này sự tình, quả thật phát sinh, hiện tại ta không thể làm gì khác hơn là kỳ, cái này tần phong rốt cuộc là ai. Tần phong đưa xe ngựa đánh nát về sau, đống kia bụi đất cùng xương ngựa đột nhiên lại vặn vẹo lên, không đầy một lát mình liền phục hồi như cũ, chỉ có điều hai con ngựa nhưng không có da cùng thịt, chỉ còn lại một bộ khung xương, bọn chúng cũng sẽ còn gào rít, đầu thỉnh thoảng sẽ lắc lư mấy lần, cùng sống không hề khác gì nhau. Xe ngựa cũng có biến hóa, nó bánh xe bên trên tất cả đều là bùn đất, thân xe ướt súng, nhìn qua giống như vừa mới trải qua một trận mưa lớn. Lâm Tuyết đột nhiên ôm lấy cánh tay của ta, thân thể của nàng đang run rẩy, mà ánh mắt của nàng lại chăm chú nhìn xem trên nóc xe ngựa tần phong, nàng là đang sợ Tần Phong. Ta vừa định hỏi nàng làm sao vậy, nhưng nàng lại so ta mở miệng trước. Lâm Nguyên, người có hay không cảm thấy, cái này xe ngựa, có chút quen tai. Lâm Tuyết hỏi, ta đột nhiên ngây ra một lúc, cái gì gọi là quen tai? Nếu như gặp qua, vậy liền gọi nhìn quen mắt, nhưng ta cảm thấy Lâm Tuyết nói có đạo lý, bởi vì cái này xe ngựa, còn giống như thật có chút quen tai. Ta đối Lâm Tuyết nhẹ gật đầu, nói thật đúng là có cảm giác này, chỉ là lại nói không ra cái như thế về sau. Lâm Tuyết nói, nàng ngay từ đầu cũng không biết chuyện ra sao, nhưng nàng vừa mới nghĩ đến, là cố sự bên trong xe ngựa, Tần Phong cùng chúng ta nói cái kia cố sự. Ta nghe xong lập tức giật cả mình, Lâm Tuyết không nói ta còn nghĩ không ra, Tần Phong nói cái kia linh xa cố sự, chiếc xe ngựa kia chính là chiếc cổ đại linh xa, mà lại lôi kéo thi thể ở nửa đường liền hạ lên mưa to, bánh xe bùn đất cùng ướt súng thân xe, để ta lập tức liền đối đầu hào. Đương nhiên, chỉ bằng vào cái này khẳng định còn không thể xác định, chính yếu nhất chính là chiếc xe ngựa này trên thân xe dán rất nhiều cổ đại linh đường đồ án, cái này cùng cản thi đồng dạng, người một bên cản thi, một bên miệng bên trong còn lẩm bẩm, người chết lên đường, người sống né tránh. Câu nói này có rất nhiều tác dụng, trong đó trọng yếu nhất tác dụng chính là nhắc nhở trên đường người sống đừng cản đường, ảnh hưởng đi đường, xe ngựa này bên trên đồ án cũng thế, vì nhắc nhở trên đường người sống đây là linh xa, kéo người chết Đừng cản đường, người đi đường né tránh, xe ngựa tự nhiên tốc độ liền có thể nhanh một chút, dù sao người đều sợ không may, ai dám chặn đường. Kết hợp hai điểm này, chúng ta mới lập tức liền liên tưởng đến Tần Phong cố sự bên trong chiếc xe ngựa kia, cho nên cảm thấy quen tai, về phần có phải là, chúng ta cũng không rõ ràng, nếu như là, cái này sự tình ngẫm lại đều đủ dùng mình. Xe ngựa trở về hình dáng ban đầu về sau, Tần Phong càng thêm phẫn nộ, một quyền lại một quyền đập nện lấy xe ngựa nhưng vô luận hắn đánh tan mấy lần xe ngựa vẫn là sẽ là trở về hình dáng ban đầu đột nhiên lúc này xe ngựa hướng chúng ta cuồng chạy vội tới sau đó trên xe ngựa rèm bị quỷ dị xốc lên ta lại không nhìn thấy trên xe ngựa có bất cứ người nào nhưng mà bên trong lại có một bộ quan tài bộ này quan tài không có cái nắp bên trong nằm một nữ nhân ta nhón chân lên ngẩng đầu nhìn lên phát hiện kia trong quan tài nằm nữ nhân thế mà là mã lâm mã lâm nàng tại xe ngựa này bên trên Thật hay là giả, sẽ không lại là cái gì quỷ đông tây biến thành a. Tần Phong giống như nhìn ra ta ý đồ, đối ta phất tay hô lớn, đừng lên đến, cái này trong xe ngựa không có người sống, các ngươi ai cũng không được lên tới. Không được, bất kể như thế nào, ta đều muốn lên xe ngựa nhìn một chút, cứ việc phía trên này là giả, ta không có lựa chọn nào khác, ta cũng là bởi vì Mã Lâm mà tới. Ha ha ha, Tần Phong, ngươi ngăn cản không được bọn hắn, ta cái này bộ có thể đem bọn hắn đều mặc lên tới. Trên xe ngựa nhìn không thấy những người khác, nhưng lại truyền đến thanh âm của người đàn ông kia, hắn đến cùng là ai? Có nghe hay không, đây chỉ là đem các người dẫn lên đến bộ, kia căn bản cũng không phải là các người muốn cái gì Mã Lâm, chiếc xe ngựa này bên trên căn bản không có người sống. Tần Phong đối ta hô lớn, lúc này Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn cũng phân biệt lôi kéo cánh tay của ta, gọi ta đừng lên làm. Xe ngựa hướng ta băng băng mà tới. Thời gian một cái nháy mắt liền đến đến chúng ta trước mặt, chúng ta mấy cái vội vàng tránh né, mấy người lập tức liền bị tách ra, hai con con ngựa hí dài một tiếng, xuyên qua chúng ta sau hướng phía phía trước bay đi. Ha ha, không được cũng đừng hối hận, đến lúc đó các ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ gặp lại nàng, ha ha. Xe ngựa càng chạy càng xa, nếu như ta lại không truy, nghĩ lại đến đến liền không kịp, nhưng cái này rất rõ ràng chính là cái bẫy, ta có thể lên đi sao? Tần Phong hiện tại cũng còn đứng ở trên mui xe đối ta lắc đầu. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đoạt, mã ra đại tiểu thư là thiếu gia nhà ta. Đúng vào lúc này, một đạo bóng trắng xuyên ra ngoài, đồng thời đằng sau còn đi theo một người, ta định chử xem xét, bọn hắn theo thứ tự là Lương Thư Đình cùng địa trung đường hai người. Lương Thư Đình nhảy vào xe ngựa về sau, đối ta làm một cái mặt quỷ, thanh thuần gương mặt bên trên mang theo một điểm hoạt bát, cái này vốn nên càng thêm làm người chiều mến, nhưng ta nhìn lại nghĩ đánh nàng một trận cái này lão hoạt đầu thật muốn bóp chết nàng địa trung đường lên xe ngựa trước cũng nhìn ta liếc mắt trước mắt bên trong mang theo khinh thường cùng khinh miệt hai người bọn họ lên xe ngựa về sau lại không biết nơi nào xông tới hai thân ảnh chờ ta sau khi thấy rõ phát hiện một cái là tiểu hoa một cái khác là hoàng hâm hai người này cùng lương thư đình bọn hắn đồng dạng nắm lấy xe ngựa lập tức liền lật đi lên tiểu hoa càng là kêu lớn lên ngươi nằm mơ đi Mã đại tiểu thư là thiếu gia của chúng ta, người cái người quái dị cút sang một bên. Ta người quái dị, người cái mặc xanh xanh đỏ đỏ thổ lão quái, cút ngay cho lão nương xuống xe. Lương thư đình phản bác, thanh âm so tiểu hoa còn muốn lớn. Hai người ngươi một lời, ta một câu, rất khoái mã xe liền phát ra bên trong cách cách thanh âm, đoán chừng là bốn người đánh thành một đoàn, lúc nào cũng xe ngựa liền sẽ bị đánh xuyên mấy cái động, nhưng may mắn xe ngựa này có thể tự động phục hồi như cũ dạng này đánh lên bọn hắn ngược lại cũng không sợ chen, chỉ là Tần Phong đứng ở phía trên lung la lung lay, ta lo lắng hắn trở xuống sẽ đứng không vững cho ngã xuống. Mập hòa thượng nhìn thấy tình huống này, lập tức lo lắng, nếu như hắn lại không đuổi theo, kia mã lâm liền phải bị người đoạt đi, nữ thần đang ở trước mắt, coi như phía trước là quỷ môn quan, vậy hắn đoán chừng cũng phải xông vào một lần. Mập hòa thượng liền cùng một đống cục thịt tử đồng dạng, chạy vội phóng tới xe ngựa xe ngựa nhìn xem chạy nhanh nhưng mập hòa thượng lại mấy bước liền đuổi theo sau đó liền cùng một cái đạn đạo đồng dạng vào bên trong a à, người cái mập mạp chết bầm đi vào nơi này làm gì lăn đi xú hòa thượng a à, tay ngươi đừng sờ loạn a à, ngươi còn sờ bên trong không biết chuyện gì xảy ra tiểu hoa cùng lương thư đình phát ra vài tiếng chửi mắng cùng thét lên đoán chừng loạn thành một đoàn dù sao một chiếc xe ngựa cũng không lớn bên trong đã có một bộ quan tài lại thêm 5 người, kia không được cùng chen mì phát tử đồng dạng, bọn hắn coi như đánh nhau cũng không thi triển được quyền cước. Không được, nếu như trong quan tài chính là thật mã lâm, vậy ta liền thiệt thòi lớn, đến lúc đó làm sao cùng trời một phát kém. Trọng yếu nhất chính là, ngàn dặm xa xôi lại tới đây, nhìn xem mã lâm không dám lên xe, mà đưa nàng chắp tay nhường cho người, đến lúc đó trở về ta đoán chừng ruột đều có thể hối hận thanh. Nghĩ tới đây, ta cũng nhanh chân vào tới, tần phong thấy thế, Lớn tiếng la lên gọi ta không được qua đây, xe ngựa kia nguy hiểm, đi lên liền hạ không tới rồi. Ta không nghĩ xen vào nữa nhiều như vậy, liền xem như âm mưu, vậy ta cũng nhận, ta gọi Tần Phong giúp ta chiếu cố Trương Tiểu Mạn các nàng ba nữ hài tử, sau đó ta một tay nắm lấy xe ngựa biên giới, một cái xoay người nhảy lên. Lên xe ngựa về sau, ta mới phát hiện giống như hiểu lầm cái gì, xe ngựa này bên ngoài nhìn xem bình thường, kỳ thật bên trong rất lớn, hơn nữa còn rất cao liền cùng một gian phòng ốc đồng dạng, cũng sớm đã vượt qua xe ngựa độ rộng cùng cao độ, không sai biệt lắm có một cái phòng khách lớn như vậy, mấy người thêm một bộ quan tài cũng dư xài, hoàn toàn không chen. Hoàng hâm cùng địa trung đường đối lập đứng, ở giữa cách một bộ quan tài, mà ở giữa trong quan tài nằm mã lâm, nàng thật giống như ngủ đồng dạng, hô hấp đều đều, khuôn mặt an tường. Cái này, tựa như là thật mã lâm. Tiểu hoa cùng lương thư đình thì đánh nhau ở một đoàn, Mập Hòa Thượng tại các nàng bên cạnh không ít gặp nạn, có đôi khi quyền cước đánh lệch ra, đều hướng về thân thể hắn đi, hắn vẻ mặt cầu xin oán trách nói, thật sự là nằm cũng trúng đạn. Ta lên xe ngựa sau thì không nói một lời, đứng ở một bên nhìn xem hết thảy, đương nhiên, khẩn trương nhất vẫn là nhìn chằm chằm trong quan tài Mã Lâm, sợ bị bọn hắn một người trong đó cướp đi, hiện tại liền mập Hòa Thượng cũng là ta đối thủ cạnh tranh. Rất nhanh bên kia liền phân ra thắng bại, luận công phu quyền cước Lương Thư Đình khẳng định không phải tiểu hoa đối thủ, mười mấy chiêu qua đi, nàng liền bắt đầu liên tục bại lui, Lương Thư Đình đành phải trốn về địa trung đường bên người, sau đó mặt đầy oán hận nhìn xem tiểu hoa. Tiểu hoa cũng khinh miệt về một ánh mắt, nói Lương Thư Đình thật sự là chó xù, bị đánh cho uông uông gọi về sau, sẽ chỉ tìm chủ nhân vẫy đuôi. Lương Thư Đình bị tức phải một tấm môi đỏ đều kém chút cắn nát, nhưng nàng lại không thể làm gì, chỉ có thể đứng tại chỗ làm rậm chân, Chẳng qua trong thời gian này ta quan sát qua, Lương Thư Đình giống như nghĩ từ trong túi móc ra một chút đồ vật, nhưng lại bị địa chung đường ngăn cản, còn nói thầm câu, đừng xúc động, người cái này ít trò mèo không muốn để lộ, không phải về sau không dùng được. Lương Thư Đình lúc này mới cắn răng đem đồ vật thả trở về, nhưng nàng vẫn là rất giật, mặt đều đỏ bừng lên, loại này bị người nhục mạ cảm giác bị thất bại, là người đều chịu không được, khả năng nàng trong túi đồ vật có thể giúp nàng thay đổi càn khôn, nhưng lại không thể dùng cái này càng cho hơi vào hơn người. Lương Thư Đình cùng Tiểu Hoa giao thủ hoàn tất về sau, địa trung đường lộ ra một cái mỉm cười, sau đó đối Hoàng Hâm giơ ngón tay cái lên, Hoàng muội muội thật là thật sự có tài, là người thắng, tại hạ nhận thua. Ta sau khi nghe lập tức sướng sờ, cái gì Hoàng muội muội Ở chỗ nào, cái này địa trung đường trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì? Chẳng lẽ nói, Tiểu Hoa cũng họ Hoàng, hắn đang khích lệ Tiểu Hoa nhưng hắn rõ ràng đang cùng hoàng hâm nói chuyện a à. hoàng hâm hừ lạnh một tiếng gọi địa trung đường không cần vuốt mông ngựa đã hắn thắng kia mã lâm liền về hắn lúc này địa trung đường nói một câu chậm đã sau đó chuyển đề tài nói vừa rồi ta nói lộ ra mấy chữ ngượng ngùng là thủ hạ ngươi thắng không phải ngươi hừ nhàm chán hoàng hâm trợn trắng mắt sau đó làm bộ rút lui một chút đột nhiên trong tay cây quạt liền hướng địa trung đường cổ cắt đi lúc này địa trung đường làm sao có thể không có phòng bị, lập tức liền dùng tay ngăn trở hoàng hâm thủ đoạn, tại cây quạt cách địa trung đường cổ 0,01cm thời điểm cây quạt liền ngừng lại. Hừ, có ý tứ, hoàng gia người đều như thế âm hiểm sao? Địa trung đường khinh miệt nói, giống như hoàn toàn không đem hoàng hâm để vào mắt. Ngậm miệng, không cho phép người nói chúng ta hoàng gia. Hoàng hâm sau khi nói xong, ta nhìn thấy ngón tay của hắn nhấn một cái, đột nhiên cây quạt mũi nhọn vươn liên tiếp bén nhọn lưỡi lê. Những cái này lưỡi lê toàn bộ mạnh mẽ vào địa trung đường trong cổ, Hoàng Hâm dùng sức vung lên cây quạt, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, địa trung đường đầu lâu rơi trên mặt đất. Trong lòng ta lạc trèo lên một chút, thật là âm hiểm thật ác độc thủ đoạn, mặc dù là dạng này, đánh cờ chính là đánh cờ, bất kể như thế nào, đều là Hoàng Hâm thắng, chết là địa trung đường, ta vạn vạn không nghĩ tới thắng bại tới nhanh như vậy, xem ra kế tiếp chính là ta, Mặc dù ta cùng Hoàng Hâm ở chung qua một đoạn thời gian, nhưng vẫn là phải cẩn thận hắn, từ hắn vừa rồi thủ đoạn xem ra, cái này người khó đối phó. Có thể để ta hít một hơi lãnh khí chính là, đột nhiên bên trên đầu lâu một chút liền biến thành một bãi nước ngủ, một cái đầu lâu từ địa trung đường chỗ ngực trong quần áo bắn ra ngoài, sau đó hắn bẻ bẻ cổ, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Lại là loại này buồn nôn thủ thuật che mắt, cắt, nhàm chán. Hoàng hâm giống như đã sớm dự cảm đến đồng dạng, khinh thường mắng một câu. Vậy ngươi loại này thủ đoạn hèn hạ liền rất có ý tứ sao? Hoàng gia người thật là âm hiểm, địa trung đường cũng lạnh ngữ tương hướng.